Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 69. Trong truyền thuyết huyết mạch, cùng mở hai cảnh thiên kiếp. Không biết bao nhiêu người bị sét đánh chết, không thiếu thái hư cảnh. Lục thần minh pháp tắc liên thủ, lại đều không thể cầm xuống Triệu Tử Long. Triệu Bân bọn hắn về lại Thánh Hỏa Thành lúc, đầy đường cũng là huyên náo tiếng nghị luận. Ngước mắt nhìn lại, phố lớn ngõ nhỏ quán trà tử quán, chắc là có thể gặp một cái nói nhiều đạp cái băng ghế, đặt cái kia phun lớn đặc biệt phun, cũng không phải là tất cả mọi người đều đi thiên khung di tích, cũng có kẻ ngoại lai không biết bí mật, nghe say sưa ngon lành, nghi hoặc âm thanh chặt lưỡi âm thanh cộng thêm kinh ngạc âm thanh, vang dội đầy Thánh Hỏa Thành. Nói tóm lại, Triệu công tử vừa giận một cái. Quỷ tinh nghịch bọn hắn thổn thức, Mưa Hoa Tiên vẫn như cũ rất bình tĩnh, Thiên Tông trưởng giáo tại phàm giới thời điểm, chính là một cái cực người không an phận mới, phàm hắn đi đến chi địa tất có động tĩnh lớn, đi đâu cái nào náo nhiệt. Nói đến Triệu Bân, lại là một đường trầm mặc. Thiên khung di tích đã mất màn, cũng chính là nói Thánh Hỏa Điện cùng Thiên Tuyệt Điện sẽ liên thủ thu thập Diệp ra, cục này phải phá, thật muốn chờ lưỡng điện đánh tới, có thể đã muộn, Diệp thị nhất tộc sẽ bị san bằng. Có tâm sự, Mưa Hoa Tiên truyền âm hỏi. Có, Triệu Bân đem lo nghĩ sự tình nói thẳng ra. Ngươi muốn thế nào? Cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Có thể dùng lão thân hỗ trợ. Tiền bối trước tạm đi Diệp ra. Mưa Hoa Tiên không nhiều lời, dẫn mấy người chạy thẳng tới truyền tống trận. Triệu Bân thì được áo bào đen, như một cái du khách, tại các đại cửa hàng đi dạo, là mua tài liệu, rèn đúc Chu Tiên Nô cái chủng loại kia tài liệu. Hắn tại thiên khung di tích hắn phát một bút tiền của phi nghĩa, là có tiền, tiên cấp Chu Tiên Nô, số lượng khổng lồ đến nhất định cấp bậc, lực sát thương vẫn là rất mạnh rất bá đạo. Chớ lười biếng. Triệu Bân đem mua được tài liệu, toàn bộ đều chuyển vào vĩnh hằng giới. Xong, mấy trăm đạo phân thân bị hóa ra, như lúc trước phân công hợp tác. Nhìn tốt ha. Các phân thân cũng đáng tin cậy, đều vén lên tay áo. Nhìn nơi xa. Một chiếc kia chiếc sắp xếp gọn gàng Chu Tiên Nô, chính là thành quả lao động của bọn họ, một lớp này cuồng oanh loạn tạc đi qua, chớ nói huyền tiên cùng động hư cảnh, cho dù thái hư cảnh thấy cũng phải sợ. Sắc trời dần dần muộn. Triệu Bân tại tiệm tạp hóa tiền định thân. Thiên Các, chuyên bán tình báo chỗ. Ngày xưa, hắn chính là từ Thiên Các mua được tình báo, mới tìm đến có đèn trong vương gia, mặc dù vương gia bị diệt, nhưng hắn đích xác tìm được đèn trong tin tức. Cũng đích xác lấy được đèn trong. Tới đây cũng không phải đi dạo. Tới đây là nghĩ làm một chút tình báo. Hắn đi vào thời điểm, đang gặp một thanh niên, ngồi ở trước quầy lật xem cổ tịch, chợt nhìn, còn tưởng rằng là cái phàm nhân, kỳ thực là phong mang liễm tận phản phát quy chân, nhìn cặp kia không hề bận tâm con mắt, liền biết là cái siêu thoát thế ngoại ẩn sĩ, bình thường, dạng này tu sĩ đều rất bất phàm. Như hắn sở liệu, này thanh niên lai lịch khá lớn. Thiên Các không thuộc bất kỳ bên nào thế lực, cũng không tham dự các phe phái tranh đấu, mà người thanh niên này, chính là Thiên Các đương đại các chủ, tên gọi Thiên Qua, cùng Thiên Các hai chữ thành hải âm, là cái tu đạo kỳ tài. Tùy tiện nhìn, Thiên Qua mỉm cười. Lần này thiên khung di tích mở ra, tống táng bao nhiêu Thánh Hỏa Điện cùng Thiên Tuyệt Điện cường giả. Triệu Bân không nói nhảm, nói thẳng ý đồ đến, vốn cũng không phải là tới mua đồ, mà là đến mua tình báo, kiếm chuyện phía trước. Hắn trước tiên cần phải biết lưỡng điện thời khắc này tình trạng, biết người biết ta đi. Thánh Hỏa Điện, Thiên Tuyệt Điện, còn tại đọc qua cổ thư Thiên Qua, dừng lại như vậy một cái chớp mắt, lại còn tại nhỏ bé không thể nhận ra ở giữa, nhìn Triệu công tử một mắt, cái này thần bí hắc bảo nhân, là muốn làm gì, muốn thu thập lưỡng điện sao? Nhưng có, 5 vạn, giá cả coi như công đạo, Triệu Bân tiện tay đưa túi chữ vật. Thiên Qua thì nhẹ phẩy ống tay áo. Có khối ngọc giản treo ở giữa không trung. Đa tạ. Triệu Bân cầm ngọc giản, quay người rời đi. Sau lưng, Thiên Qua cuối cùng là buông xuống cổ thư, nhìn Triệu Bân con mắt, lập lòe thâm thúy chi quang, như vậy nghe ngóng lưỡng điện tin tức, đối phương tuyệt không phải loại lương thiện, khó tránh khỏi, thật muốn nhắc lên một hồi chiến tranh. Răng rắc. Triệu Bân đã bóp nát ngọc giản. Trong đó tình báo tất cả thành thần thức vào não hải. Xem xét như vậy. Hắn lông mày chọn lão cao, hắn tại thiên khung di tích lưỡng cảnh cùng độ thiên kiếp, không chỉ đánh cho tàn phế Hắc Sơn lão ma, có vẻ như còn trọng thương Thiên Tuyệt Điện. Trong tình báo nói rõ ràng, Hắc Sơn lão ma ngã nhất trọng cảnh giới, Thiên Tuyệt Điện thảm hại hơn, có hai tôn thái hư cảnh hồn phi phách tán. Thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây là lưỡng điện tình trạng.
Triệu Bân suy nghĩ xoay nhanh, Thánh Hỏa Điện cùng Thiên Tuyệt Điện bây giờ, sợ là không rảnh tìm Diệp ra phiền phức, dù vậy, hắn cũng phải cho mang đến mãnh liệt liệu, cho căn áo rách sau đó, lưỡng điện nhất định càng an phận. Cứ như vậy cả. Hắn một đường ra Thánh Hỏa Thành, tại Thánh Hỏa ngoài điện tìm một đỉnh núi nhỏ. Ban đêm Thánh Hỏa Điện, quang huy bắn ra bốn phía, như một khỏa rực rỡ minh châu, khảm nạm ở trên mặt đất, mặc dù cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ khói mù, cũng đúng, ném đi Tiên Vương có thể không đau lòng sao. Có liên quan Tiên Vương kiếm. Thánh Hỏa Điện cũng là về sau mới biết. Vì thế, Thánh Hỏa Lão Tổ trong lòng còn phát một trận bực tức chửi rủa, mắng là Hắc Sơn Lão Ma, được Tiên Vương kiếm, người nhà không nói sớm, còn có, người mẹ nó chính xác phế vật A. Bị tiểu tiên nhân làm như vậy thê thảm, hủy nhục thân ném đi pháp khí không nói, ngay cả Tiên Vương kiếm cũng bị người chiếm. Đến đây đi các tiểu bảo bối. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Chợt, liền nghe một tiếng ầm ầm, mờ mịt phía trên sấm sét vang dội. Thế nào cái sét đánh? Thánh Hỏa Thành phương hướng, truyền ra không thiếu kinh ngạc. Đạo pháp cao thâm lão bối, đều nhíu mày. Cái kia có vẻ như không phải thông thường sét đánh trời mưa, bởi vì sấm sét phảng phất tiềm ẩn thiên uy, cái kia này liền kỳ quái, không phải thiên kiếp thế nào sẽ có thiên uy đâu. Đồng dạng kinh ngạc, Thánh Hỏa Điện cũng có. Quá nhiều đệ tử ngửa mặt lên trời nhìn, cũng quá nhiều trưởng lão bị giật mình tỉnh giấc. Êm đẹp, ở đâu ra sấm sét vang dội, hơn nữa mang theo cuốn thiên uy. Thiên phạt. Triệu Bân một tiếng lạnh quát, hiệu lệnh cửu tiêu sấm sét. Ra lệnh. Đầy trời lôi đình bay múa, liên miên bổ về phía Thánh Hỏa Điện. Cái này, Thánh Hỏa Điện trưởng lão và đệ tử tất cả biến sắc. Thánh Hỏa Thành phương hướng người, cũng là đầu óc mơ hồ. Ngắn ngủi một hai cái trong nháy mắt, lôi điện đã chém vào Thánh Hỏa Điện, hình ảnh ngừng lại một mảnh hỗn loạn, không thiếu sơn phong nổ nát vụn, không thiếu cung điện lầu các sụp đổ, đá vụn, gạch xanh, mảnh ngói là đầy trời bắn bay. Trừ này, chính là tiếng kêu thảm thiết. Quá bao dài lão bị chôn cất, quá nhiều đệ tử gặp sét đánh, máu thịt be bét, nội tình hơi yếu giả, nhục thân vỡ vụn, nguyên thần khô diệt, quang huy bắn ra bốn phía Thánh Hỏa Điện, trong nháy mắt bao phủ một tầng tinh hồng sắc. Thực sự có người độ kiếp, ô ương ương bóng người từ Thánh Hỏa Thành chạy đến. Cũng không phải là thiên kiếp, lão bố nhóm con mắt hoàn toàn như trước đây thâm thúy, nếu là đoán không sai, nên có người ở âm thầm dẫn lôi cùng điều khiển lôi điện, về phần hắn là thần thánh phương nào. Tạm thời không biết. Mở bảo hộ thiên kết giới. Thánh Hỏa Lão Tổ hét to, vang dội đầy cửu thiên. Dứt lời, thì thấy bốn cái cột sáng xuyên thẳng thiên tiêu, có bí văn dày đặc, cũng có đạo thì bay múa, tụ trở thành một tòa vuông vức đại kết giới, bao phủ toàn bộ Thánh Hỏa Điện, dùng cái này phòng ngự lôi đình. Cho ta, phá. Triệu Bân lạnh quát, lại dẫn động lôi đình. Ước vạn sấm sét từ trời nghiêng tả, không nghiêng lệch bổ vào kết giới bên trên. Có thể tiếc nuối là, lôi điện chỉ ở trên kết giới cọ sát ra một túm túm ánh lửa, lay đều không lay động được, càng chớ nói phá vỡ. Triệu công tử không tin tà, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết điên cuồng vận chuyển. Hắn cái này điên cuồng, lôi điện điên cuồng hơn, liên miên từ trên trời hạ xuống rơi. Oanh, phanh, tiếng sấm vang vọng bát hoang, tiếng ầm ầm rung động cửu tiêu. Nhìn Thánh Hỏa Điện bảo hộ thiên kết giới, lại vẫn như cũ sừng sững bất động. Ai nha? Triệu Bân kéo ống tay áo, điều khiển lôi điện hóa thành một đầu kỳ lân. Đó là một đầu lôi đình kỳ lân, nguy nga như sơn nhạc, đầy trời lao nhanh. Một màn này ta đã thấy. Quần chúng bên trong, có không ít người con mắt sáng như tuyết. Bọn hắn những thứ này, cũng là muộn ra di tích người, thật vừa đúng lúc nhìn thấy đêm đó tràng cảnh, hư vô đột nhiên sấm sét vang dội, có lôi đình kỳ lân cùng lôi đình cự long diễn hóa, lôi uy vô cùng bá liệt. Bây giờ xem ra, đích thật là có người điều khiển. Nhất định là Thánh Hỏa Điện cừu ra, chạy tới trả thù. Giống. Lôi đình kỳ lân từ thiên xuống, mang theo thế lôi đình vạn quân, đánh tới Thánh Hỏa Điện. Tiếng ầm ầm vang vọng, chấn thiên địa một hồi lắc lư, bảo hộ thiên kết giới cũng bởi đó run lên. Rung động về rung động. Kết giới vẫn như cũ cứng chắc. Trái lại đầu kia lôi đình kỳ lân, tại chỗ đụng cái băng diệt. Lại đến. Triệu Bân nộ khí ngập trời, lại một lần nữa dẫn lôi. Lần này, tàn phá bừa bãi lôi điện tụ thành là một đầu lôi long, so kỳ lân kích thước còn nửa vòng lớn, khỏe mạnh thân rồng, sáng chói vảy rồng, đều là từ lôi điện diễn hóa, tiếng long ngâm chấn động minh mông tiên khung. Oanh!
cũng như lôi đình kỳ lân, lôi long cũng đụng cái nát bấy. Không phải lôi đình không đủ mạnh, là kết giới quá cứng rắn, bên trên lưu chuyển bí văn cổ lão mịt mờ, có thể cực điểm tháo bỏ xuống lôi đình chi uy, thêm nữa âm thầm tiên vương pháp trận vận chuyển, lực sát thương bị suy yếu rất lớn. Ta cũng không tin. Triệu công tử ánh mắt cực nóng, lần thứ ba ngự động lôi điện. Lần này động tính càng lớn, từng đầu lôi đình kỳ lân tố ra, cũng là tất cả hướng xuống đụng, đụng bảo hộ thiên kết giới ong ong thẳng run, đụng thiên địa một hồi lắc lư, nhìn thế nhân âm thầm nuốt nước miếng. Đến tột cùng ai tại dẫn lôi? Vấn đề này không có đáp án. Quần chúng không biết, bị sét đánh người cũng không biết. Từ thánh hỏa khai sáng, vẫn là đầu trở về bị người đánh đến tận cửa a. Ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, quỷ hiểu được chọc bao nhiêu cửu gia. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tụ một mảnh lại một mảnh, tiếng nghị luận ồn ào không chịu nổi, đủ nhiều hơn phân nửa người, gặp thánh hỏa điện bị làm, cũng không nói được sảng khoái, đây chính là hiện thế báo. Như thế có thể khiêng sao? Triệu Bân xử ở đó, là càng đánh càng không có tính khí. Hắn cho mượn lôi uy không giả, cứ thế không lay động được kết giới. Là hắn tu vi quá thấp. Vẫn là lôi điện quá yếu. Hắn thấy, hai loại khả năng đều có. Nếu hắn là thái hư cảnh, nếu đây là một hồi thiên kiếp, gì cái tiên vương pháp trận, lại gì cái bảo hộ thiên kết giới, toàn bộ không đáng chú ý, trong nháy mắt cho nó bổ xuống hiếm nát. Là ai? Thánh hỏa lão tổ đi ra thánh hỏa điện, tiếng quát truyền khắp cửu thiên. Cùng hắn một đạo, còn có thái hư cảnh cùng không thiếu nửa bước thái hư, động hư đỉnh phong cảnh trưởng lão, cũng giết ra một mảng lớn, đội hình không thể bảo là không khổng lồ, khí thế tương liên, nghiền hư không đều động rung động. Cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ sấm điện. Như bọn hắn những thứ này cũng có thể chọi cứng. Người đâu? Người ở đâu? Thánh hỏa điện cường giả nhìn lén lấy tứ phương, muốn tìm ra dẫn lôi giả, làm gì Triệu Bân che đến kín đáo, toàn thân trên dưới cũng là che lấp, lại giấu ở trong hắc ám, muốn đem hắn tìm ra, sợ là khó như lên trời. Là ai? Thánh hỏa lão tổ gầm thét vang dội đầy trời khung. Thánh hỏa điện cường giả sát ý cũng cực kỳ băng lãnh. Ngươi không xứng gặp lão phu. Nói chuyện, càng là khổng lồ lôi đình kỳ lân. Tự nhiên, đây là Triệu Bân thông qua lôi đình kỳ lân nói, hắn nhiều tặc a. Giấu tặc bí mật, không chút nào để lộ khí tức, có vẻ như cũng không có người biết là hắn tại dẫn lôi, dứt khoát chuyển ra kỳ lân tới dọa người. Khai chiến dù sao cũng phải có cái lý do, thánh hỏa lão tổ lạnh lùng nói. Ta đồ, Triệu Tử Long, Triệu Bân lại hí kịch tinh phụ thể, lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Hiếm thấy tối nay lớn như vậy chẳng diện, sao có thể không kéo cái đại danh đầu, lừa gạt người hắn là chuyên nghiệp. Triệu Tử Long. Biển người ngừng lại ồn ào sôi sục, kinh ngạc âm thanh thành một mảnh. Làm hơn nửa đêm, nguyên là vĩnh hằng tiên thể sư tôn, như vậy tính ra vậy thì không có tâm bệnh. Lúc trước tại thiên khung di tích, Hắc Sơn lão ma cùng Triệu Tử Long làm khí thế ngất trời. Triệu Tử Long độ kiếp sau, Hắc Sơn lão ma còn tham dự vây giết, nay đổ nhi bỏ mình. Làm sư tôn sao có thể không tới thanh toán. Triệu Tử Long lại còn có một cái đáng sợ như thế sư tôn. May lão phu tại thiên khung di tích lúc, không trêu chọc tiểu tử kia. Chờ xem, đêm đó tham dự vây giết người một cái đều chạy không được. Huyên náo tiếng nghị luận, càng ngày càng nghiêm trọng, mà đám khán giả thần thái cũng là đủ loại, như người trung lập tự hỏi tâm xứng đáng, như những cái kia cùng Triệu Tử Long có thù, tham dự vây giết Triệu Tử Long, tiểu tâm can thì từng trận bay nhảy. Bừng tỉnh cũng trông thấy một hồi máu tanh sát kiếp. Nhìn thánh hỏa lão tổ, thần thái đã âm trầm tới cực điểm. Nhìn trưởng lão và các đệ tử, sắc mặt nhưng là một trận xanh xám. Diện mục tối dữ tợn thuộc về Hắc Sơn lão ma, hôm đó Triệu Tử Long tới tìm hắn mua đèn trong lúc, hắn đã từng hỏi qua đối phương từ sư môn nào, nhưng Triệu Tử Long cũng không nói rõ, nguyên nhân chính là Triệu Tử Long không có nói rõ, hắn khi đó mới có một phần kiêng kỵ, không dám ở thánh hỏa điện động thủ. Mà là lựa chọn tự mình ám sát. Ai có thể nghĩ, lại bị Triệu Tử Long thi chướng nhãn pháp chạy trốn. Ai lại từng muốn, tiểu tử kia thật có cái kinh khủng sư tôn. Mua người đèn trong, nửa đường lại chặn giết ta đồ, khi lão phu không biết. Triệu Bân nhạt đạo, không nhìn tất cả mọi người, đối với Hắc Sơn lão ma nói, bởi vì chuyện này, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Đèn trong, nửa đường chặn giết. Thế nhân nghe có chút mộng. Hóa ra tại vào di tích phía trước, Triệu Tử Long cùng Hắc Sơn lão ma, liền đã có thù cũ, khó trách người sư phó lớn như vậy nộ khí, đồ nhi chết tâm tình của hắn có thể hảo. Lão ma sắc mặt,
khó coi lợi hại. Đã sự thật, cái này nợ hắn liền ỉ lại không xong. Nơi đây có hiểu lầm, đạo hữu có thể hay không hiện thân gặp mặt, ta Thánh Hỏa Điện định toàn lực đền bù. Thánh Hỏa lão tổ hạ thấp tư thái, thần sắc cũng đầy đủ thành khẩn, cho dù ai nhìn đều thực tình muốn hòa giải. Kỳ thực, hắn là nghĩ lừa gạt Triệu công tử đi ra, chỉ cần đối phương chịu hiện thân, vậy hết thảy đều dễ làm, đây là địa bàn của bọn hắn, hắn Thánh Hỏa Điện binh cường mã tráng, là cùng là giết còn không toàn bộ từ bọn hắn định sao. Đáng tiếc a, Triệu công tử không phải kẻ ngu. Đạo hữu, Thánh Hỏa lão tổ tính thăm dò kêu một tiếng, cũng là hí kịch tinh. Vì lừa gạt Triệu Bân đi ra, hắn tư thái này bày gọi là cái khiêm tốn. Giống. Đáp lại hắn, nhưng là một tiếng gào thét. Lại là lôi đình kỳ lân, từ thiên lao nhanh xuống, hung hăng đụng vào Thánh Hỏa Điện kết giới bên trên, tiếp đó, chính là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Bừng tỉnh giống như lôi điện không cần tiền, chơi bạc mạng va chạm, một bộ không phá bảo hộ thiên kết giới, không coi là xong tư thế. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Thánh Hỏa lão tổ trong mắt ngừng lại hàn mang chợt hiện. Nợ máu trả bằng máu. Triệu Bân vừa quát âm vang, đầy trời lôi đình tất cả nghe hắn hiệu lệnh. Thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Giống. Có loại đi ra, người ta quyết nhất tử chiến. Oanh. Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba. Phanh. Bịch. Đoàng. Thánh Hỏa lão tổ không mắng còn tốt, hắn mắng một cái như vậy, Triệu công tử cái kia vừa đánh càng có sức, chủ yếu là không tin tà. Không tin bổ không ra Thánh Hỏa Điện bảo hộ thiên kết giới, không đem đối phương đánh cho tàn phế, Thánh Hỏa Điện cũng không thành thật, Thiên Tuyệt Điện tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng phải để Thánh Hỏa Điện thương cân động cốt. Cho ta siêu. Thánh Hỏa lão tổ hét to, xuống điều ti a mệnh lệnh. Thánh Hỏa Điện cường giả tất cả khai bí pháp, còn có thế lực chi nhánh cường giả, cũng bị điều tới không thiếu, hoặc ba người một đội cũng hoặc năm người một đám, nhìn lén lấy tứ phương, nói thực ra, bọn hắn đã nhìn nhiều lần. Đến nay cũng không tìm được tung tích của đối phương, cũng trách quần chúng quá nhiều, khó tránh khỏi liền núp ở bên trong. Đừng nói, Triệu công tử thật sự quấn tới đống người bên trong đi. Tìm, hướng chết tìm, có thể tìm tới tiểu gia, lão tử theo họ ngươi. Oanh! Hắn lại ngự động lôi đình. Lần này, hắn bổ về phía không phải kết giới, mà là ra ngoài tìm hắn Thánh Hỏa Điện các cường giả, chuyên chọn động hư đỉnh phong hạ thủ, đối phương mặc dù có thể ngạnh kháng. Nhưng bị sét đánh nhiều cũng là rất sảng khoái. Phốc, phốc, hình ảnh trở nên máu tanh. Động hư đỉnh phong cảnh Thánh Hỏa Điện trưởng lão, một cái tiếp một cái đẫm máu, người không có tìm được không nói, đều gặp sét đánh, tuy là bị thương ngoài da, nhưng cũng đau a. Chiếu như vậy vỗ xuống nhục thân sớm muộn sụp đổ. Lui, Thánh Hỏa lão tổ một tiếng lạnh quát. Đỉnh phong động hư cảnh lại lui về Thánh Hỏa Điện. Các ngươi coi như xong. Triệu Bân lôi đình. Lại nhắm ngay bảo hộ thiên kết giới. Về phần hắn trong miệng các ngươi, chỉ tất nhiên là Thánh Hỏa Điện thái hư cảnh cùng nửa bước thái hư cảnh, những cái kia cũng là nội tình hùng hậu chủ, hắn đưa tới lôi, liền đối phương bản mệnh khí phòng ngự đều không phá được, vẫn là câu nói kia, hắn mượn lôi uy không phải thiên kiếp, mà hắn tu vi cũng quá thấp. Oanh, phanh, nguy nga như núi lôi đình kỳ lân, thực sự là một đầu so một đầu khổng lồ. Dù là tiên vương cấp pháp trận cùng kết giới, cũng bị oanh từng đợt động rung động. Lăn ra đến. Thánh Hỏa lão tổ con mắt tinh hồng, tiếng quát chấn thiên. Triệu Bân quyền đương không nghe thấy, nên thế nào bổ còn thế nào bổ, ngự động lôi điện không không giới hạn đi lên đập, hai kiếp cùng độ đặc quyền là thần cấp treo, vận chuyển công pháp liền tốt, từ đầu đến cuối đều không tiêu hao tiên lực, nhưng đối phương cũng không giống nhau, chống lên kết giới cùng vận chuyển pháp trận, đều cần sức mạnh làm bổ cấp. Thật muốn đánh tiêu hao chiến lời nói. Hắn năng lượng hao tổn đến đối phương sức mạnh khô kiệt. Chậc chậc chậc. Thế nhân nhìn cái kia thổn thức chặt lưỡi. Nhìn Thánh Hỏa Điện lửa giận ngập trời, lại vẫn cứ tìm không thấy người, có sức lực không có chỗ xử cảm giác, hơn phân nửa so ăn quả cân còn khó chịu hơn a. Không ai bì nổi Thánh Hỏa Điện, lại mẹ nó cũng có hôm nay. Tiếng sấm. Đủ một tháng vang vọng không dứt. Triệu Bân cũng đường đường chính chính bổ một tháng. Ngưu bức. Thế nhân giơ ngón tay cái. Tìm sư phó liền phải tìm hạng này, một hồi lôi điện bá thiên tuyệt địa, cứ thế chắn Thánh Hỏa Điện, không có một người dám ra đây, ngay cả Thánh Hỏa lão tổ cấp độ kia cấp bậc, đều lùi về trong núi đi cố thủ trận cước. Lại nhìn kết giới. Không là bình thường cứng chắc. Triệu công tử thật bị chỉnh không có tính khí, một tháng oanh kích không ngừng,
lại thế nào oanh đều oanh không ra, là hắn đánh giá thấp Thánh Hỏa Điện nội tình, cũng xem thường Tiên Vương cấp pháp trận, quá mẹ nó kháng đánh. Triệu Tử Long sư tôn, có thể vô hạn dùng lôi sao? Đây là đám khán giả nghi hoặc, có như vậy lâu bền bí pháp. Nhìn Thánh Hỏa Điện cường giả, đã là nổi giận phát cuồng, dòng dã nghe xong một tháng tiếng sấm, đầu cái kia ong ong a. Đều có phần muốn hỏi một chút Triệu Tử Long sư tôn, người mẹ nó không mệt mỏi sao? Có chút. Triệu Bân ngáp một cái. Thánh Hỏa Điện một người một cái mắt quầng thâm, hắn chẳng lẽ không phải, hai mắt đều bốc lên kim tinh, nhưng ở hắn xem ra, đây hết thảy cũng là đáng giá, ít nhất hắn cho Diệp gia tranh thủ một tháng thời gian, một tháng này mặc dù ngắn tạm, đầy đủ Diệp gia làm rất nhiều chuyện, thí dụ như tìm thế lực khác âm thầm kết minh. Qua xoa, còn tại bổ a. Vị đạo hữu này, thật là lạ mặt a. Lão tử chuyên môn từ Bắc Đầu Tinh đến đây xem kịch. Quần chúng càng ngày càng nhiều, có nhiều xa xôi ngàn dặm chạy tới tham gia náo nhiệt. Gặp một đầu kia đầu lôi đình kỳ lân, đều kinh hãi tột đỉnh, vĩnh hằng tiên thể nhà sư tôn, quả thực đại thần thông a. Cùng lôi điện có thân thích sao? Như vậy mượn lôi đình, bổ một tháng đều không ngừng nghỉ. Ngươi làm chuyện tốt. Thánh Hỏa lão tổ đầy mình nộ khí, toàn bộ vung cho Hắc Sơn lão ma. Không chỉ hắn, còn có Thánh Hỏa Điện các cường giả, cũng đều ở trong lòng đầu thầm mắng, vị lão tổ này, chính xác hư việc nhiều hơn là thành công, ném đi Tiên Vương kiếm thì thôi, còn đưa tới tên sát tinh như vậy. Đáng chết! Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặt mò có vẻ như đã mất hết, sớm biết như vậy, hôm đó Triệu Tử Long tới Thánh Hỏa Điện lúc, hắn liền nên diệt tiểu tử kia, cũng sẽ không có về sau việc chuyện này, thiệt hại bực nào thảm liệt a. Tối nay, ánh trăng không tồi. Tối nay, lôi cuối cùng là ngừng. Cũng không phải là Triệu công tử gánh không được, mà là có ý định khác, oanh không ra đối phương bảo hộ thiên kết giới, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, âm thầm cho quấy rối, vô luận thế nào làm, đều phải để cho đối phương không rảnh quan tâm chuyện khác. Không chịu nổi, nên tiên lực hao hết khô kiệt. Hắn cũng nên tới một cái giữa trận nghỉ ngơi. Đám khán giả nhiều ngáp, không ít người còn tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đây là một hồi vở kịch. Khó tránh khỏi đằng sau còn có càng thêm đặc sắc, đều chờ đợi xem náo nhiệt, chủ yếu nghĩ nhìn một chút, Triệu Tử Long sư tôn, còn có thể chỉnh ra gì cái đại thủ đoạn, vẫn là dùng lôi điện bổ. Cái này vừa đợi chính là nửa tháng. Nửa tháng không thấy chút nào động tĩnh. Nửa tháng cũng không thấy Thánh Hỏa Điện có người đi ra. Đi, đây là thế nhân ngờ tới. Chưa có người nghi vấn cái suy đoán này, nguyên nhân chính là không chất vấn, người xem kịch ảnh mới dần dần tán đi. Thời điểm này chờ, đi uống một chén hoa tửu không thơm sao. Còn có thể tìm cô nương trò chuyện chút nhân sinh. Chớ nói thế nhân. Ngay cả Thánh Hỏa Điện đều tin. Oanh không ra kết giới còn đánh cọng lông. Đừng nóng vội đi. Triệu công tử không đi, còn đặt cái kia ngồi xổm đâu. Chờ đối phương buông lỏng cảnh giác, lại cho mang đến kinh hỉ. Hắn rút sạch liếc mắt nhìn vĩnh hằng giới. Các phân thân có phần kính nghiệp, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đã tạo ra đại lượng chu tiên nô. Nhưng cuồng oanh loạn tạc. Sợ là thật đi. Lại là một cái yên tĩnh đêm, cuối cùng một nhóm quần chúng rút lui, lúc đi đều tại đánh lấy ngáp, trận chiến này mặc dù không có kết quả, nhưng đích xác rất đặc sắc, Thánh Hỏa Điện bị chặn lấy môn đánh, suy nghĩ một chút đều điếu tạc thiên. Dạ hắc phong cao. Thích hợp quấy rối. Triệu Bân trốn ở trong bóng tối, một thân một mình nói thầm. Thấy hắn mang theo một túi bột đá, ở trên người lau tới lau lui. Cái này không là bình thường bột đá, là dùng thạch phường tảng đá mài nhỏ sau bột phấn, ẩn giấu che lấp sức mạnh, liền tiên nhãn đều nhìn không thấu, đây là trang bị của hắn, cần bột đá che chở, miễn cho lẫn vào Thánh Hỏa Điện lúc bị phát giác. Không tệ, hắn muốn lẫn vào Thánh Hỏa Điện. Oanh không ra kết giới liền đi vào náo thôi. Đêm, Triệu Bân bịt kín áo bào đen, trong đêm tối tiềm hành. Hắn đi vòng qua Thánh Hỏa sau điện núi, muốn trộm sờ chui vào. Đi vào phía trước, hắn còn ở bên ngoài lưu lại mấy đạo phân thân làm ngoại ứng. Phía sau núi, cũng có kết giới bao phủ. Hắn ngồi xổm ở cái kia xem đi xem lại, Tiên Vương cấp kết giới, đích xác huyền ảo, cũng đích xác bá đạo, dù là dùng tiên nhãn nhìn lén, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bí văn, lít nha lít nhít tìm không ra nửa điểm sơ hở. Cái này không làm khó được hắn. Hắn yên lặng mở tiên nhãn, cách trong suốt kết giới, nhắm ngay trong núi một khối mảnh vụn thạch. Song chính là di thiên hoán địa phương pháp, cùng đổi vị trí, dễ như trở bàn tay tiến vào Thánh Hỏa Điện. Ban đêm Thánh Hỏa Điện, đống lửa thông minh.
ngước mắt đi xem, giữa không trung còn treo lấy từng khối tinh thạch sáng lên, lấp lóe ánh sáng sáng chói, những cái kia cũng không chỉ là chiếu sáng dùng, bị hắn chiếu xạ, liền sẽ phát động dự cảnh, để phòng ngoại nhân trộm vào. Bên trên có chiếu sáng, phía dưới cũng có cấm chế. Triệu Bân cùng nhau đi tới, đi đâu đều có hố. Trừ này, chính là người tuần tra. Cho dù là ban đêm, cũng có thể gặp đội trưởng một đội lão cùng đệ tử, giao nhau ngang dọc, qua lại ở trong núi, hành tẩu ở U Tĩnh Sơn rừng, phát hiện làm loạn người, vẫn là trước tiên phát động cấm chế. Thời kỳ không bình thường. Thủ đoạn phi thường. Thánh hỏa điện chỉnh rất chu đáo chặt chẽ. Chuyện nhỏ. Triệu Bân như một cái u linh, lay động ở trong hắc ám, tránh khỏi chiếu sáng, cũng tránh khỏi tuần ti a cùng cấm chế, muốn chọn một cái thích hợp phương vị, cho thánh hỏa điện đi lên một đợt cuồng oanh loạn tạc. Tốt nhất là ở trên cao nhìn xuống. Đứng tài cao có thể thấy xa, chỉ đâu đánh đó thôi. Ai? Đang lúc đi, Triệu Bân đột nhiên ngửi được một vòng khí tức quen thuộc. Khương Ngữ Linh. Cẩn thận phân biệt sau, Triệu Bân ánh mắt kỳ quái. Không tệ, khí tức quen thuộc chính là Khương Ngữ Linh, cũng chính là Mưa Hoa Tiên cháu gái ruột. Đây mới là lạ. Nhà đầu kia không phải nên tại Bắc Đầu Tinh Nam Thiên Thành sao? Sao tại Bắc Cực Tinh Thánh Hỏa Điện? Nghĩ như vậy, hắn trộm đạo hướng phương kia lặn đi qua. Đi tới một chỗ, hắn mới yên lặng định thân, giấu ở một tòa nham thạch sau. Từ chiều này một phương nhìn, có thể gặp một mảnh rừng trúc. Nơi tốt. Nhìn thấy rừng trúc ánh mắt đầu tiên, Triệu Bân liền không khỏi tán thưởng, này rừng trúc bị chín tòa sơn phong vần quanh, thành cửu long chiếm cứ chi thế, nhìn hắn mưa bụi lượn lờ, tiên khí mở mịt, liền biết là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Lại nhìn trúc lâm ngoại, còn có hai cái trưởng lão cố thủ, tất cả động hư tu vi. Không cần đến hỏi, liền biết ở tại mảnh này rừng trúc người không đơn giản. Mà Khương Ngữ Linh, liền tại đây phiến trong rừng trúc. Bị bắt được cái này. Triệu Bân ngồi xổm ở cái kia xem đi xem lại. Thật lâu, mới gặp một bóng người hoạch thiên mà đến. Là cái người lùn tiểu đồng, chính xác nói, là Thánh Hỏa Lão Tổ. Rất rõ ràng, đây là Thánh Hỏa Lão Tổ chỗ tu hành. Như thế một chỗ bảo địa, cũng xứng phải thượng Thánh Hỏa Lão Tổ bức cách. Lão Tổ. Gặp Thánh Hỏa Lão Tổ, cố thủ trúc lâm ngoại hai trưởng lão, vội vàng hoảng đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Ta muốn luyện đan. Bất luận kẻ nào không được đến gần rừng trúc. Thánh Hỏa Lão Tổ nhàn nhạt một tiếng, như gió đi qua, tại tiến rừng trúc phía trước, còn vô ý thức hướng Triệu Bân nhìn bên này một mắt, tổng cảm giác nơi đó cất giấu một người, nhưng lại đi nhìn lên, gì cũng không có. Nhìn lầm rồi. Thánh Hỏa Lão Tổ không để ý, vừa bước vào rừng trúc. Triệu Bân bên này thì thở dài một hơi, suýt nữa bị phát giác. Nhưng Thánh Hỏa Lão Tổ mà nói, hắn là nghe chân thực. Luyện đan. Cầm Khương Ngữ Linh luyện đan. Cái suy đoán này rất đáng tin cậy, nhà đầu kia huyết mạch cũng không yếu, dùng để luyện thành huyết đan, không thể thích hợp hơn, nhìn Thánh Hỏa Lão Tổ sát khí có phần nồng, liền biết ăn qua không thiếu huyết đan, hơn phân nửa cũng là dùng sinh linh luyện chế. Mưa Hoa Tiên tôn nữ, cái này được cứu a. Cho dù không có Mưa Hoa Tiên cái tầng quan hệ này, hắn cũng phải cứu. Tưởng tượng ngày xưa, hắn nhập môn tiên giới lúc, là Khương gia cứu được hắn. Đây là nhân quả cũng là ân tình, nhân quả cũng tốt, báo ân cũng được, hắn đều không thể ngồi xem mặc kệ. Ăn cướp trắng trợn chắc chắn không được. Chuyện này còn cần trí lấy. Tới, gào hai cuống họng, Triệu Bân động đến bên ngoài phân thân. Nói gào liền gào. Bên ngoài phân thân, bịt chân một hơi, gào bá khí ầm ầm. Thánh Hỏa Điện, nợ máu trả bằng máu. Thật sao, lời này vừa nói ra, Thánh Hỏa Điện cường giả đều bị giật mình tỉnh giấc. Không chờ bọn họ có chỗ cử động, liền nghe cửu tiêu có tiếng sấm vang dội. Tất nhiên là Triệu Bân đưa tới lôi, cùng phân thân phối hợp ăn ý, một cái mở gào một cái hiệu lệnh sấm sét, trước sau bất quá mấy trong nháy mắt, thì thấy một đầu lôi đình kỳ lân diễn hóa mà ra, lao nhanh lấy từ thiên sung xuống. Còn tới, Thánh Hỏa Điện cường giả tất cả vọt lên tận trời, lên núi nhìn ra ngoài. Tiếng sấm rất ầm ầm, nhưng ngoài núi tiếng mắng có vẻ như vang dội hơn. Khinh người quá đáng. Thánh Hỏa Lão Tổ tức giận, chân trước mới vừa vào rừng trúc, một giây sau liền lại đi ra, dẫn tiền lớn cường giả giết ra Thánh Hỏa Điện, mặc kệ là ai, cho dù là tiên vương, cũng muốn cùng với làm một cuộc, quá mẹ nó nén giận. Lưu ở nơi đây, cố thủ rừng trúc hai trưởng lão, lại cũng đi một cái, không phải đi hỗ trợ,
mà là vội vàng đi tham gia náo nhiệt, chỉnh ở lại giữ vị kia rất khó chịu, người nhà đi xem trò vui, lưu ta tại cái này canh cổng. Tuy là không cam lòng, nhưng hắn vẫn là canh giữ ở trúc lâm ngoại. Đây là lão tổ chỗ tu luyện, cũng không thể ra gì sơ suất. Liền còn lại một cái, vậy thì dễ làm rồi. Triệu Bân sách ra Long Uyên, tự giác không thích hợp, lại đổi thành Tiên Vương kiếm. Long Uyên kiếm ông rung động, một hồi lẩm bẩm, lão đại, người không thích ta. Xéo đi. Triệu Bân một tiếng mắng, lại mở tiên nhãn. Tiếp đó, chính là một đạo thuấn thân tuyệt sát. Phốc, cố thủ trúc lâm ngoại trưởng lão kia, cũng không biết cái nào cùng cái nào, đầu liền bị người chặt, kèm thêm bản mệnh nguyên thần, cũng cùng nhau tịch diệt, đến lúc đó cũng là mộng bức, lão tử đây là bị dây sao. Siêu, Triệu Bân một cái chớp mắt vào rừng trúc, tiện thể chân, còn đem thi thể phân ly trưởng lão, thu vào vĩnh hằng giới. Vào rừng trúc, lại là một mảnh khác càn khôn. Đây là một mảnh đại thế giới a. Chim hót hoa nở, đình đài lầu các mọc lên như rừng, có thể ngửi róc rách tiếng nước chảy, có thể ngửi ảo diệu đạo âm, còn có cổ lão dị tượng diễn hóa, là bảo địa tự nhiên mà thành dị tượng. Khương Ngữ Linh, Triệu Bân kêu một tiếng. Triệu Tử Long, là ngươi sao? Chỗ sâu có hồi âm, chính là Khương Ngữ Linh. Là ta, Triệu Bân con mắt sáng lên, chạy thẳng tới phương kia. Có lẽ là đi gấp, nghiễm nhiên không để ý đến âm thầm cấm chế. Một bước không chút dẫm hảo, tại chỗ rớt xuống hố, có một đạo vô song kiếm khí chém ra, suýt nữa đem hắn sinh bổ. Còn tốt, hắn tránh đầy đủ nhanh, tránh khỏi sát sinh mệnh môn. Đợi cho chỗ sâu, mới gặp Khương Ngữ Linh, bị phong ở một tòa trên tế đàn. Không ở nhà đợi, chạy cái này làm gì? Triệu Bân nhất kiếm chặt đứt phong ấn xích sắt. Ta đào hôn đi ra ngoài. Khương Ngữ Linh một mặt ủy khuất, vừa tới Bắc Cực Tinh, liền bị nắm. Ngươi cái này không có chuyện gì tìm kích động a. Thời gian cấp bách, Triệu Bân không nói nhảm, một cái phất tay áo đem Khương Ngữ Linh đưa vào mộng đẹp. Hắn lại xách ra trang vôi cái túi, cho Khương Ngữ Linh thân bên trên, bôi một lớp lại một tầng. Thạch phường tảng đá rất quỷ dị, tiềm ẩn lực lượng thần bí, có thể ngăn cách nhìn lén, cũng có thể ngăn cách người sống khí tức, chỉ cần bôi đủ nhiều, hoàn toàn có thể tạo ra băng ngọc quan tài cấp độ kia hiệu quả. Hắn tay chân trơn tru. Chỉ không lâu sau, liền cho Khương Ngữ Linh bao thành một người hình người tảng đá. Có thể hay không đi thông, ta cũng không biết. Triệu Bân hít sâu một hơi, mở vĩnh hằng giới. May mắn là, Khương Ngữ Linh thật bị đưa đi vào. Tiếp tục bôi. Triệu Bân hóa ra phân thân, lại cho Khương Ngữ Linh bôi vôi. Lấy loại phương pháp này đem người mang vào, hắn cũng là lần thứ nhất làm, cũng không thể ra nửa chút sơ suất, vạn nhất vĩnh hằng giới đem Khương Ngữ Linh phun ra. Vậy thì thật nói chuyện vớ vẩn, đây chính là Thánh Hỏa Điện. Cho nên nói, nhiều lắm bôi mấy tầng. Các phân thân tặc kính nghiệp. Bọn hắn không phải bôi vôi, dứt khoát đem Khương Ngữ Linh sống chôn, nếu lại cho dựng lên một cái mộ bia, kia liền càng hợp thời sấn cảnh. Oanh, ầm ầm. Đêm Thánh Hỏa Điện phi thường náo nhiệt, vẫn là sấm sét vang dội, vẫn là từng đầu lôi đình kỳ lân, chơi mệnh va chạm Thánh Hỏa Điện kết giới, động tính quá mạnh cũng quá hùng vĩ. Vừa sợ động tứ phương. Triệu Tử Long sư tôn, thật có nghị lực a. Đồ nhi chết thảm, chuyện này hắn có thể làm tốt mới là lạ. Thái đa nhân chạy tới tham gia náo nhiệt, mắt thấy một màn kia, liền biết là thần thánh phương nào kiệt tác Nga, giữa trận nghỉ ngơi, Triệu Tử Long sư tôn nên về nhà bổ gầy ra huyết, lại giết trở về Thánh Hỏa Điện. Lăn ra đến. Thánh Hỏa lão tổ phẫn nộ gào thét, chấn cửu thiên động rung động. Hắn cho là, đối phương náo loạn một trận, đã biết khó khăn trở ra, ai có thể nghĩ là cái khó dây dưa chủ, thời gian qua đi hơn nửa tháng, không ngờ giết cái hồi mã thương, để hắn chán ghét là, tìm không ra đối phương ở đâu. Cho ta siêu. Cho ta tỉ mỉ siêu. Hắc Sơn lão ma cũng đi ra, nửa tháng thời gian đã tái tạo nhục thân, có thể hàng nhất trọng tu vi, lại không có bù lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả đời đều biết dừng bước tại thái hư cảnh đệ bát trọng. Ra lệnh. Số lớn Thánh Hỏa Điện cường giả rời núi, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong. Ngoại trừ Thánh Hỏa Điện, còn có thế lực chi nhánh cường giả, cũng đều bị triệu tập đến nơi này bên cạnh tới, lấy Thánh Hỏa Điện làm trung tâm, chiêu tứ phương thành địa thảm thức điều tra, một bộ không tìm ra Triệu Tử Long sư tôn, không coi là xong tư thế, vì thế, bọn hắn còn cường thế thanh tràng, đem những cái kia tới tham gia náo nhiệt cùng xem trò vui, toàn bộ đều đuổi đến ngoài trăm dặm, dám can đảm có người đặt chân, nhất định bị lôi đình tuyệt sát. Không chết không thôi.
khổng lồ lôi đình kỳ lân, không chỉ biết nói chuyện, còn nhảy nhót tặc hăng hái. So với nó càng hăng hái, còn có Triệu công tử, cứu Khương Ngữ Linh sau đó, hắn cũng không có đi, mảnh này rừng trúc thế nhưng là Thánh Hỏa lão tổ chỗ tu luyện, ẩn giấu không thiếu bảo bối đâu. Làm sao cam lòng đi? Mảnh này tiên trì, thuộc về ta. Triệu Bân tay chân trơn tru, đem một mảnh tiên trì chuyển vào vĩnh hằng giới. Còn có bên hồ bơi một gốc linh quả cây, cũng bị nhổ tận gốc, thuận tiện còn bới 10 trượng bùn đất, rất tự giác cắm vào hắn vĩnh hằng giới, khi nhàn hạ đi vào tẩy cá táo, cảm giác nhất định là mỹ mỹ đát. Hắn như cường đạo, có vẻ như không có hắn không cần. Phàm hắn đi qua chi địa, tất cả trơn bóng một mảnh. Hắn lại định thân chính là một tòa tế đàn nhỏ phía trước, phương viên hẹn 2-3 trượng, bên trên có khắc họa cổ lão bí văn, chính xác nói, là một loại không gian bí văn. Cẩn thận nhìn lén mà nói, có không gian lực lượng rong chơi. Truyền tống trận đài. Triệu công tử vòng quanh tế đàn, xem đi xem lại. Cái gọi là trận đài, cũng thuộc về truyền tống trận một loại, nhưng cái này trận đài hình như là đơn hướng truyền tống trận, cũng có thể gọi xác định vị trí truyền tống trận, chỉ cần khắc xuống không gian tọa độ, lại giao phó hắn tiên thạch làm sức mạnh cung cấp, liền có thể bắt không gian thông đạo làm truyền tống càng xa tiêu hao tiên thạch càng nhiều. Những thứ này. Huyền môn trong thiên thư có đôi câu vài lời giới thiệu. Đạo lý không khó hiểu, đơn giản là cấp bậc cao thấp phân chia. Như tiểu trận này đài, truyền tống 8.000 dặm hẳn là một cái cực hạn, cái này đã đầy đủ, thời khắc nguy cơ, ai còn quản mấy ngàn dặm, thoát ra một phiến thiên địa là được rồi, chạy trốn tất yếu bảo bối. Đồ tốt, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ. Truyền tống trận hắn gặp qua không ít, nhưng trận đài vẫn là đầu hẹn gặp lại. Đây chính là bảo bối. Xem như mở độn ngoại quải, tao ngộ nguy cơ lúc có thể dùng cái đồ chơi này chạy trốn, đã chân quý, trên thị trường không có bán, không nghĩ, Thánh Hỏa lão tổ chỗ tu luyện lại tàng lấy một tòa. Này làm sao có ý tốt? Triệu công tử xoa xoa đôi bàn tay, cười tặc vui vẻ. Xong, tòa này trận đài liền bị chuyển vào hắn vĩnh hằng giới. Thân tại vĩnh hằng giới bên trong phân thân, đều tụ tới hiếu kỳ quét lượng. Lão đại, như bọn ta dùng trận đài này. Có thể hay không từ vĩnh hằng giới chiêu ngoại truyền tống. Này ai biết? Triệu công tử một tiếng ho khan, trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn xác định là, dùng trận đài này không cách nào từ Thánh Hỏa Điện truyền tống ra ngoài, vì sao lạc? Bởi vì Thánh Hỏa Điện chống lên kết giới, đó chính là một tầng che chắn, sẽ cách trở không gian thông đạo Bắc, một cái truyền tống đi qua, trở ngại là khẳng định, trận đài huyền cơ còn phải trở về chậm rãi nghiên cứu. Lăn ra đến. Ngoài núi. Thánh Hỏa lão tổ gầm thét chưa từng đoạn tuyệt. Thánh Hỏa Điện cường giả, nộ khí cũng có đủ lớn, ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen, chưa từng bị qua bực này biệt khuất sự tình, bị người chặn lấy môn đánh, còn hết lần này tới lần khác không tìm thấy người, không nén giận mới là lạ. Tới, bầy đầy, Triệu công tử không nhìn ngoại giới, hóa ra một mảng lớn phân thân, cũng bầy một mảng lớn chu tiên nô, phân biệt nhắm ngay các phương, hắn là muốn đi, nhưng trước khi đi, phải cho Thánh Hỏa Điện tạo một cái động tĩnh lớn. Hoặc là không đánh, hoặc là mọc lên như nấm. Chờ bố trí tốt, hắn mới trộm đạo ra rừng trúc. Hắn một đường đi tới hậu sơn, đứng ở kết giới biên giới, tìm một cái núi góc ngồi xổm đó, núp trong bóng tối thích thuốc nhỏ mắt nhi, lúc trước động di thiên hoán địa cùng thuấn thân tuyệt sát, hắn đã không động lực, trong thời gian ngắn, hắn cũng là không xuất được, trước đó, trước tiên cần phải khôi phục động lực. Giống. Hắn một bên tích thuốc nhỏ mắt, một bên vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Từ hắn lúc trước hiệu lệnh lôi điện, lôi đình kỳ lân liền không có dừng lại, một đầu tiếp lấy một con, từ thiên hướng xuống đụng, mặc dù không phá nổi kết giới, nhưng đinh tai nhức óc oanh minh người bình thường tuyệt chịu không được. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân nhắm lại hai con ngươi. Động lực dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng miễn cưỡng đủ. Đi ngươi, Triệu Bân một cái tiên nhãn thuấn thân, xuyên qua kết giới. Ra Thánh Hỏa Điện, hắn liền đối với phân thân hạ mệnh lệnh. Ra lệnh, thân tại rừng trúc các phân thân, đều kéo ống tay áo, giải chu tiên nô cấm chế, bất quá một cái chớp mắt, thì thấy liên miên cường nỗ chiêu tứ phương vào tới, mỗi một cán đều khỏa đầy bạo phù, mỗi một cán đều giấu đầy độc châm, ong 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 âm thanh, đại biểu là tuyệt diệt lực xuyên thùng. Ân, Thánh Hỏa Điện tuần ti a người nghe động tính, đều xuống ý thức ngước mắt. Trông thấy đầy trời cũng là cường nỗ lúc. Đại đa số người đều không phản ứng lại. Chờ phản ứng lại, tới trước cường nỗ đã mất vào một tòa đại điện, một cây tiếp lấy một cây nổ tung,
thật tốt một tòa đại điện, sững sờ bị tạc gạch xanh gạch ngói vụn bay đầy trời, tại chỗ san thành bình địa. Oanh, phanh. Đại điện sau đó, chính là một tòa núi cao dốc đứng sơn phong, bị oanh bình đỉnh núi. Tiếp đó chính là tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Tiếng ầm ầm vang dội thiên chấn địa. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Quá bao dài lão bị cường nỗ xuyên thủng, quá nhiều đệ tử bị đá vụn chôn vùi, liền trong núi nuôi nhốt linh thú, cũng không ít gặp nạn, trên thân cắm đầy độc châm, hai ba bước lay động sau liền cắm đó. Ai? Có lẽ là động tính quá lớn, càng nhiều người bị quấy nhiễu. Cơ hồ mỗi một tòa sơn phong, mỗi một tòa lầu các, mỗi một tòa địa cung, đều có bóng người xông ra, gặp đại điện sụp đổ, gặp sơn phong chém vỡ, đều tập thể sững sờ, hơn nửa đêm đây là gặp địch tập sao. Không cần phản ứng, mới gảy ra cuồng oanh loạn tạc buông xuống. Vây quanh na tọa sơn phong, có người hét to, chỉ phía xa một phương cái rừng trúc kia. Lần thứ nhất không thấy rõ, lần này nhìn chính là biết rõ, cường nỗ chính là từ cái kia bắn ra. Siêu, siêu, hơn ngàn đạo Mitsuhiro trùng tiêu, vây hướng về phía rừng trúc. Triệu Bân phân thân ổn ép một cái, đem xe nỏ chuyển vào vĩnh hằng giới. Mà bọn hắn, thì đều hóa thành một tia khói xanh. Chờ thánh hỏa điện cường giả giết đến, phân thân đã đều tiêu tan. Cái này, gặp rừng trúc một màn, thánh hỏa điện cường giả tất cả sững sờ. Như không nhìn lầm, lão tổ chỗ tu hành bị người quét sạch a. Oanh, phanh, bên này xong việc, một phương khác diễn ra. Triệu công tử đào hố cũng không chỉ là Chu Tiên Nô, còn có ven đường chôn từng mảnh tiên bạo phù, đều ở nơi này trong nháy mắt nổ tung, vốn là phi thường náo nhiệt thánh hỏa điện, thật sự tới một mọc lên như nấm. Hàng ổ lớn như vậy động tĩnh, ngoại giới sao có thể không biết. Thánh hỏa lão tổ, Hắc Sơn lão ma cùng thánh hỏa điện cường giả, phần phật một mảnh giết hết trở về, gặp đầy khắp núi đồi cũng là ánh lửa, gặp phần lớn chỗ đều một mảnh bừa bộn, căm giận ngút trời áp chế không nổi. Rất rõ ràng, có người lẫn vào thánh hỏa điện. Những người khác còn tốt, ngược lại là thánh hỏa lão tổ, buông xuống rừng trúc thời điểm, một bước không có thế nào đứng vững, tu hành của hắn chi địa là tạo cường đạo sao. Linh thảo, tiên trì, quả thụ, đều bị trộm tinh quang, còn có tòa kia trận đài, cùng với hắn bắt tới tiểu nha đầu, cũng đều không thấy bóng dáng. Là hắn khinh thường. Lúc trước trở về rừng trúc lúc, từng cảm thấy nham thạch sau có người. Đáng tiếc, lúc đó hắn cũng không hề để ý. Bây giờ đến xem, hắn cảm giác một chút không tệ. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương chính là Triệu Tử Long sư tôn, khó trách ở bên ngoài không tìm thấy người, nguyên lai là lẫn vào thánh hỏa điện, là bọn hắn tìm lộn phương hướng, từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn xoay quanh. Phần đại lễ này, còn ưa thích. Lao nhanh tại thiên lôi đình kỳ lân, lại thổ lộ nhân ngôn. Tất nhiên là Triệu Bân tại nói, sớm đã mở đột, chạy trốn tới lên 9 tầng mây. Ngươi đáng chết, thánh hỏa lão tổ tức giận rung động thiên khung. Đừng vội, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Triệu Bân nhạt đạo, có loại cả một đời đừng rút lui kết giới, có loại cả một đời núp ở bên trong đừng đi ra, như bên ngoài gặp được thánh hỏa điện người, ta gặp một cái giết một cái. Triệu Bân mà nói băng lãnh cô quạnh, rất có ý uy hát yêu ta. Không tệ, đây chính là đỏ. Lỏa lỏa uy hát yêu ta, lão phu cùng ngươi thánh hỏa điện chống đối. Triệu Tử Long sư phó thật một kẻ hung ác cái nào. Rõ ràng, muốn cùng thánh hỏa điện chơi bạc mạng cùng chết. Tiếng nghị luận vẫn là như vậy ồn ào, có kinh ngạc có người chặt lưỡi, có người nghi hoặc có người không hiểu, thánh hỏa điện bảo hộ thiên kết giới, thế nhưng là tiên vương cấp, Triệu Tử Long sư tôn là thế nào chui vào, hơn nữa, thánh hỏa điện khắp nơi là hố, hắn như vậy chui vào, càng là đến mà lại không người phát giác. Có thể vào lần thứ nhất, liền có thể đi vào lần thứ hai. Cái này lại là một cái uy hát yêu ta, thánh hỏa điện gặp thời khắc đề phòng. Đáng chết! Thánh hỏa lão tổ cùng Hắc Sơn lão ma sắc mặt, đã là dữ tợn không chịu nổi. Bị một tôn thái hư cảnh để mắt tới, thánh hỏa điện đừng nghĩ an tâm, có bọn hắn tọa trấn thánh hỏa điện, đối phương còn không dám quá làm loạn, nếu bọn họ không trong điện, đối phương chắc chắn sẽ trà trộn vào tới đại khai sát giới. Muốn hay không khác mưu đường ra. Phổ thông đệ tử cùng phổ thông các trưởng lão, đều cho mày. Đối phương đã quẳng xuống ngoan thoại, như bên ngoài gặp được thánh hỏa điện người, gặp một cái liền giết một cái, trừ phi bọn hắn cả một đời trốn ở thánh hỏa điện, nếu dám ra ngoài đi bộ lời nói, thế nào chết cũng không biết. Thỏa! Triệu công tử muốn chính là cái hiệu quả này.
Trải qua hắn phen này hù dọa, Thánh Hỏa Điện kết giới, trong thời gian ngắn hơn phân nửa sẽ không lui lại đi, mà Thánh Hỏa Điện đỉnh cao cường giả, như Thái Hư Cảnh, trong khoảng thời gian ngắn hơn phân nửa cũng không dám rời xa hang ổ, cái này là đủ rồi, chỉ cần Thánh Hỏa Điện còn có kiêng kỵ tại, Diệp thị nhất tộc liền không có gì đáng ngại. Hắn đi. Trước khi đi, hắn còn đi một chuyến Thánh Hỏa Thành, tại các đại thạch phường đi dạo, chuyên chọn tiện nghi tảng đá mua, tảng đá kia rất thực dụng, mài thành một đống bột đá, thoa lên người có thể ngăn cách khí tức, liền người sống khí, cũng giống vậy có thể ngăn cách, bây giờ Khương Ngữ Linh, chính là một cái hiển nhiên ví dụ. Đêm, Triệu Bân ở một tòa sơn lâm đặt chân. Hắn từ Vĩnh Hằng giới mang ra trận đài, liền ngồi xổm ở phía trên nghiên cứu, không biết là người phương nào sở tạo, tạo rất nhiều huyền ảo, tung không vận chuyển cũng có thể ngửi được không gian lực lượng, bằng vào lịch duyệt của hắn còn khó có thể hiểu thấu đáo. Thử xem, Triệu Bân đầu ngón tay quanh quần tiên lực, tại trên trận đài khắc xuống không gian tọa độ. Cùng một trong nháy mắt, hắn còn lấy một vạn tiên thạch, đặt ở trận đài lỗ khảm bên trong. Truyền tống phía trước, hắn còn lưu lại hai đạo phân thân. Cùng với vèo một thanh âm vang lên, Triệu Bân bản tôn biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi trận đài, còn ở lại tại chỗ, đây cũng là trận đài tai hại, xác định vị trí truyền tống không giả, người có thể truyền tống đi cũng không sai, nhưng trận đài lại đi không được, bởi vì nó là mở không gian thông đạo điểm xuất phát. Cũng không sao. Triệu Bân lưu lại phân thân, có thể phụ trách đem trận đài chuyển về Vĩnh Hằng giới. Phân thân cùng bản tôn cùng hưởng Vĩnh Hằng giới, cái này cũng là một cái thần cấp treo. Như vậy tính ra, bản tôn không chỉ là mang bên mình mang không gian, có vẻ như cũng là mang bên mình mang trận đài A. Muốn dùng tùy thời có thể, như thế việc cần kỹ thuật nhi, những người khác là không làm được, phải có không gian tùy thân. Thử lại lần nữa. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, trốn vào Vĩnh Hằng giới. Có thể hay không từ Vĩnh Hằng giới ra bên ngoài truyền tống, hắn không xác định. Hắn lại một lần khắc tọa độ. Hắn cũng lại một lần giao phó trận đài tiên thạch. Ông! Trận đài ông một tiếng rung động, Triệu Bân lại trong nháy mắt tiêu thất. Hắn lại hiện thân nữa đã là 200 dặm bên ngoài, cái kia ánh mắt rạng rỡ a. Trận đài đích xác rất dễ dùng, lại thật có thể từ Vĩnh Hằng không gian ra bên ngoài truyền tống. Đây là một cái ngạc nhiên phát hiện, Vĩnh Hằng giới cũng có che chắn, sẽ cách trở thông đạo Bắc, nhưng hắn tại Vĩnh Hằng giới dùng trận đài, vậy mà không nhìn che chắn. Suy nghĩ thật lâu, hắn phải ra một kết luận. Đây là chuyên trúc không gian của hắn, tự có chuyên trúc đặc quyền, Vĩnh Hằng giới che chắn sẽ cho hắn nhường đường, này liền quá hoàn mỹ, lại phát hiện một cái mở độn con đường, lại phối hợp hắn tự nghĩ ra nghịch hướng triệu hoán, có thể nói là như hổ thêm cánh, chỉ cần hắn chính mình không tìm đường chết, liền không có người bắt ở hắn. Ngoại trừ rất phí tiên thạch, khác không có tâm bệnh. Triệu Bân vỗ vỗ trên trận đài cho bụi, càng xem càng ưa thích. Hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút, khó tránh khỏi hắn cũng có thể tạo ra một tòa. Thu trận đài. Hắn biến mất ở ban đêm. Mấy ngày đường lui hôm khác tuyệt điện lúc, hắn còn chuyên môn nhi chạy tới xem qua một mắt, như Thánh Hỏa Điện, Thiên Tuyệt Điện cũng chống đỡ nhà hắn bảo hộ thiên kết giới, không thấy một người đi ra, cũng không thấy có bóng người đi vào. Rất rõ ràng. Thiên Tuyệt Điện cũng sợ bước Thánh Hỏa Điện theo gót. Hắn tiến đánh Thánh Hỏa Điện một trận chiến. Làm gọi là cái khí thế ngất trời, định đã truyền khắp tứ phương, rất nhiều thế lực đặc biệt là tham dự vây giết hắn người, cũng như chim sợ cành cong, không dám chạy đến du lịch, liền sợ bị trả thù, Thánh Hỏa Điện chính là vết xe đổ, Triệu Tử Long sư tôn sớm đã quẳng xuống ngoan thoại, phàm cừu gia gặp một cái giết một cái, sợ bị trả thù người, từ không dám tùy ý ra ngoài. Cục diện này, là Triệu Bân mong muốn, không sợ chết liền đi ra tản bộ. Nửa tháng sau. Hắn đến Diệp gia chỗ cổ thành. Lúc vào thành, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt tường thành bảng hiệu, ánh mắt kỳ quái, tòa thành này tên, có vẻ như bị người sửa lại, đổi thành Bát Phương Thành, hắn đi lên cũng không phải cái tên như vậy. Tiến vào thành mới biết, cái gọi là Bát Phương Thành, là trong thành bát đại thế gia liên hợp. Bát Phương Thành chính là này ngụ ý, mà Diệp thị nhất tộc, chính là trong đó một nhà. Nghe tin tức này, Triệu công tử vẫn là rất vui mừng. Diệp gia quả nhiên không có nhàn rỗi, cũng không uổng công hắn bên ngoài tranh thủ thời gian. Thời buổi rối loạn đi, bão đoàn sưởi ấm mới là vương đạo, cho dù bây giờ hai điện liên hợp tới tiến đánh, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, như không nắm chắc đem bát đại thế gia toàn diệt, hai điện sẽ không dễ dàng ra tay. Diệt một cái gia tộc dễ dàng. Nhưng nếu bị Thái Hư Cảnh lão tổ chạy trốn, vô cùng hậu hoạn.
tỷ như hắn, treo lên Triệu Tử Long sư tôn danh hào, cho Thánh Hỏa Điện làm là sứt đầu mẻ trán, một đoạn thời gian rất dài, đối phương cũng không dám ra ngoài sơn môn, đây là một loại uy hát yêu ta, sẽ kéo dài rất lâu. Vào thành, lại là một phen khác cảnh tượng. Lúc hắn đi, thành này bởi vì một hồi chiến hỏa độc hại, là rách nát một mảnh, bây giờ lại nhìn, đã khôi phục ngày xưa phồn hoa, hơn nữa còn xây rộng hơn một vòng lớn nhi, đại nhai thượng khắp nơi có thể thấy được tuần ti a thị vệ, là từ bát đại thế gia liên hợp tạo thành, đây chỉ là trên mặt nổi, quỷ hiểu được trong thành này, còn giấu bao nhiêu cái chạm gác ngầm, bát đại thế gia tận hết sức lực, thật sự nhất trí đối ngoại. Diệp gia càng cường đại, Diệp Lan liền càng an toàn. Đây là Triệu Bân muốn thấy được. Mộc lấy tinh huy, hắn được áo bào đen trở về Diệp gia. Người Diệp gia từ hoan nghênh, đến nay cũng không biết hắn thân phận chân thật, chỉ biết là Diệp Lan sư tôn, Triệu Bân cũng không nói rõ, người biết càng ít càng tốt, đón hắn người có không ít, lại không thấy Diệp Lan, hỏi qua mới biết, còn đang bế quan bên trong, nghe nói là huyết mạch thuế biến, đang tại niết bàn bên trong. Trở về, ngươi là thực sự nghiêu bức a. Mới vừa vào vườn nhỏ, thì thấy quỷ tinh nghịch bọn hắn ba vây quanh. Vòng quanh hắn là thổn thức lại chặt lưỡi, Thánh Hỏa Điện một trận chiến đánh thật mẹ hắn nhiều tính, chớ nói sao Bắc Cực, liền bắt đầu tinh người đều chạy tới, nếu không phải mưa hoa tiên không để bọn hắn ra ngoài, bọn hắn ba cũng sẽ tổ đội đi xem vở kịch. Điệu thấp, gặp người nào đó nói lời này, thần sắc đều phá lệ thâm trầm. Nói đến mưa hoa tiên, cũng không ở trong vườn, tại sát phách rừng trúc. Hắn lúc đi vào, mưa hoa tiên nhanh chóng đứng ở đan lô tiền luyện chế đan dược. Tiền bối là luyện đan sư, Triệu Bân ngạc nhiên nói. Như thế nào, không giống. Mưa hoa tiên khẽ nói nở nụ cười. Giống, Triệu Bân một tiếng gượng cười, đứng ở một bên quan sát. Ngày xưa tại Thiên Tông, hắn cũng thường xuyên nhìn đan huyền luyện đan, như luyện khí, cái này một cái việc cần kỹ thuật, lại nửa đường không thể dừng lại, cũng quấy rầy không thể, nguyên nhân chính là quấy rầy không thể, hắn mới không thả ra Khương Ngữ Linh, cái này nếu để mưa hoa tiên biết được. Tâm cảnh nhất định chịu quấy rầy, có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Lão thân nhìn qua, hẳn là chuyển thế. Mưa hoa tiên khẽ nói. Có biết như thế nào tỉnh lại nàng trí nhớ của kiếp trước? Triệu Bân vội vàng hoảng vấn đạo. Không biết, mưa hoa tiên khẽ gật đầu, chuyển thế nói chuyện, nàng mặc dù nghe qua, nhưng vẫn là đầu hẹn gặp lại. Triệu Bân cảm thấy tiếc nuối, có thể nghĩ tới chỉ có tỉnh thế khúc. Giải rác mấy ngữ, hai người đều lâm vào trầm mặc. Mưa hoa tiên đều đâu vào đấy đưa lên lấy dược thảo, đem hỏa diễm điều khiển đến cực hạn, mà Triệu công tử, thì mang theo bầu rượu yên lặng mong nhìn, cũng là học trộm, luyện khí cùng luyện đan là có cùng khúc cùng công việc tuyệt diệu, như vậy nhìn, cũng không phải khó khăn như vậy. Không lâu, mưa hoa tiên xuất đan. Mùi thuốc nồng nặc bay đầy rừng trúc. Rất nhanh, ông tổ nhà họ Diệp liền chạy tới, xoa xoa lão thủ một mặt cười ha hả, xem ra, mưa hoa tiên là giúp hắn luyện đan. Đến nỗi là có phải có luyện đan thù lao, đó chính là hắn nhị nhân chuyện. Ta muốn học luyện đan. Diệp Thương sau khi đi, Triệu Bân cũng cười ha ha. Làm luyện khí sư, còn nghĩ làm luyện đan sư. Người có nhiều như vậy tinh lực. Mưa hoa tiên cười nói. Kỹ nhiều không đè người. Trước tiên một đạo hỏa diễm lại nói. Hỏa diễm ta có. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, gọi ra màu đen thiên hỏa. Hỗn thiên ma viêm, vừa mới ngồi xuống mưa hoa tiên. Lại thông suốt đứng lên, đôi mắt đẹp gần như híp lại thành tuyến, nhìn một lúc lâu, mới thì thào một tiếng tự nói, là hỗn thiên ma viêm không thể nghi ngờ. Danh tự này bá khí, Triệu Bân cũng nhìn màu đen tiên hỏa, đầu trở về nghe tên của nó. Đạo hỏa diễm này ngươi ở đâu ra? Mưa hoa tiên vấn đạo. Thánh hỏa thành đổ thạch lúc cắt ra tới, Triệu Bân từ không giấu giếm. Nghe qua, mưa hoa tiên hung hăng hít một hơi, còn không từ nhìn nhiều Triệu công tử vài lần, tiểu tử này. Là kèm theo cơ duyên và tạo hóa định vị sao? Cắt đá đều có thể cắt ra một đạo đáng sợ tiên hỏa. Cái này hỏa gì lai lịch? Triệu Bân tò mò hỏi. Tương truyền, nó là hỗn thiên ma thần hỏa diễm, tiền thân là thần hỏa, vạn cổ phía trước một hồi thần chiến, hỗn thiên ma thần bị vây giết mà vẫn diệt, hắn hỏa diễm, cũng bởi vì vỡ nát, mất hết hỏa chi bản nguyên, lại có một chút xíu hỏa hơi thở còn sót lại thế gian, trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, dần dần diễn hóa thành tiên hỏa. Cũng chính là hôm nay hỗn thiên ma viêm. Ý của tiền bối là, hỗn thiên ma viêm không chỉ một đạo. Triệu Bân vô ý thức vấn đạo. Như lời ngươi nói, mưa hoa tiên chậm rãi nói, đến nỗi còn có bao nhiêu, không người biết được.
thật là lớn lai lịch. Triệu Bân một tiếng chặt lưỡi, cùng thần dính líu quan hệ, vậy thì cao đại thượng, đến nỗi hỗn thiên ma thần, hắn nghe đều không nghe qua, nên một tôn dị thường cổ xưa thần minh. Cái này cất kỹ, Mưa Hoa Tiên đưa cho Triệu Bân một cái túi chữ vật. Trong đó, bầy đầy từng khối ngọc giản, mỗi một khối ngọc giản, cũng là một loại đan dược phương pháp luyện chế, là đan phương, cũng là luyện đan áo nghĩa. Tại Mưa Hoa Tiên xem ra, lấy Triệu Bân thông minh tài trí, có vẻ như không cần tay nàng nắm tay dậy, hàng này ngộ tính, cao đến nàng khó có thể tưởng tượng. Đa tạ sư thúc, Triệu Bân vội vàng hoảng đón lấy. Câu này sư thúc, kêu Mưa Hoa Tiên có chút mất tự nhiên. Nàng cũng không nói gì nhiều, ai bảo hắn là Ngọc Cẩn bản tôn đâu. Tự động lĩnh hội, Mưa Hoa Tiên lưu lại một ngữ, quay người liền muốn đi. Triệu Bân vội vàng hoảng níu lại, cuối cùng là đem Khương Ngữ Linh phóng ra, còn tại ngôi mộ nhi bên trong chôn lấy đâu. Đây là, Mưa Hoa Tiên trao lên lông mày. Nhà ngươi tôn nữ bảo bối. Triệu Bân quét đi vôi, lộ ra toàn thân ô bảy, tám đen Khương Ngữ Linh. Trải qua, đã trải qua một hồi sinh tử, nhà đầu này ngủ ngược lại là thơm ngọt, khóe mắt còn có không hong khô vệt nước mắt. Bị thánh hỏa lão tổ bắt đi, nên dọa sợ, nàng là không dành thế sự, vậy mà thế đạo hiểm ác. Mưa Hoa Tiên có chút mộng. Đây là cái gì cái cục diện? Linh Nhi không phải tại Nam Thiên Thành sao? Như thế nào tại Triệu Bân cái này? Nàng cũng nhẹ phẩy ống tay áo, tỉnh lại Khương Ngữ Linh. Nhà đầu này nên ngủ mơ hồ, tại mở mắt sau đó, một hồi lâu đều không phản ứng lại, chào đón Mưa Hoa Tiên, liền nhào tới trong ngực, khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, nãi nãi. Ta cho là không thấy được ngươi. Ngươi cái nhà đầu ngốc, sao chạy sao Bắc Cực, Mưa Hoa Tiên đau lòng nói. Ta đào hôn đi ra ngoài, vừa tới sao Bắc Cực liền bị bắt, còn muốn cầm ta đi luyện đan. Khương Ngữ Linh càng khóc càng đau, vốn cho rằng thế giới bên ngoài rất tốt đẹp, thực tế cho nàng thật tốt học một khóa. Đào hôn, bị bắt, luyện đan. Mưa Hoa Tiên thần sắc, trong lúc nhất thời lạnh như băng không thiếu, không hỏi Khương Ngữ Linh, trách mắt nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân từ không che giấu, nói thẳng ra. Nghe chi, Mưa Hoa Tiên sát ý bỗng hiện, toàn bộ rừng trúc đều kết hàn băng, chỉnh Triệu Bân một hồi nước tiểu rung động, này nương môn nhi mạnh có chút thái quá a. Theo hắn suy nghĩ, tuyệt không tại thánh hỏa lão tổ phía dưới. Các ngươi trước tiên trò chuyện. Triệu công tử vội ho một tiếng, trơn tru rút lui. Đây là một tôn kinh khủng thái hư cảnh, đè nén thở không nổi hơi thở. Bầu trời đêm thâm thúy. Triệu Bân ngồi ở dưới cây già. Mưa Hoa Tiên cho ngọc giản, hắn đã bóp nát mấy cái, luyện đan áo nghĩa đã dung nhập não hải, tính tâm lĩnh hội, hắn không ham hố, cũng không gấp tại cầu thành, trước tiên từ một văn đan bắt đầu, làm gì chắc đó. Cách đó không xa, quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ hoa cũng tại. Cái kia hai nhìn cũng không phải tại tu đạo, mà là tại thưởng thức bức tranh, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, đã là mặt đỏ tới mang tai, có phần muốn tìm một người luyện một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như không có gì, có vẻ như loại hình không khớp. So sánh hai người bọn họ, tối nay đầu chọc lão hán liền đứng đắn nhiều. Triệu Bân lĩnh hội áo nghĩa, hắn liền ngồi xổm ở Triệu Bân bên cạnh, có một lời hỏi rất nhiều lần. Ta, khi nào lên đường đi tu la tinh vực? Chờ một chút, Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng. Đầu chọc lão cũng thật sự ngồi cấp độ kia, chờ đều ngủ gật. Trời tối người yên, Triệu Bân mới đứng dậy. Từ vĩnh hằng giới mang ra một ngụm màu vàng lò luyện đan, là từ thiên khung di tích càn quét tới, cấp bậc mặc dù không cao, nhưng miễn cưỡng đủ, một văn đan mà thôi, đối với lò luyện đan yêu cầu cũng không hà khắc, chủ yếu nhất vẫn là tự thân luyện đan chi thuật. Thấy hắn phất tay áo, trên trăm loại tài liệu rơi vào trên bệ đá. Sau đó, chính là hỗn thiên ma viêm, rót vào đan lô trước tiên ôn dưỡng một phen. Chờ thời cơ chín muồi, hắn mới đi đến bỏ thuốc thảo, cực điểm khống chế hỏa diễm. Tinh luyện dược thảo tinh hoa, quá trình này gấp không được, dùng hỏa quá mạnh, sẽ đốt diệt dược thảo, dùng hỏa quá yếu, tinh hoa sẽ trôi đi. Ai nha? Ngươi thực sự là đa tài đa nghệ a. Khò khè oa cùng quỷ tinh nghịch đều bu lại, lông mày nhỏ chọn lão cao, bản thân liền là luyện khí sư, lại vẫn là cái luyện đan sư, bọn hắn có phần muốn hỏi một chút Triệu công tử, ngươi có nhiều như vậy tinh lực sao? Có. Cái này lại là Triệu Bân trả lời. Tú Nhi từng nói qua, làm gì cũng là một loại tu hành. Luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng được, đều có thể thành ngộ đạo một bộ phận. Một văn đan cái nào? Một văn đan không phải đan sao? Vậy viên này ta muốn. Lăn,
viên này là ta. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa có lẽ là rất rảnh rỗi, sự tại cái kia kỳ kỳ oai oai không xong. Đan dược bọn hắn gặp qua rất nhiều, nhưng đem huynh đệ luyện đan, nói gì cũng phải cất giữ một khỏa. Có thể nghĩ tốt, viên này ai muốn? Triệu Bân cười nói, chỉ lát nữa là phải xuất đan. Tuy là một văn đan, nhưng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta muốn, biết hay không tới trước tới sau. Ta, oanh, hai người đòi đòi, liền nghe đan lô một tiếng nặng nề oanh minh. Đang luyện đan lĩnh vực, sưng bực này cục diện vì nổ lô, ân. Cũng chính là luyện đan thất bại. Hai người không ầm ĩ, nhìn Triệu Bân ánh mắt cũng nghiêng qua không thiếu. Là bọn hắn suy nghĩ nhiều, vị này hiển nhiên là một gà mở luyện đan sư. Luyện chế một văn đan còn nổ lô, còn không biết xấu hổ hỏi bọn ta viên này ai muốn. Nhìn Triệu công tử, cái kia chật vật không chịu nổi cái nào. Nổ lô nổ hắn ô bảy, tám đen. Tối nay, ánh trăng không tồi. Triệu Bân một lời thâm trầm, như không có chuyện gì xảy ra lau trên mặt một cái khói bụi. Lần thứ nhất luyện đan, liền chỉnh như vậy lúng túng, quả thực có chút mặt không nén giận được. Thiên nhi là không sai. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa đều xủy tay, trở về phòng của mình. Đêm đẹp cảnh đẹp, trốn ở trong phòng nhìn đồ Tết, có vẻ như càng thoải mái. Lại đến. Triệu Bân quét sạch lò luyện đan, lại tế hỏa diễm. Là hắn xem thường luyện đan, cũng đánh giá cao thuật luyện đan của hắn. Cái này, hắn là tâm không ngoại vật, cũng là hết sức chăm chú, mỗi một bước nhỏ đều chỉnh dị thường cẩn thận, việc cần kỹ thuật đi. Cái kia thật tốt có nhiều việc mài, luyện ra đan dược phía trước, nói gì cũng là nói nhảm. Lần thứ hai, lại là thất bại chấm dứt. Sau đó lần thứ ba, lại tới nổ lô. Vô cùng đơn giản một khỏa một văn đan, hắn luyện suốt cả đêm. Chờ quỷ tinh nghịch hắn ba đi ra cửa phòng lúc, hắn còn đặt cái kia nghiên cứu đâu. Treo lên mắt quầng thâm nhi, luyện có phần nghiêm túc, thất bại một lần lại một lần, hắn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, luyện đan lúc không quên lĩnh hội. Ngươi được hay không a? Quỷ tinh nghịch đạp tay đạo. Nhất thiết phải đi, Triệu Bân cái này vừa nói chuyện âm vang hữu lực. Không có tí sức lực nào, khò khè oa đi ra, ngồi ở dưới cây đọc qua cổ thư. Ngược lại là đầu chọc lão, lần lượt đụng lên tới, lại muốn hỏi hỏi Triệu công tử, ta khi nào lên đường cái nào? Cái kia cá tính cuồng nhân tài, vẫn chờ hai ta đi đánh đâu. Chớ đóng khóa thời khắc như xe bị tuột xích. Gió nhẹ nhẹ thổi, cuốn lấy một vòng nữ tử hương. Chính là Khương Ngữ Linh, nghỉ tạm một đêm, cuối cùng là đi ra bóng tối nhi. Ai? Gặp nha đầu này, quỷ tinh nghịch ngừng lại sững sờ. Nếu là không nhìn lầm, cái này mẹ nó là Khương Ngữ Linh a. Sao tại Diệp gia? Vị tiểu tỷ tỷ này, xinh thật thủy linh. Khò khè oa đã xẹt tới, thuận tiện còn mấp mái tóc. Xong, này hàng liền bị quỷ tinh nghịch đạp lộn mèo, cô nàng này ta thích. Nha, ngươi là luyện đan sư. Khương Ngữ Linh kinh ngạc, tiến tới đan lô tiền. Triệu công tử không có ngôn ngữ, chỉ khẽ gật đầu một cái, luyện đan sư cái danh hiệu này, hắn giờ phút này, có vẻ như còn có một chút đảm đương không nổi, đường đường chính chính luyện một đêm, nửa viên đan đều không ra. Gia gia của ta cùng ta nãi nãi cũng là luyện đan sư. Khương Ngữ Linh cười cười. Đã nhìn ra, Triệu Bân nói, lại đi trong lò luyện đan quăng một gốc dược thảo. Cảm ơn ngươi cứu ta. Khương Ngữ Linh vừa nói chuyện thật chí. Đào hôn đi ra có cảm ngộ gì? Triệu Bân cười hỏi một câu. Thế đạo gian ác, Khương Ngữ Linh vừa nói, còn một bên cầm ti quyên, nhón chân lên, cho Triệu Bân lau sạch lấy mồ hôi trán, giống như một ôn nhu tiểu thức phụ, trước đó ta không hiểu chuyện, cuối cùng vui ra bên ngoài chạy, làm hại tỷ tỷ khắp thiên hạ tìm ta, kinh nghiệm một kiếp này, ta vừa rồi biết rõ, thế sự còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy mỹ diệu, đây là một cái đẫm máu thế giới. Có này giác ngộ tất nhiên là tốt nhất, Triệu Bân một tiếng ho khan. Nhà đầu này lau mồ hôi cho hắn, sao chả có chút ngượng ngùng đâu. Khò khè oa cùng quỷ tinh nghịch không vật lộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đen không thiếu, đã nói xong tán gái, thế nào liền bị lão tam bắt cóc, là bọn ta kích thước quá thấp sao. Có thể bọn ta một ngày nào đó sẽ lớn lên. Viên ngoại, lại có một vòng nữ tử hương thổi vào. Lần này là mưa hoa tiên, nhập môn thì thấy tôn nữ cho Triệu Bân lau mồ hôi. Gặp chi, quỷ tinh nghịch, khò khè oa cùng đầu chọc lão cũng như chuột gặp mèo, trơn tru trở về phòng, lúc trước tới Diệp gia trên đường, này nương môn nhi cho bọn hắn một trận hảo đánh, thương cân động cốt a. Nãi nãi, Khương Ngữ Linh thu ti quyên.
Mưa Hoa Tiên chỉ cười một tiếng, tĩnh tĩnh nhìn Triệu Bân luyện đan. Triệu công tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự luyện ra một văn đan, là một khỏa bổ khí đan dược, lần thứ nhất xuất đan đi. Bề ngoài không ra thế nào dễ nhìn, mặt ngoài mấp mô, miễn cưỡng tính là một khỏa đan. Tính ngươi nhập môn, Mưa Hoa Tiên cười nói. Là một cái tốt bắt đầu, Triệu Bân lau mồ hôi một cái. Đan này hắn sẽ chân tàng, đây là hắn bình sinh luyện ra viên thứ nhất đan. Lão thân tới đây, muốn mượn một vật, Mưa Hoa Tiên lại nói. Tiền bối cứ nói đừng ngại, Triệu Bân mãnh liệt ực mạnh một bầu rượu. Tiên Vương kiếm. Dễ nói. Triệu Bân có phần khẳng khái, nghĩ cũng không nghĩ liền cho. Hắn thấy, Mưa Hoa Tiên tìm hắn mượn Tiên Vương kiếm, hơn phân nửa là muốn đi tìm Thánh Hỏa Điện tính sổ sách, như hắn đoán không sai, Khương gia lão tổ Khương Vấn Thiên nhất định tại tới trên đường, phải cho tôn nữ đòi công đạo. Đa tạ. Mưa Hoa Tiên cầm Tiên Vương kiếm, giao cho kiếm thể một vòng bạch quang. Triệu Bân nhìn rõ ràng, màu đỏ thấm Tiên Vương kiếm lại đã biến thành màu trắng, hẳn là chướng nhãn chi pháp, để tránh có người nhận ra Tiên Vương kiếm cùng với phiền toái không cần thiết, biến cái hình thái vẫn rất có cần thiết. Chớ lại chạy loạn. Mưa Hoa Tiên giao phó một câu, liền quay người rời đi. Triệu Bân không lo lắng chút nào, Ngọc Cẩn bản tôn vẫn là rất kinh khủng, lại Tiên Vương kiếm nơi tay. Có thể đấu qua nàng người cũng không nhiều, càng có Khương Vấn Thiên liên thủ, tung bị quần ẩu, đào tẩu không là vấn đề. Ta có phải hay không gây họa? Khương Ngữ Linh nhỏ giọng nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Triệu Bân nở nụ cười. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Khương Ngữ Linh cầm nắm tay nhỏ, tiện tay ôm tiên kiếm, ở trong vườn vũ động, ngược lại là ít đi một phần hoạt bát, nhiều hơn một phần kiên định, thế đạo này không cho phép nàng không đầy đủ. Triệu Bân xem qua một mắt, lại lộ một vòng cười. Đã trải qua một hồi tử kiếp, nhà đầu này lột xác. Đại gia loại trừ nhắn lại, ta sẽ mau chóng hồi phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lại tế tiên hỏa, tiếp tục luyện đan. Có một lần thành công tiền lệ, bổ khí đan luyện chế thành thạo không thiếu, tự khai luyện đến xuất đan, có thể nói một mạch mà thành. Lại đan dược bề ngoài, cũng so với trước kia viên kia càng dễ nhìn. Hắn không ngừng, rèn sắt khi còn nóng, một bên luyện đan một bên lĩnh hội. Tú Nhi nói không giả, làm gì cũng có thể là một loại tu hành, như hắn bây giờ, là luyện đan cũng là ngộ đan, là ngộ đan cũng là ngộ đạo, tu vi dù chưa đề thăng, nhưng tâm cảnh có thuế biến. Lúc đến đêm khuya, Khương Ngữ Linh mới thu tiên kiếm, ngồi xếp bằng, mộc lấy nguyệt quang, lĩnh hội áo nghĩa. Nhà đầu này thiên phú không kém, huyết mạch cũng không tầm thường, có cực lớn tiềm lực có thể mở đào. Đương nhiên, cái này cũng nhìn tự thân. Đã trải qua một hồi tử kiếp, nàng cũng coi như rút đi duyên hoa, chân chính bắt đầu tĩnh tâm ngộ đạo. Xuất đan. Theo Triệu Bân hét lên một tiếng, lại một viên đan dược bay ra đan lô. Vẫn là cấp thấp nhất bổ khí đan, bị hắn luyện mượt mà thông thấu. Không tệ. Triệu Bân xem qua một mắt. Tùy theo nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, đan tinh hoa thì như một vũng thanh tuyền, chảy khắp toàn thân các đại kinh mạch. Nghỉ ngơi phút chốc, hắn lại lấy tài liệu luyện đan. Lần này không phải bổ khí đan. Luyện đan công việc này không dễ làm, không chỉ cần kỹ thuật, còn có phần phí tài liệu. Nói đơn giản, luyện chế bổ khí đan tài liệu, đã thu thập không đủ. Chỉ có thể luyện chế khác đan, chính là một văn hồi nguyên đan. Mưa Hoa Tiên cho hắn luyện đan áo nghĩa cùng đan phương, hơn chín thành cũng là một văn đan, ngụ ý rõ ràng, để hắn cực điểm nện vững chắc căn cơ, hắn cũng biết Mưa Hoa Tiên dụng tâm lương khổ, hắn sẽ đem những thứ này một văn đan, lần lượt luyện một lần, chờ chân chính nắm giữ áo nghĩa, mới có thể quả thực luyện chế hai văn đan. Phía sau mấy ngày, hắn đều không ra khỏi cửa nhị môn không bước, uốn tại trong tiểu viện tận tụy luyện đan. Nổ lô âm thanh, khi thì sẽ vang lên. Nhưng đậm đà đan hương lại phiêu càng xa. Thuật luyện đan của hắn, tại từng bước đề thăng, từ ban sơ luyện một khỏa đan nổ mấy lần lô, đến nước này khác, từ đầu tới đuôi cũng không có biến cố. Như Mưa Hoa Tiên ở đây, tất nhiên vui mừng. Không có nhân thủ nắm tay dạy hắn luyện đan, ngắn ngủi mấy ngày liền có thành tựu như thế, có thể thấy được thiên phú có nhiều yêu nghiệt. Tiểu tử này thật giỏi, đầu chọc lão cất tay, không ngừng nói thầm. Không nhìn ra a. Lão Tam đối với luyện đan còn rất có thiên phú, khò khè oa cùng quỷ tinh nghịch đều sờ lên cằm nhỏ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lời này có tỉ vết,
cái kia hàng có vẻ như làm gì đều có thiên phú, thí dụ như tán gái. Nói đến cô nàng, bọn hắn đã vài ngày không thấy Khương Ngữ Linh. Nhà đầu kia cũng không biết cái kia thần kinh dựng sai, nổi cơn điên tu luyện, từ vào rừng trúc, cả ngày không gặp người, biết đối phương tại tu luyện, hai người bọn họ cũng không tiện đi quấy rầy, có công phu này, còn không bằng ăn nhiều một chút nhi cơm, không bằng nhiều suy nghĩ, kiểu gì mới có thể dài thật cao. Lại là đêm, Triệu Bân cuối cùng là rút lui hỏa diễm. Đường đường chính chính luyện 7, 8 ngày, hắn là một khắc cũng không ngừng, tinh lực dồi dào như hắn, trong mắt đều khắc tơ máu. Bên miệng còn sinh ra gốc râu cằm, cả người đều biểu lộ ra khá là chật vật, ủ rũ có phần nồng. Đừng luyện, tới uống một chén. Đầu chọc lão chào hỏi một tiếng. Ngược lại là nghĩ luyện, thu thập không đủ tài liệu. Triệu Bân thu đan lô, xoa bả vai đến đây, tu luyện có phần hao tổn của cải nguyên, luyện đan có vẻ như cũng giống vậy, rút sạch phải đi bên ngoài thu thập một phen. Lúc nào khởi hành, lão đầu chọc trơ mắt nhìn Triệu Bân. Chờ một chút, như câu nói này. Triệu Bân đã nói rất nhiều lần. Cái kia cá tính cuồng, thật có thể đánh như vậy. Khò khè oa ực một hớp rượu. Như ngươi hạng này, hắn một tay liền cho ngươi nhấn đó. Lão đầu chọc ý vị thâm trường nói. Bọn ta cũng không đơn đấu. Quỷ tinh nghịch đứng tại trên ghế đầu, mang theo đùi gà đặt cái kia chỉ điểm giang sơn. Đến lúc đó ba các ngươi ấn xuống hắn, ta phụ trách gây sự, bảo đảm để hắn phiêu phiêu dục tiên. Cái này đáng tin cậy. Đầu chọc lão ngừng lại vui vẻ ra mặt. Nha, có rượu uống, Khương Ngữ Linh cuối cùng là xuất quan, chân rất trơn tru. Huyết mạch phục cổ, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nếu đầu ba người cùng ánh mắt thâm thúy. Xem ra, nhà đầu này những ngày qua, thật không có nhàn rỗi, huyết mạch so với trước kia cường hoành nhiều. Đêm qua, ta mộng thấy thần tượng của ta, Khương Ngữ Linh cười hắc hắc. Sau đó thì sao? Triệu Bân một bên nhìn lén Khương Ngữ Linh huyết mạch một bên hỏi. Tiếp đó, nàng đối với ta cười cười. Không nói gạt ngươi, ta là nàng đồ nhi. Triệu Bân một lời thâm trầm. Tới, cái này ăn ngon. Trứng trứng, nâng cốc ấm đưa ta. Lão già, người ót lắc mắt của ta. Triệu công tử nói chứng chạc đàng hoàng, có thể trước mặt mấy vị này, căn bản không tiếp gốc dạ, quyền đương hắn đánh giắm, một ít người khoác lác đều không làm bản nháp, nói lớn như vậy lời nói. Liền không sợ chật hông tử. Ai? Triệu Bân một tiếng thở dài. Hiếm thấy nói một lần lời nói thật, hoàn toàn không có người tin tưởng hắn. Nói đến Tú Nhi, thật là có một chút muốn nàng, nhân gian từ biệt, đã là ung dung trăm năm, không biết được có hay không niết bàn ra nguyên thần, có hay không tái tạo ra bản mệnh thân thể, có hay không bị thần minh truy. Sáng sớm, Triệu Bân sớm ra Diệp gia, là mua luyện chế đan dược tài liệu. Trong thành tiệm bán thuốc rất nhiều. Ngoại trừ đặc biệt chân quý những cái kia, ở đây cơ bản đều có thể mua được, chớ nói chi là một văn đan tài liệu, hắn là ra tay xa xỉ, độn một đống lớn, cũng tiết kiệm chạy tới chạy lui, hắn đã nghĩ kỹ, phải dùng 3 tháng chuyên luyện một văn đan, lấy đem nền vững chắc hắn luyện đan thuật. Nghe không nghe nói, Thánh Hỏa Điện lại bị làm. Lại, vẫn là Triệu Tử Long cái kia thần bí sư tôn. Cái này không rõ ràng, chỉ biết là 4 tôn thái hư cường giả. Một vị trong đó còn mang theo một tôn tiên vương binh, trong một đêm, liền diệt Thánh Hỏa Điện vài chục tòa phân điện, chết không thiếu trưởng lão. Đáng đời, lại để cho bọn hắn ngang ngược càn rỡ. Phố lớn ngõ nhỏ nhiều nghị luận, luôn có người nói nhiều đặt cái kia phun lớn đặc biệt phun. Triệu Bân một đường đi qua, nghe chân thực, không cần đến hỏi, liền biết là Mưa Hoa Tiên cùng Khương Vấn Thiên, đã 4 tôn thái hư cảnh, cái kia 2 vị khác, hơn phân nửa chính là nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân. Coi là thật như thế, vậy cái này tổ hợp cũng quá có ý tứ, trong đó 3 cái thế nhưng là tình địch. Trước tiên thay ngươi mặc cái buồn bã, Triệu Bân trong lòng một lời, trong miệng ngươi, tất nhiên là chỉ Thánh Hỏa lão tổ, chào ai không tốt, hết lần này tới lần khác chào Khương Ngữ Linh, bị 4 tôn thái hư cảnh để mắt tới, sau này đừng nghĩ an tâm. Ân, đi tới một chỗ, hắn đột nhiên định thân. Bởi vì tại phía trước một cái chớp mắt, hắn hỗn thiên ma viêm run lên một cái. Có bảo bối. Đây là Triệu công tử ý niệm đầu tiên. Như đoán không sai, bảo bối kia hẳn là một đạo hỏa diễm, tả hữu mong nhìn một phen, hắn mới đi vào một tòa cửa hàng, chắc chắn bảo bối ở ngay chỗ này, bởi vì hắn hướng về cái này nhìn lên, hỗn thiên ma viêm chiến đặc biệt lợi hại. Đạo hữu, tùy tiện nhìn, chủ quán là cái bộ dáng đoan chính lão nhân, huyền tiên cảnh tu vi, Triệu Bân lúc đi vào, hắn đứng trước tại trước quầy vẽ tranh,
một bộ sơn thủy cảnh đồ, vẽ chỉ diệu chỉ xinh đẹp. Người cái này nhưng có hỏa diễm, Triệu Bân vấn đạo. Tất nhiên là có, lão nhân mỉm cười, phật tay một đạo liệt diễm màu đen treo ở lòng bàn tay, nhưng thần thái hơi có vẻ lúng túng, hỏa diễm là có, nhưng ngọn lửa này cấp bậc, lại thấp có chút đáng thương, miễn cưỡng xem như một đạo địa hỏa, cùng tiên hỏa kém 10.87 dặm, cơ hồ không có hỏa chi nguyên. Triệu Bân gặp chi, hai mắt một cái chớp mắt híp lại, thế mới biết hỗn thiên ma viêm vì cái gì rung động, bởi vì cái này màu đen địa hỏa, cùng hỗn thiên ma viêm hỏa chi nguyên giống nhau. Hoặc có lẽ là, bọn chúng chính là đồng xuất một mạch, căn nguyên cũng là hỗn thiên ma thần hỗn thiên thần hỏa, xem như hai cái chi nhánh, chỉ có điều, hỗn thiên ma viêm diễn hóa trở thành thiên hỏa, mà đạo hỏa diễm này vận khí không tốt, diễn hóa trở thành địa hỏa, hai so sánh, đó chính là thiên địa khác biệt. Không có những thứ khác, Triệu Bân nhìn về phía lão nhân. Liên đạo này, lão nhân cười lúng túng, nho nhỏ mà hỏa hắn quả thực ngượng ngùng lấy ra. Bao nhiêu tiền? 10.000 tiên thạch. 3.000. Thành giao. Lão nhân giao giá trên trời, Triệu công tử thì chiêu chết trả giá. Triệu công tử dứt khoát, chưa từng nghĩ lão nhân so với hắn càng dứt khoát liền Triệu Bân đều trở tay không kịp. Đưa tiền. Cầm hàng. Mua bán liền như vậy vui vẻ thành giao. Triệu Bân thu màu đen địa hỏa, trơn tru ra cửa hàng. Sau lưng, lão nhân thì cười thu tiền, một đạo địa hỏa vốn cho rằng muốn đập trong tay, không nghĩ thực sự có người mua. 3.000 tiên thạch, địa hỏa liền cái giá này. Sống cao tuổi rồi, mới huyền tiên cảnh tu vi, lịch duyệt của hắn quả thực không gì đáng nói, cho dù là địa hỏa, nhưng cũng là hỗn thiên ma viêm chi nhánh, như đổi lại mưa hoa tiên, 1.000.000 cũng không bán. Vận khí thật hảo. Triệu công tử một đường mừng thầm, đụng một cái không biết hàng chủ, không phải liền nhặt cái tiện nghi đi. Địa hỏa mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng phải nhìn là gì địa hỏa, vài ngày trước mới cùng mưa hoa tiên trò chuyện hỗn thiên thần hỏa, hôm nay liền đụng vào thứ nhất mạch chi nhánh, cho hỗn thiên ma viêm dung, là có thể góp nhặt hỏa chi nguyên. Về ngươi, Triệu Bân cười, đem màu đen địa hỏa đưa vào vĩnh hằng giới. Hỗn thiên ma viêm tặc tự giác. Một ngụm nuốt sạch sẽ, hỏa chi nguyên tinh túy không thiếu. Đàng hoàng một chút, hai người ta tính khí cũng không tốt. Tiên lôi cùng Long Uyên một trái một phải treo ở cái kia, giống như hai cái tiểu lưu manh, tại đối với học sinh tiểu học phát biểu, chuyện này, nó hai thường xuyên làm, ngày thường ngoại trừ đánh nhau, chính là hù dọa hỗn thiên ma viêm. Trở về Diệp gia, Triệu Bân liền mang ra lò luyện đan. Cả đêm nghỉ ngơi, đã là tinh thần dồi dào, có đầy đủ tài liệu luyện đan. Tất nhiên là làm một vố lớn. Không lâu, liền nghe đậm đà đan hương. Không thiếu Diệp gia tử đệ đi ngang qua vườn nhỏ lúc, đều xuống ý thức ngừng chân, chát đôi nhi ngửi đan hương. Đêm, lặng yên buông xuống. Vườn nhỏ im ắng một mảnh, chỉ Triệu Bân một người xử tại cái kia luyện đan. Đến nỗi quỷ tinh nghịch bọn hắn, thì kết bạn chạy tới uống rượu có kỹ nữ hầu, lại còn kéo theo Khương Ngữ Linh, Triệu công tử có thể tưởng tượng cái hình ảnh đó. Một người đầu chọc lão hán mang theo hai tiểu hài nhi cùng một cái tiểu thiếu nữ, hẳn là làm người khác chú ý, tung khéo léo thanh. Lầu lão, bảo, hơn phân nửa cũng sẽ một hồi kinh ngạc. Chờ lấy bị đánh a. Đây là Triệu Bân tâm ngữ. Chờ mưa hoa tiên cùng Khương Vấn Thiên trở về, không đánh cái kia ba mới là lạ. Đột nhiên, có một vệt nữ tử hương tỏa khắp, Diệp Lan đi vào vườn nhỏ. Xuất quan, Triệu Bân cười nói. Là bế quan quá lâu. Diệp Lan nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Triệu Bân ánh mắt có chút lạ, hơn phân nửa đã nghe người Triệu Bân hào quang sự tích, thiên khung di tích hai kiếp cùng độ, dẫn xuất 6 tôn thần pháp tắc, sau lại mượn lôi đình, đại náo thánh hỏa điện, nàng khó có thể tin, một cái huyền tiên lại như vậy nghịch thiên. Nàng tại nhìn, Triệu Bân cũng tại nhìn. Bất đồng chính là, Triệu Bân nhìn Diệp Lan ánh mắt, thâm thúy vô cùng, hai con ngươi vô cùng tận híp lại thành tuyến, nhìn một chút, lại vẫn mở tiên nhãn. Vô luận mắt trái phải con mắt, đều lấp lóe huyền dị chi quang. Ở đâu ra huyết ấn? Triệu Bân lông mi hơi nhíu. Không tệ, Diệp Lan thể nội cất giấu một đạo quỷ quyệt huyết ấn. Nếu không phải hắn có một con không tầm thường tiên nhãn, cũng nhìn không ra manh mối. Đây mới là lạ. Ai cho nàng trồng huyết chú? Dưới ánh trăng vườn nhỏ, vắng lặng một cách chết chóc. Mà Triệu Bân ánh mắt, thì thâm thúy như tinh không vậy. Hắn một cái nhìn không chớp mắt, nhìn Diệp Lan toàn thân trên dưới không được tự nhiên, tại trong nháy mắt nào đó, còn vô ý thức bưng kín một cái vị trí nào đó, nhìn chừng chừng nhân ra coi như xong, sao chả mở tiên nhãn đâu. Nghĩ như vậy nhìn,
nếu không thì ta cởi quần áo ra. Oanh! Mấy cái nháy mắt yên lặng, cuối cùng là bởi vì một tiếng oanh minh bị phá vỡ. Là Triệu công tử nhìn quá mê mẩn, quên luyện đan, tại chỗ nổ lô. Thật sao? Luyện đan thất bại. Lại là một cái đầy bụi đất. Khục! Triệu Bân tằng hắng một tiếng, dị thường lúng túng. Diệp Lan thì một hồi đỏ mặt, một hồi che miệng cười trộm. Cái này gọi Triệu Tử Long nhân tài, hơn phân nửa lại đem nàng xem như Long Phi. Mời ngươi nghe hát. Triệu Bân thu đan lô, lấy thạch đàn. Diệp Lan nhàn nhạt nở nụ cười, mang bên mình ngồi ở dưới cây già. Chanh! Tiếng đàn du dương vang lên theo. Tỉnh thế tiên khúc vẫn là như vậy mỹ diệu. Diệp Lan là trung thực nghe khách, nghe đôi mắt đẹp mông lung như si như say, không biết từ chỗ nào mặt trời mọc, nàng si mê khúc đàn này, nó hình như có một loại ma lực, để nàng tâm thần tại bên trong giấc mộng mê ly rong chơi. Có thể hay không nói cho ta một chút chuyện xưa của nàng? Diệp Lan nhỏ giọng nói. Nàng gọi Long Phi, là vương triều công chúa. Mẹ ruột của nàng, là đại hạ đệ nhất mỹ nữ. Phụ thân của nàng, là một cái thẳng thắn cương nghị quân vương. Nàng lớn hơn ta 2 tuổi, chúng ta từng kề vai chiến đấu, từng trải qua tuyệt vọng, từng thấy chứng nhận qua quang minh, 100 năm trước cái kia đêm tối, là nàng dùng mệnh độ ta ra tử kiếp. Triệu Bân một bên đánh đàn một bên yên lặng nói, không biết là tự lẩm bẩm, còn tại giảng cho Diệp Lan nghe, có lẽ là đàn ý quá buồn, có lẽ là chuyện cũ trước kia quá đắng, hắn khóe mắt còn nhiều thêm nước mắt. Diệp Lan con mắt lại mông lung một phần, vô ý thức che ngực. Cổ xưa buồn cách cố sự, để lòng của nàng không khỏi ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đêm dần dần sâu. Diệp Lan tính tính chìm vào mộng đẹp. Tiếng đàn ngừng. Triệu Bân một bước đứng dậy, đầu ngón tay quanh quẩn nguyên thần chi lực cùng một tia bản nguyên, đặt ở Diệp Lan mi tâm, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Diệp Lan thể nội có một đạo huyết ấn, cũng có thể xưng kỳ huyết chú cùng huyết cổ. Như bực này chú ấn, xích diễm nữ soái chung quá, sở không xương cũng chung quá. Đó là huyết y môn kiệt tác, là một loại dị thường hung tàn mà tà ác chú pháp. Không nghĩ, Diệp Lan cũng trúng chiêu, hơn nữa so không xương trong các nàng huyết chú càng thêm bá đạo, cũng càng thêm mịt mờ, giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, liền có tiên nhãn hắn, nhìn đều không ra thế nào rõ ràng. Nhìn lén sau đó, là huyết chú không thể nghi ngờ. Triệu Bân, trong ngủ mê Diệp Lan, có như thế một tiếng nói mê. Lần này, Triệu Bân nghe thấy được. Nguyên nhân chính là nghe thấy được, mới khí lực cự chiến, hai mắt lệ nóng doanh tròng, nàng là Long Phi, nàng tuyệt đối là chuyển thế Long Phi, tiếng hô hoán này nên đến từ sâu trong linh hồn. Ngô! Diệp Lan nói mê sau đó, nhưng là một tiếng đau đớn than nhẹ. Nên huyết chú ở trong tối tự tác loạn, trong bóng tối hấp phệ nàng tinh nguyên. Cũng hoặc, là kiếp trước và kiếp này ký ức, trong linh hồn xen lẫn ràng buộc, một cái nhớ kỹ Triệu Bân, một cái nhớ kỹ Triệu Tử Long. Hai đời ký ức, bởi vì cùng một đạo nhân ảnh mà dần dần dung hợp. Có ta ở đây. Triệu Bân lại tế một tia bản nguyên, ra trì một tia nguyên thần chi lực. Hắn lấy bản nguyên bao khỏa đạo kia huyết chú, coi đây là căn cơ làm truy tung, đây là hắn bản nguyên thiên phú, năm đó tại phàm giới, này thiên phú còn không thành thục, bây giờ bản nguyên khôi phục, hoàn toàn có thể làm đến. Bản nguyên truy tung, là một mảnh mơ hồ mê vụ. Hắn một đường bày ra mê vụ. Muốn nhìn thấp thoáng trong sương mù chân diện mục, chỉ cần tìm được huyết chú đầu nguồn, liền có thể tìm được thi chú giả, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ để cho đối phương trả giá bằng máu. Quá trình này rất chậm chạp. Bản nguyên truy tung cũng tiêu hao khá lớn. Bất quá một nén nhang, Triệu Bân sắc mặt đã trắng bệch, khí tức uể oải không thiếu, duyên bởi vì huyết chú cấp bậc quá cao, viễn phi huyết y môn những cái kia có thể so sánh, như vậy truy tung xuống, không chỉ hao tổn bản nguyên, còn hao tổn nguyên thần. Bá đạo năng lực, tự có bá đạo tiêu hao. Trời không phụ người có lòng. Đợi hắn đẩy ra tất cả mê vụ, cuối cùng thấy được chỗ sâu nhất. Đó là một cái bóng người mơ hồ, người mặc một bộ liệt liệt áo mãng bào. Âm Tuyền lão đạo. Triệu Bân con mắt tránh hàn mang, một mắt liền nhận ra là ai. Không cần lại nhìn, đối với Diệp Lan phía dưới huyết chú chính là Âm Tuyền lão đạo, khó trách cái này huyết chú cấp bậc, vượt qua tưởng tượng cao, nguyên là thái hư cảnh thủ bút. Âm Tuyền một mạch tinh thông quỷ quyệt dị loại chú pháp, có thể sử dụng kinh khủng huyết chú, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đối phương gây sai đối tượng. Vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, là ngươi tự tìm. Triệu Bân cuối cùng là thu tay lại, khóe miệng còn có một tia máu tươi trôi tràn. Hắn dùng truyền âm thuật,
kêu ông tổ nhà họ Diệp cùng Diệp gia gia chủ. Hai người ngược lại là tốc độ như phong, rất nhanh buông xuống vườn nhỏ. Mắt thấy Diệp Lan ngủ say, mắt thấy Triệu Bân sát ý băng lãnh, hai người đều không hiểu ra sao. Lan Nhi bị chồng một đạo huyết chú, Triệu Bân không nói nhảm, là lấy Diệp Lan sư tôn thân phận nói. Lời này vừa ra, Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ cũng sát cơ bỗng hiện. Nhiên, bọn hắn một phen nhìn lén sau, cứ thế tìm không thấy huyết chú dấu vết. Siêu! Triệu Bân liền dứt khoát, thi pháp mời ra Diệp Lan nguyên thần. Diệp Lan còn tại trong giấc ngủ say, cho dù nguyên thần được mời ra cũng hoàn toàn không biết. Mi tâm! Triệu Bân lại mở tiên nhãn, ánh mắt thành một mảnh thiên huy, bao phủ Diệp Lan nguyên thần. Lần này, Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ đều nhìn rõ ràng, Diệp Lan mi tâm thật là có một đạo huyết chú, đó cũng chỉ là một vòng bề ngoài, chân chính huyết chú, là giấu ở Diệp Lan linh hồn chỗ sâu nhất. Là ai? Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ tất cả sát ý băng lãnh. Âm Tuyền lão đạo, Triệu Bân nói, còn sử dụng hỗn thiên ma viêm, bao phủ Diệp Lan nguyên thần, phong tỏa đạo kia huyết ấn, đã tìm ra hung thủ, cái này huyết ấn liền vô tồn ở giá trị. Đa tạ đạo hữu. Tiện tay mà thôi. Triệu Bân một cái nhẹ phẩy tay áo, lại đem Diệp Lan nguyên thần đưa về nhục thân. Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ thì cùng nhau rời đi, đều là sát khí ngập trời. Chuyện này không xong, đã Âm Tuyền lão đạo như vậy không có mắt, hắn Diệp gia không ngại chiến một hồi, đương nhiên, bọn hắn sẽ không một nhà giết đi qua, sẽ tìm những thế gia khác hỗ trợ, sẽ bát đại thế gia liên hợp. Triệu Bân từ không nhàn rỗi. Hắn xách ra một khối ngọc thạch. Này ngọc thạch là mưa hoa tiên lưu lại, có thể bằng này làm truyền âm, không được hoàn mỹ chính là, đây là duy nhất một lần truyền âm thạch, cái này là đủ rồi, như tìm được mưa hoa tiên bọn hắn hỗ trợ, nhất định có thể diệt Âm Tuyền một mạch. Hắn thấy, mưa hoa tiên sẽ không cự tuyệt. Truyền âm sau đó, hắn mới lấy một khỏa đan dược, cấp bậc không thấp, bóp nát sáp nhập vào Diệp Lan thể nội, quỷ hiểu được đạo kia huyết chú, hút đi nàng bao nhiêu tinh hoa, khó trách tu vi chưa từng tinh tiến. Chuyện tốt làm đến cùng. Hắn ngưng luyện không thiếu bản nguyên huyết, cùng nhau dung nhập. Diệp Lan khí huyết, tức thì bành trướng không thiếu, lại càng nhiều sinh linh khí. Triệu Bân. Ngủ say nàng, lại một lần nói mê. Mà một tiếng này nói mê, có vẻ như nhiều vẻ tình cảm. Ta tại. Triệu Bân trong mắt rưng rưng, kích động tột đỉnh. Hắn tỉnh thế tiên khúc, vẫn có chút dùng, Diệp Lan trong ngủ mê gọi hắn tên thật, chính là cái rất tốt bắt đầu. Đêm, Triệu Bân được áo bào đen ra vườn nhỏ, một thân một mình sớm thượng lộ. Đến nỗi Diệp gia, thì Triệu tập tộc trung cường giả, tụ ở từ đường đại điện. Không lâu, bảy gia lão tổ cùng nhau mà đến, gặp Diệp gia như vậy chiến trận, cũng không khỏi chọn lấy lông mày, chờ nghe muốn tiến đánh Âm Tuyền một mạch lúc, đều ánh mắt rực rỡ, Âm Tuyền lão đạo cũng không phải người tốt nhi, lúc trước cái kia bao phủ toàn bộ Bắc Cực chiến hỏa, Âm Tuyền cũng không ít cho bọn hắn chơi ngáng chân. Đã cùng chung mối thù, liền không một nhà phản đối. Là nên lập uy, mà Âm Tuyền một mạch liền rất phù hợp. Thất lão tổ đến nhanh, đi cũng sắp, riêng phần mình về nhà triệu tập cường giả. Bên này, Triệu Bân đã vào trong thành truyền tống trận, thẳng đến Âm Tuyền một mạch. Đồng dạng tại hướng về vậy đi, còn có mưa hoa tiên cùng Khương Vấn Thiên. Thân là tình địch nam ngây thơ người cùng hoa tiên chân nhân, thành hộ hoa sứ giả, là một đường đi theo. Nhìn Khương Vấn Thiên sắc mặt đều đen kịt vô cùng, bọn hắn cũng không phải đến giúp Khương Vấn Thiên, là đến giúp mưa hoa tiên, nếu không phải mưa hoa tiên tại chỗ, hai người bọn họ là không ngại đem cái kia hàng đánh một trận. Triệu Tử Long thật còn sống, Khương Vấn Thiên không nhìn hai người, chỉ nhìn mưa hoa tiên. Sống sót, mưa hoa tiên khẽ nói nở nụ cười, triệt hồi tiên vương trên thân kiếm chướng nhãn pháp. Khương Vấn Thiên nhìn hai mắt híp lại, tựa như nhận ra thanh kiếm này. Lúc trước sau Bắc Cực chiến hỏa, chính là vì vậy kiếm dựng lên, sau bị Hắc Sơn lão ma cướp đi, tại di tích lúc rơi vào Triệu Tử Long trong tay. Ngươi cùng hắn, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Khương Vấn Thiên nhận lấy tiên vương kiếm, một bên quét lượng một bên ung dung vấn đạo. Nếu không phải đặc biệt sắt, vợ hắn làm sao có thể từ Triệu Tử Long cái kia mượn tới tiên vương kiếm? Bạn cũ, mưa hoa tiên cười nói. Bạn cũ. Khương Vấn Thiên lông mày chọn lão cao. Luận bối phận, hắn gọi ta một tiếng sư thúc. Như vậy tính ra, hắn còn phải gọi lão phu một tiếng sư bá. Hai người bọn họ nói thầm gì đây? Cách đó không xa, Nam Thiên Hòa Hoa Tiên chân nhân một trái một phải cất tay, không nhanh không chậm đi theo hai người, vô
Vô luận từ chỗ nào nhìn, đó đều là một con lợn cùng một khỏa rau xanh. Nhìn qua, hai người tăng nhanh tốc độ. Là Mưa Hoa Tiên cùng Khương Vấn Thiên tăng nhanh tốc độ. Trong lúc đó, Mưa Hoa Tiên lại thi triển cổ lão chướng nhãn pháp, cho Tiên Vương kiếm thay đổi cái hình thái, phiền toái không cần thiết, bớt chọc cho thỏa đáng, đến nỗi Âm Tuyền một mạch, nàng là không ngại đại khai sát giới, không chỉ là giúp Triệu Bân vội vàng, cũng không chỉ là cho Rồng Phi đòi công đạo, mà là Khương gia cùng Âm Tuyền một mạch, cũng có không nhỏ ăn Tết, bát đại thế gia thêm bọn hắn đủ có thể san bằng Âm Tuyền truyền thừa. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân tại một mảnh ngoài quần sơn hiện ra chân thân. Quần sơn mây mù nhiễu, sơn phong rất nhiều, mà Âm Tuyền một mạch hang ổ, liền giấu ở thật sâu chỗ, có thể gặp một đầu màu đen hùng sông từ bên trong cuồn cuộn mà ra, âm u lạnh lẽo chi khí cực nồng dày, đó chính là Âm Tuyền. Nghe đồn, Âm Tuyền là từ Minh Hà Thủy biến thành. Nhưng ở Triệu Bân xem ra, Âm Tuyền cùng Minh Hà căn bản không có khả năng so sánh. Hắn trộm đạo vào quần sơn, đăng một đỉnh núi, từ cái này đi xem, có thể gặp một tòa tiên sơn, đó chính là Âm Tuyền một mạch hang ổ, cũng chống lên nhà mình bảo hộ thiên kết giới, liền sợ bị trả thù. Tàn phá tiên vương trận. Triệu Bân ngửa đầu xem qua một mắt tinh không, Âm Tuyền kết giới trận cước, là cùng tinh tượng đối ứng, trận pháp là hoàn chỉnh không giả, có thể trong đó có không ít trận cước cũng là hậu bổ đi lên, như vậy tính ra, liền kém xa không thiếu sót tiên vương trận. Hắn không phá nổi thánh hỏa kết giới, không có nghĩa là không phá nổi cái này. Chiêu chết bổ là được rồi. Đơn giản vấn đề thời gian. Lần này, hắn cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng, bát đại thế gia không lâu liền đến, còn có Mưa Hoa Tiên bọn hắn, hơn phân nửa cũng tại trên đường, bọn hắn chúng mạnh liên thủ, không có lý do không diệt được cái này Âm Tuyền một mạch. Tới, Triệu Bân trong lòng một quát, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Nhưng ngửi mờ mịt một tiếng oanh minh, ngừng lại gặp sấm sét vang dội. Ở đâu ra lôi? Âm Tuyền tiên sơn trung kinh ngạc nổi lên bốn phía, không ít người bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn cái kia tê liệt sấm sét, đều là tiềm ẩn thiên uy lôi đình. Là hắn? Âm Tuyền lão đạo nhíu mày, tựa như biết người tới là người nào. Hẳn là Triệu Tử Long sư tôn, lúc trước chặn lấy thánh hỏa điện sơn môn, mượn lôi điện bổ một tháng, sớm đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Hắn sao có thể không biết, mới yên lặng bao lâu, liền để mắt tới hắn Âm Tuyền. Hắn đã nhìn ra, Âm Tuyền cường giả sao có thể nhìn không ra. Nhìn đối phương lớn như vậy chiến trận, sợ là không định làm tốt. Giống, cùng với một tiếng gào thét, một đầu khổng lồ lôi đình kỳ lân diễn hóa mà ra. Chớ nói Âm Tuyền chúng cường giả, liền Âm Tuyền lão đạo thấy cũng không khỏi cau mày, đáng sợ không phải lôi, mà là lôi đình bên trong cất giấu thiên uy, mặc dù không phải thiên kiếp. Nhưng so phổ thông lôi điện bá đạo nhiều. Đạo hữu, coi là thật nếu không thì không chết thôi. Âm Tuyền lão đạo lạnh lùng một tiếng. Ta đồ chi mệnh, cần ngươi Âm Tuyền một mạch trả giá bằng máu. Triệu Bân thản nhiên nói. Dứt lời, nguy nga lôi đình kỳ lân, từ thiên xuống, oanh một tiếng đụng vào kết giới bên trên, lôi đình kỳ lân nổ tung, kết giới lại sừng sững không động, tung tàn phá tiên vương pháp trận, vẫn như cũ kiên cố vô cùng. Cũng không sao. Triệu Bân có thể vô hạn dẫn lôi. Con thứ hai lôi đình kỳ lân ngưng kết. Sau đó chính là con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Tại thiên khung lao nhanh, một đầu tiếp một con hướng xuống đụng, rất có một bộ không phá tan Âm Tuyền một mạch bảo hộ thiên kết giới, không coi là xong tư thế. Oanh, phanh, chấn thiên động địa oanh minh, vang vọng phía chân trời. Có lẽ là động tính quá lớn, rất nhiều sơn phong đều bị rung sụp. Cầu viện. Âm Tuyền lão đạo hừ lạnh một tiếng, kết giới chưa phá hắn trước tiên túng. Không cần hắn nói, Âm Tuyền chúng các cường giả liền đã hướng Minh Hữu cầu viện. Đối phương tới hay không vậy thì khó mà nói, dù sao đây là một tôn sát tinh. Giống, lôi đình kỳ lân gào thét, rung động thiên khung. Triệu Bân mưu đủ nhiệt tình, điên cuồng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, lôi đình kỳ lân một đầu so một đầu khổng lồ, bá liệt lôi uy cũng là một lần so một lần cường hoành. Thật sự đâm đến bảo hộ thiên kết giới ông Jun. Xem ra, đã đánh. Không gian bóp méo một chút, Mưa Hoa Tiên một bước đi ra. Phía sau chính là Khương Vấn Thiên, Hoa Tiên chân nhân cùng Nam Thiên chân nhân gặp cục diện này, tất cả lông mày trao lên, như thế vô pháp vô thiên chẳng cảnh, là Triệu Tử Long sư tôn, đang tấn công Âm Tuyền một mạch. Sớm nghe nói về sư tôn hắn là ẩn thế cao nhân, quả là không giả. Nam Thiên chân nhân thổn thức nói. Tiềm ẩn thiên uy lôi, hắn làm được bằng cách nào? Hoa Tiên chân nhân nhìn nhưng là thiên khung.
khó trách Triệu Tử Long như vậy yêu nghiệt, nguyên là có cái kinh khủng sư tôn. Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Trận này lôi, là Triệu Tử Long đưa tới. Mưa Hoa Tiên nở nụ cười, cuối cùng là nói ra bí tân. Lời này vừa ra, ba cái lão đầu nhi tập thể trách mắt, thần sắc gọi là cái đặc sắc, rất rõ ràng, là Triệu Tử Long lừa gạt thế nhân, vô căn cứ tạo ra một cái sư tôn thân phận, đường đường chính chính làm loạn. Ngưu bức, nhếch miệng chặt lưỡi sau đó, ba người đều giơ ngón tay cái. Sống mấy trăm năm lão gia này, gì chàng diện chưa thấy qua, càng là bị hậu bối đùa nghịch xoay quanh, không chỉ đám bọn hắn, thế lực khác lão tổ cấp, hơn phân nửa cũng là từng cái mơ mơ màng màng. Thổn thức sau đó, kinh ngạc sau đó, ba người lại nhìn Mưa Hoa Tiên, ánh mắt rất kỳ quái, đặc biệt là Khương Vấn Thiên, sắc mặt tối hắc, ta mà là ngươi thân tướng công, chuyện này giấu giếm ta thích hợp sao? Ta còn có thể hay không thẳng thắn đối đãi? Đối với cái này, Mưa Hoa Tiên quyền làm không có nhìn thấy, chỉ nhìn đầy trời lôi điện. Đây là nàng lần thứ nhất gặp Triệu Bân tại tiên giới dẫn lôi, không có thiên kiếp, không có đánh lôi trời mưa, cũng có thể mượn bầu trời lôi đình. Không chỉ bền bỉ, còn mẹ nó tiềm ẩn uy lực của thiên kiếp, đây là gì thần thông? Ai nha? Bốn người nhìn lên, bát đại thế gia cũng đến. Gặp như thế cái chàng diện, cũng là lông mày chọn lão cao. Thế nào cái ý tứ, Triệu Tử Long sư tôn cũng muốn thu thập âm tuyền một mạch. Tới sớm không bằng đuổi kịp xảo. Bát phương cường giả đều vô cùng tới tinh thần. Đều nhìn âm tuyền một mạch khó chịu vậy thì một khối làm. Giấu kỹ. Diệp lão tổ ra lệnh một tiếng, giấu ở trong bóng tối. Cũng không cần hắn nói nhảm, những cường giả khác cũng đều giấu cực kỳ chặt chẽ, liền chờ kết giới bị lôi đình oanh mở, bọn hắn sẽ trước tiên sát tiến đi, chúng mạnh liên hợp, hoàn toàn có thể san bằng âm tuyền một mạch. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, lại một đầu lôi đình kỳ lân đụng vào kết giới bên trên. Đáng tiếc, vẫn là không thể phá vỡ kết giới, liền một đạo cái khe nhỏ cũng không xé mở. Nhìn ngươi có thể khiêng đến lúc nào. Triệu Bân hừ lạnh, lại điều khiển lôi điện thay đổi hình thái, lúc trước là lôi đình kỳ lân, lần này, là lôi đình ngưng tụ tiên kiếm, từng thanh tiên kiếm dung hợp, tụ trở thành một cái trăm trượng lôi đình chi kiếm, ngắm chúng là kết giới sơ hở, cũng chính là những cái kia về sau bổ túc tàn phá trận cước. Chanh! Kiếm minh the thé, trăm trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Bịch âm thanh vang lên theo, kết giới sừng sững không động. Lại đến. Triệu Bân không vội, lại một lần ngưng kết. Lôi đình kỳ lân gào thét, đổi thành sấm sét kiếm ngân vang, từng đạo lôi đình chi kiếm từ thiên đánh xuống, đánh cho bảo hộ thiên kết giới ông rung động, tại kết giới mặt ngoài, cọ sát ra một mảnh lại một mảnh ánh lửa. Mạnh! Khương Vấn Thiên một tiếng sợ hãi thán phục. Nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân cũng chặt lưỡi không thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng lớn như vậy chàng diệt, càng là xuất từ huyền tiên. Hắn có lẽ chiến không được thái hư cường giả, nhưng như thế lôi uy, như đánh quần chiến lực sát thương là vô song. Người ở đâu? Bát đại thế gia cường giả, nhiều tại nhìn lén càn khôn. Đến nay, bọn hắn cũng không tìm được Triệu Tử Long sư tôn giấu ở nơi nào. Cho ta, mở. Triệu Bân trong lòng vừa quát âm vang, lôi đình chi kiếm lại nhắm chuẩn sơ hở. Này một kiếm dễ dùng, bảo hộ thiên kết giới thật sự xé mở một khe nứt. Cái này. Âm tuyền lão đạo thần sắc đột biến. Đây chính là tiên vương cấp pháp trận cái nào. Còn có. Triệu Bân lại hiệu lệnh sấm sét. Càng thêm cực lớn lôi đình chi kiếm ngưng kết, nhắm ngay kết giới khe hở, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, đem vết rách xé càng lớn, vô song lôi uy cùng kiếm ý, xâm nhập tiên sơn trung bổ diệt một tòa đại điện. Sấm sét không dứt. Lôi đình chi kiếm không ngừng. Càng nhiều khe bị xé nứt ra, lớn như vậy bảo hộ thiên kết giới. Sững sờ bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, vô song lôi điện chui vào, hủy không thiếu sơn phong, bắn bay đá vụn, chôn cất không ít cường giả. Ngay tại lúc này, Khương Vấn Thiên mang theo tiên vương kiếm, người thứ nhất giết đi vào. Mưa Hoa Tiên, nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân như bóng với hình. Chậm một bước bát đại thế gia cường giả gặp chi, cũng không khỏi sững sờ, tối nay thật là náo nhiệt, ngoại trừ Triệu Tử Long sư tôn, lại còn có những cường giả khác, như không nhìn lầm. Bốn tôn thái hư cảnh, cầm đầu cái kia nhân tài, mang theo vẫn là một tôn tiên vương binh, lúc trước càng là không có chút phát hiện nào. Không trọng yếu. Bảo hộ thiên kết giới đã phá. Bát đại thế gia cường giả xông lên, thông qua từng cái khe, sát nhập vào âm tuyền một mạch, nói nhảm một câu không nói nhiều, tại chỗ khai kiền,
ra tay chính là sát sinh đại thuật, là chạy diệt tộc tới. Đại chiến nhất thời. Tiếng ầm ầm chấn thiên. Triệu công tử mang theo đao giết vào lúc, trong núi đã khô khí thế ngất trời. Đỉnh núi, cung điện, đình đài lầu các, những gì thấy trong mắt, tất cả đại chiến bóng người. Tranh. Khương Vấn Thiên mang theo Tiên Vương kiếm, một kiếm tiếp một kiếm đánh cho Âm Tuyển đứng cũng không vững. Cũng không biết thụ thương quá nặng, vẫn là quá sợ hãi, Âm Tuyển lão đạo thần thái trắng bệch không huyết sắc, vốn cho rằng chỉ có Triệu Tử Long sư tôn một người, vốn cho rằng đối phương chỉ là đến gây chuyện, bây giờ nhìn lên, lại tới nhiều cường giả như vậy, vẻn vẹn thái hư cảnh liền có 13 vị, nửa bước thái hư cùng động hư đỉnh phong cũng không thiếu. Cái này, hiển nhiên là chạy diệt tộc tới. Làm tổn thương ta tộc nhân, tối nay lấy ngươi mạng chó. Khương Vấn Thiên một kiếm lăng thiên, thành một đạo kiếm khí thiên hà. Âm Tuyền lão đạo một bước không đi ổn, suýt nữa bị một kiếm sinh bổ. Ngươi là, Khương Vấn Thiên. Đến nước này, hắn mới nhận ra đối thủ là ai. Khương Vấn Thiên không ngôn ngữ, lại là tuyệt diệt một kiếm, tháo Âm Tuyền một đầu cánh tay, kinh khủng kiếm uy, thành từng sợi kiếm ý, xâm nhập đối phương khí lực, đoạn mất gân mạch, cũng đả thương hắn nguyên thần. Phốc, huyết quang chợt hiện. Phương Đông cũng có thái hư cảnh đẫm máu, chính là một cái áo bào đen lão giả. Đó là Âm Tuyền một mạch một vị khác lão tổ, thế nhân xưng chi Âm Tuyền lão tổ, đối đầu chính là Mưa Hoa Tiên, không phải đơn đấu, mà là quần ẩu, nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân chính là hai cái hộ hoa sứ giả, một tấc cũng không rời Mưa Hoa Tiên, ba đánh một đội hình, truy Âm Tuyền lão tổ liên tiếp tổn thương. Chiến trận tối thật lớn, là bát đại thế gia cường giả, không chỉ lão tổ đích thân đến. Còn mang đến tộc trung cường giả, tu vi yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong nhất, luận cao giai chiến lực, tuyệt đối nghiền ép Âm Tuyền một mạch. Không có người thương hại. Ra tay chính là giết hết đại thuật. Máu đỏ tươi hoa, một đóa tiếp nối một đóa tràn ra, phân khí lượn quanh tiên sơn, bịt kín một tầng mịt mù xương máu, vốn là một mảnh tu luyện thánh địa, bây giờ lại nhìn, cùng tu la chàng không khác. Phốc, Triệu Bân huy động tiên đao, sinh bổ một tôn huyền tiên. Hắn là ăn cướp càn quét hay không lầm, những cái kia tán lạc pháp khí, vô luận là tan vỡ vẫn hoàn hảo, toàn bộ thu vào hắn vĩnh hằng giới, còn có túi chữ vật, cũng là đi đến đâu nhặt được cái nào. Âm Tuyền một mạch đi, là không tầm thường truyền thừa, sao có thể không có bảo bối. Hắn là một tìm một cái chắc, như một mảnh dị sắc dâng lên linh trì, như một gốc treo đầy tiên quả sinh linh thụ, như một gốc nhuộm ngũ thải quang tiên thảo. Bây giờ đều bị hắn dọn về chính mình không gian tùy thân. Mạc Nhàn lấy. Hàng này càn quét là chuyên nghiệp, đại chiến lúc vẫn không quên hóa ra từng đạo phân thân, chạy về phía các nơi, không phải tìm người đánh nhau, mà là nhặt bảo bối, ai bảo hắn phân thân, có thể cùng hắn cùng hưởng không gian đâu. Đừng quản là gì. Chuyển về vĩnh hằng giới là được rồi. Nhìn tốt ha. Các phân thân nhiệt tình nhi 10 phần, thật sự như lượm ve chai, chỉ cần có thể lấy đi, vô luận pháp khí vẫn là túi chữ vật, không có bọn hắn không cần, tục xưng. Nhặt bảo tiểu phân đội. Khiêng linh cữu đi hoa. Triệu Bân đang giết lúc, chợt thấy một phương dị tượng diễn hóa. Đó là một đóa màu đen hoa, sinh ở vách núi thẳng đứng, lập lòe mê ly chi quang. Đây chính là đồ tốt, là luyện chế cao giai đan tài liệu, thị trường không có bán, cho dù là có, giá cả cũng dị thường đắt đỏ, không nghĩ, Âm Tuyền một mạch lại có một gốc, mà lại là thành thục. Thuộc về ta. Triệu Bân một đao chặt đối thủ, một bước đạp lên trời. Thế nhưng, hắn vận khí không ra thế nào hảo, chân trước vừa qua khỏi đi, một giây sau liền đụng vào một bộ tử thiên rớt xuống thi thể, chính là một tôn nửa bước thái hư, nguyên thần tuy bị diệt, có thể nhục thân trầm trọng, lại mang theo sát khí, hơi kém đem hắn đập thành thịt muối. Càng khổ cực còn tại đằng sau, hắn cái này vừa mới đứng dậy, liền chịu một đạo kiếm uy dư ba, cho hắn lồng ngực chọc lấy cái lỗ máu, đáng sợ kiếm ý, còn cho hắn nguyên thần, cắt đứt một vết nứt. Phốc. Hắn một bước này lảo đảo, tại chỗ ho ra máu. Nhặt bảo bối cũng là cần đạo hạnh, chủ yếu là trận đại chiến này quá hung tàn, vây công Âm Tuyền một mạch cường giả, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong, hắn cái này tiểu huyền tiên, đích xác không chịu được tạo. Thuộc về ta. Này hàng sơ tâm không thay đổi, hai ba bước đạp đến giữa không trung, cách không lấy khiêng linh cữu đi hoa. Không đợi hắn để mắt tới cái tiếp theo, thì thấy một đạo kinh hồng từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Cẩn thận một nhìn, có vẻ như không phải kinh hồng, mà là một người mặc hắc bào thanh niên, chân gọi là cái trơn tru,
đợi hắn nhìn lại lúc, cái kia hàng đã trốn vào một tòa cung điện. Hỏa diễm. Triệu Bân cất vào linh hoa, đi theo đuổi vào đại điện. Trong điện ngầm càn khôn, cất giấu một tòa địa cung, thanh niên áo bào đen kia, chính là theo thầm nghĩ đi xuống, chờ hắn giết tới gần, địa cung đại môn vô cùng tận khép kín, cửa đá tiếng ông ông nặng nề. Ta đột. Triệu Bân một cái thiên nhãn thuấn thân, xuyên qua cửa đá. Thanh niên áo bào đen có cảm thấy, một đạo nguyên thần kiếm bổ tới. Triệu Bân tay mắt lanh lẹ, một đao bổ diệt, cưỡng ép ổn định gót chân, còn vô ý thức xem qua một mắt địa cung. Cái này hình như là cái tàng bảo khố, bày đầy giá sách, trên giá sách để một bộ bộ bí quyển, còn có binh khí cùng tiên thạch những thứ này, số lượng mặc dù không phải rất khổng lồ, nhưng tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Này làm sao có ý tốt? Triệu công tử trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Nho nhỏ huyền tiên, tự tìm cái chết. Thanh niên áo bào đen nhe răng cười, một cái biển lửa cuốn tới. Triệu Bân nhìn không tệ, hàng này đích xác có hỏa diễm, lại là một loại rất quỷ quyệt hỏa diễm, vì sao nói quỷ quyệt đâu? Nó rõ ràng là hỏa, cũng là liệt diễm hừng hực, hết lần này tới lần khác mang theo một cỗ âm lãnh hàm ý. Quỷ mị âm hỏa, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hỏa hải đã mãnh liệt mà tới. Hắn nhìn cũng không nhìn, một đao bổ ra hỏa hải, lật tay chính là một đạo chu tiên quyết. Thanh niên áo bào đen chiến lực không kém, trước người có một mặt hư ảo tấm chắn diễn hóa, chặn chu tiên quyết, cùng một trong nháy mắt, quanh người hắn dị tượng diễn biến, có một đầu hư ảo ác long hiện lên, tiếng long ngâm càng mơ hồ. Ta nói nhìn ngươi như thế quen mặt đâu. Triệu Bân ánh mắt lấp lóe, tựa như nhận ra thanh niên áo bào đen. Ngày xưa tại thiên khung di tích, hắn gặp qua tiểu tử này, đi theo âm tuyền lão đạo đánh cướp cái kia nhóm người bên trong, có vẻ như liền có vị này nhân tài, không hiện sơn bất lộ thủy, lại là chạy nhanh nhất cái kia. Giống. Thanh niên áo bào đen vung cánh tay lên một cái, hư ảo ác long gào thét mà đến. Tê ác long, hắn quay người liền đột, như kinh hồng thẳng đến chỗ sâu. Bỏ chạy trong nháy mắt, trong cơ thể hắn còn có một đạo màu đen tiên phù bay về phía Triệu Bân. Lan. Triệu Bân một quyền đánh tan ác long, lại đâm đầu vào đụng phải màu đen tiên phù, hơn nữa đã ầm vang nổ tung, thành một tầng ô hắc vòng sáng nhi, đem hắn cháo vào trong đó, là một đạo giam cầm tiên phù. Đáng tiếc. Bùa này không đáng chú ý. Triệu Bân một đao chặt cái hiếm nát. Thu bảo bối. Triệu Bân lại hóa ra phân thân, mà hắn, thì mang theo tiên đao đuổi sát thanh niên áo bào đen. Tiểu tử kia, hẳn là âm tuyền một mạch thánh tử. Bởi vì đích xác có chút đạo hạnh. Địa cung chỗ sâu, chính là một tòa tế đàn. Trên tế đàn, có cổ lão trận pháp đang vận chuyển, đó là một tòa truyền tống trận. Triệu Bân nhíu mày, âm tuyền thánh tử tới này địa cung, sợ là muốn mượn truyền tống trận mở đột. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, âm tuyền thánh tử đã vào trong trận, lại đã hồi phục truyền tống trận. Đi đâu? Triệu Bân nhanh như thiểm điện, hai ba bước đuổi đi vào. Truyền tống trận cực tốc vận chuyển, hai người nhao nhao tiêu thất trong đó. Chuyển. Đều dọn đi. Bản tôn mặc dù không thấy, nhưng phân thân có phần kính nghiệp, đem địa cung bên trong kệ sách, bí quyển, binh khí, tiên thạch. Toàn bộ đều chuyển vào vĩnh hằng giới, nếu không phải thực lực thấp, bọn hắn còn nghĩ đem xà nhà cũng phá hủy. Siêu. Bên trong không gian thông đạo, âm tuyền thánh tử trốn cũng không quay đầu lại. Triệu Bân ở phía sau, đuổi sát không buông. Một bên truy một bên công phạt. Nghĩ như vậy chết, ta thành toàn ngươi. Âm tuyền thánh tử hư lạnh, tế bản mệnh pháp khí. Đó là một khỏa huyết sắc linh châu, tỏa ra ma tính chi quang, có một trắng một đen hai sợi tiên quang, vần quanh linh châu bay múa, bừng tỉnh giống như hai đầu tiểu long, thế nhưng không phải long, mà là âm tuyền thánh tử bản nguyên. Huyền tiên cấp pháp khí, đối với ta vô dụng. Triệu Bân một trưởng vung ra, đánh linh châu ong ong thẳng run. Âm tuyền thánh tử nhưng là kêu đau một tiếng, gặp bản mệnh khí phản phệ. Đi vào cho ta a. Triệu Bân tặc tự giác, cưỡng ép đem linh châu quăng vào vĩnh hằng giới. Người âm tuyền thánh tử thật tốt một tôn bản mệnh khí, liền như vậy bị bắt cóc, vào vĩnh hằng giới, còn có phần không thành thật, gắn một mảnh lại một mảnh huyết quang, thành từng đạo kiếm quang, đặt cái kia hồ bổ loạn trảm. Phản ngươi. Trấn thủ vĩnh hằng giới Long Uyên kiếm, một kiếm đem hắn đánh bay. Tiên lôi sau đó liền tốt, thành một mảnh lôi hải, che mất Linh Châu. Lần này, Linh Châu lại không nhảy nhót, bị Long Uyên sinh sinh đánh cho vỡ vụn, bị tiên lôi diệt linh trí, thành từng khối mảnh vụn,
Lăng Thiên rơi xuống, đều thành Long Uyên kiếm chất dinh dưỡng, hoàn toàn biến mất. Phốc, Âm Tuyền Thánh Tử lại phun máu, lồng ngực đều nổ tung. Bản mệnh pháp khí bị hủy, bị phản vệ dị thường bá liệt. Kết thúc, Triệu công tử giết đến, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm ra tay bá đạo. Âm Tuyền Thánh Tử cũng là ngoan nhân, lại một ngụm nuốt Nguyên Thần kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại thấy hắn há miệng, không ngờ đem Nguyên Thần kiếm phun ra, đúng lúc gặp Triệu công tử giết đến, chịu cái ngay ngắn, cái này hay đi, xem như bị chính mình Nguyên Thần công phạt bổ một kiếm. Người cái này Thiên Phú thần thông không tệ, Triệu Bân đứng vững, lại xách đao truy sát. Cái gì quái thai, Âm Tuyền Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, cũng là đầy mắt kinh ngạc. Hắn đường đường Huyền Tiên đỉnh phong nhất cảnh, đơn đấu lại ép không được cái này Huyền Tiên đệ nhất trọng. Không đối với, hắn một cái chớp mắt ngoái nhìn, kinh ngạc đã biến thành khó có thể tin, ngươi. Triệu Tử Long. Là ta, Triệu Bân một đao chào hỏi tới. Đây không có khả năng, Âm Tuyền Thánh Tử cưỡng ép bỏ chạy, hai mắt đột hiển. Đêm đó, hắn tại di tích rõ ràng nhìn thấy Triệu Tử Long hồn phi phách tán, sao còn sống. Cái nhìn này, là hắn nhìn một lần cuối cùng. Bởi vì Triệu Bân đã mở tuyệt cảnh, lại tế Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm. Cái này Nguyên Thần Kiếm, hắn ra chỉ bản nguyên, bẻ gãy nghiền nát mạnh. Nuốt. Người nhà lại nuốt. Đừng nói, sợ hãi thêm khó có thể tin Âm Tuyền Thánh Tử, thật sự cho hắn nuốt, chỉ có điều, hắn Thiên Phú Thần Thông không dễ xử, nuốt Nguyên Thần Kiếm không giả, cũng là không cách nào phản xạ trở về. Thiên Phú Thần Thông như vậy mất đi hiệu lực, vậy thì phá lệ thê thảm. Chỉ một cái chớp mắt, hắn nhục thân liền nổ diệt, Nguyên Thần cũng suýt nữa bị sinh bổ. Chanh. Triệu công tử khéo hiểu lòng người, lại cho hắn bổ một kiếm. Đạo này Nguyên Thần kiếm uy lực tuyệt diệt, là tuyệt sát nhất kích. Nói tuyệt sát liền tuyệt sát. Âm Tuyền Thánh Tử tại chỗ táng diệt, Nguyên Thần nổ thành một mảnh Nguyên Thần chi lực. Triệu Bân khoảnh khắc giết tới, nuốt hắn Nguyên Thần chi lực, kèm thêm hắn quỷ mị âm hỏa, cũng cùng nhau cầm xuống, trừ này chính là Âm Tuyền Thánh Tử bảo vật, hủy không thiếu cũng giải rác rất nhiều, thu sạch đi. Xong. Đầu này không gian thông đạo liền ầm vang sụp đổ. Là tòa địa cung kia gặp sư ba, tòa kia truyền tống trận nổ hư. Điểm xuất phát truyền tống trận nổ nát, nó chỗ bắc không gian thông đạo từ cũng sụp đổ, nó sụp đổ không sao, thân tại trong đó Triệu công tử không có thế nào đứng vững, không để ý nhi bị cuốn vào vết nứt không gian. Âm Tuyền Tiên Sơn ầm ầm, chấn thiên động địa. Tiếng la giết bên trong, huyết sắc đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Đây không phải quyết đấu. Đây là đơn phương quét ngang, từ phương xa nhìn, đó là một mảnh hỗn loạn, đầy trời đều là đại chiến bóng người, mỗi có va chạm, tất có tinh hồng quang chiếu đầy trời, từng tòa cung điện, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, từng tòa sơn phong, cũng là một tòa tiếp lấy một tòa nổ nát. Chạy! Cái nào chạy? Có người chiến, tự có người trốn. Không thiếu Âm Tuyền cường giả thoát ra tiên sơn, muốn thừa dịp loạn chạy đi. Đáng tiếc, ngoài núi cũng có người trông coi, bát đại thế gia đại phách lực. Tộc trung đỉnh cao cường giả, cơ bản đều bị kéo tới, có người chém giết có người chặn lấy, bỏ chạy giả trước tiên liền bị diệt sát. Tất cả mọi người đều tại chiến. Chỉ có Nhật Bảo tiểu phân đội tận tụy càn quét. Bản tôn mặc dù cả không còn hình bóng, nhưng bọn hắn không quên sứ mệnh. Mỗi tòa cung điện, mỗi tòa lầu các, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Vẫn là câu nói kia. Có thể rời đi tuyệt không khách khí. Nói đến bản tôn. Triệu công tử từ bị cuốn vào vết nứt không gian sau, liền chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, không gian lực lượng suýt nữa đem hắn tiên khu phá hủy, nếu không phải nội tình hùng hậu, sớm bị quấy thành thịt nát nát vụn cốt. Phanh! Oanh âm thanh rất nhanh vang lên. Triệu công tử cuối cùng là rơi xuống đất, đem một ngọn núi đập cái sụp đổ. Chờ đứng vững, hắn mới vô ý thức nhìn tứ phương, có thể gặp sơn nhạc mọc lên như rừng, có thể tăng trưởng xuyên ngang dọc, có tiên âm vang vọng, có sự nổi bật dâng lên. Mà hắn cảm giác rõ ràng nhất, vẫn là cổ lão thương tang chi ý, quỷ hiểu được tồn tại bao nhiêu năm tháng, đọa thân trong đó, bừng tỉnh giống như chính mình cái đều già rồi mấy tuổi. Đây là một vùng không gian. Hơn nữa còn là một mảnh di động không gian. Triệu Bân hai mắt híp lại, cơ trí suy nghĩ cũng theo đó xoay nhanh, tựa như hiểu rồi chuyện ra sao, hẳn là sụp đổ thông đạo chọc tới không gian biến động, mới không để ý nhi đụng vào đại thế giới này. Ân. Đột nhiên. Hắn ngửi được ba cỗ khí thức quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, hắn lần theo khí thức đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu tới. Chờ vượt qua một cái ngọn núi, mới gặp đen kịt một màu đất khô cằn.
À không đúng, kia hẳn là một mảnh màu đen vũng bùn, phương viên chừng mấy vạn trượng, vũng bùn cũng không sâu, chỉ không có quá nhỏ chân, tối như mực một mảnh, chợt nhìn, còn tưởng rằng là mặt đất màu đen đâu. Vũng bùn bên trên có ba đạo nhân ảnh. Ân, cũng là hắn người quen biết cũ. Trong đó một cái, là Hoa Hoa lão đạo. Mặt khác hai cái, là Thánh Hỏa Điện trưởng lão. Ngày xưa, hắn bắt cóc tống tiền Thánh Hỏa thần tử lúc, từng gặp ba vị này, không biết vì sao biến mất, bây giờ lại nhìn, xem như giải hắn nghi hoặc, định cũng là mơ mơ hồ hồ đụng vào mảnh không gian này. Ba người hình thái chật vật. Hoa Hoa lão đạo đi ở đằng trước, bừng tỉnh giống như trên thân khiêng một ngọn núi, mỗi bước đều đi gian khổ, đằng sau hai vị kia đi. Thì một cái mang theo kiếm một cái sách theo đao, di chuyển cũng là chật vật cước bộ, muốn đuổi theo bên trên Hoa Hoa lão đạo, cách biệt mặc dù chỉ có hơn 10 trượng, có thể đuổi lại dị thường tốn sức. Thật quỷ dị vũng bùn. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, lại khẽ híp hai con ngươi. Hắn là một cái quần chúng, nhìn tự nhiên rõ ràng, cái kia phiến màu đen vũng bùn tuyệt không phải đồng dạng địa giới, nhất định có uy áp đáng sợ có thể sợ hấp lực, thậm chí bọn hắn mỗi lần nhấc chân đều cần hao phí đại lực khí. Cái kia rõ ràng là một hồi truy sát, nhưng từ hắn cái này đến xem, ba người càng giống là đang tản bộ. Hắn đến, để ba người đều bên cạnh con mắt. Hoa Hoa lão đạo sững sờ, Triệu Tử Long. Hai cái Thánh Hỏa Điện lão giả cũng sững sờ, hắn làm sao còn sống sót. Vốn là, bọn hắn là nhìn không ra Triệu Bân tôn dung, thế nhưng không gian cắt liệt, hắn người khoác áo bào đen, cơ hồ nát sạch sẽ, lúc này mới hiển lộ chân dung. Lúc này mới bị ba người nhận ra là ai. Lão đầu nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Triệu Bân nở nụ cười, là đối với Hoa Hoa lão đạo nói. Đừng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hoa Hoa lão đạo gương mặt mộng, thần sắc khó có thể tin. Lừa gạt hắn cứu ta hai ra ngoài. Sau đó, người ta lại đoạt hắn huyết mạch. Triệu Bân nhìn Hoa Hoa lão đạo lúc, có không đúng lúc lời nói vang lên. Kẻ nói chuyện là Thánh Hỏa hai trưởng lão, dùng chính là nguyên thần truyền âm, hắn cho là Triệu Bân không nghe thấy, có thể Triệu Bân nghe một chữ không kém, nguyên nhân chính là nghe gặp, ánh mắt của hắn mới từ Hoa Hoa lão đạo cái kia rời đến hai vị này trên thân, hai cái này cũng không phải hảo điều, đều thân ở tuyệt cảnh, lại mẹ nó còn nghĩ chuyện tốt. Tiểu Hữu, cứu ta chờ ra ngoài, tất có thâm tạ. Thánh Hỏa hai trưởng lão đều nói. Dễ nói, Triệu công tử ngoài miệng nói hảo. Lại là tiện tay xách ra bá vương cung. Từ góc độ này bắn cung bắn tên, đánh một cái chắc, ai bảo hai vị kia đều lún vũng bùn, nhấc chân đều tốn sức, càng chớ nói tránh né, còn nghĩ để lão tử cứu ngươi, khuôn mặt thế nào lớn như vậy lạc. Ngươi, đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão biến sắc. Ngươi ta không oán không cừu, như vậy bỏ đá xuống giếng. Thứ hai Thánh Hỏa trưởng lão một tiếng lạnh quát. Hai vị tiền bối nên không biết, vãn bối có nghe lén truyền âm thiên phú. Triệu Bân cười nói, đã kéo ra dây cung, lừa phỉnh ta cứu các ngươi ra ngoài, lại đoạt ta huyết mạch, là ý tứ này không? Lời này vừa ra, hai Thánh Hỏa trưởng lão sắc mặt lại biến. Là bọn hắn đánh giá thấp Vĩnh Hằng Tiên Thể, lại có quỷ dị như vậy thiên phú. Trên thực tế, có này thiên phú không phải Triệu Bân, mà là bổn mạng của hắn khí. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Triệu Bân thật vừa đúng lúc nghe được truyền âm. Cho dù không nghe thấy, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thánh Hỏa Điện người. Một đường, dễ đi. Triệu Bân nhàn nhạt, lôi đình tiễn như kinh mang giống như bắn ra. Nhiên, để hắn nhíu mày chính là, lôi đình tiễn vào vũng bùn phạm vi, liền hóa thành vô hình. Pháp công vô hiệu, Hoa Hoa lão đạo ho một ngụm máu. Người nhà không nói sớm, Triệu Bân lại một lần dương cung cài tên. Cái này hắn dùng bằng sắt tiễn, pháp công vô hiệu, vậy chỉ dùng vật công thôi. Nho nhỏ huyền tiên, cũng nghĩ diệt lão phu. Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão lạnh quát, vùng đao chặt đứt Triệu Bân bắn tới bằng sắt giết tiễn. Thứ hai Thánh Hỏa trưởng lão thì nghiến răng nghiến lợi, không còn truy sát Hoa Hoa lão đạo, thẳng đến Triệu Bân liền đến. Có thể bước ra hai ba bước, hắn lại thông suốt định thân, con mắt có sợ hãi sắc. Còn có đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão, cũng lộ e ngại chi ý, vô ý thức lui một bước. Không trách bọn hắn như thế. Chỉ vì Triệu công tử thu bá vương cung, mang ra một cái đại gia hỏa, gì đại gia hỏa lạc. Chu Tiên Nô, hơn nữa còn không chỉ một chiếc, 10 chiếc Chu Tiên Nô trưng bày một loạt. Vũ khí chiến tranh, thuộc về nửa pháp công nửa vật công. Pháp công là trên đó tiên bạo phù, nổ không quan trọng, vẻn vẹn cường nổ đáng sợ lực xuyên thủng,
cùng trong đó giấu độc châm, đã đủ hai lên hoàng tuyền. Triệu Bân thế nhưng là luyện khí sư, hắn Chu Tiên Nô, cũng không là bình thường vật nhi, trong đó lạc ấn chữ triệt, đủ cực điểm ra chỉ lực sát thương. Tiểu Hữu, có chuyện thật tốt nói. Hai thánh hỏa trưởng lão sợ, sắc mặt trắng bệch. Đáp lại bọn hắn, nhưng là ông âm thanh. Triệu Bân giải Chu Tiên Nô cấm chế, trên trăm cường nỗ xẹt qua bầu trời. Hai trưởng lão luống cuống, một cái chơi bạc mạng huy kiếm, một cái chơi bạc mạng vung đao, kiệt lực đón đỡ, ngược lại là đỡ được không thiếu, nhưng cường nỗ quá nhiều, lực xuyên thủng cũng quá mạnh mẽ, luôn có một cây sẽ mệnh chung. Phốc, huyết quang chợt hiện, đệ nhất thánh hỏa trưởng lão trước tiên trúng chiêu, lồng ngực bị xuyên thủng, bên trong bạo phù dù chưa nổ tung, nhưng nỗ trúng độc châm, lại nổ tung một mảnh, cắm đầy toàn thân, bá liệt độc, cũng tập kích đầy toàn thân. A. Sau đó chính là thứ hai thánh hỏa trưởng lão. Vị này thảm hại hơn, toàn bộ đầu người đều nổ tung. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Hai người phẫn nộ gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hai người bọn họ không mắng còn tốt, như vậy mắng một cái, Triệu Bân đánh càng hăng hái, đệ nhất phát sau đó, chính là thứ hai phát, đệ tam phát. Một bộ không đem cái kia hai hàng cắm thành cái sàng không coi là xong tư thế. Chậc chậc chậc. Hoa hoa lão đạo không trốn, dứt khoát ngồi đó. Huyết sắc một màn với hắn mà nói, thật quá đẹp mắt. Phốc, a, à, huyết quang liên tiếp chợt hiện, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp không dứt. Hai động hư đỉnh phong cường giả, lần lượt bị cường nỗ xuyên thủng, nhục thân thật sự bị cắm thành cái sàng, đáng sợ độc ý, tan diệt bọn hắn nhục thân, đều chỉ còn lại tan nát vô cùng nguyên thần. Tiếng kêu rên chẳng biết lúc nào chôn vùi. Hai thánh hỏa trưởng lão thật sự bị đánh hồn phi phách tán, chết gọi là cái phiền muộn. Đường đường động hư đỉnh phong A, lại bị một cái huyền tiên dùng sức mạnh nỗ oanh hôi phi yên diệt. Làm tốt lắm, hoa hoa lão đạo một tiếng kêu giỏi. Tới, đến ngươi, Triệu Bân thay đổi Chu Tiên Nô đầu mâu, nhắm ngay hoa hoa lão đạo. Ngươi, hoa hoa lão đạo chợt biến sắc, vật nhỏ này cũng muốn liền hắn một khối diệt sao. Ông! Cường nỗ xẹt qua thiên tiêu hoa hoa lão đạo muốn tránh né, thế nhưng hữu tâm vô lực. Trên thực tế, hắn căn bản không cần trốn, bởi vì bắn tới cường nỗ, rơi vào trước người hắn, trong đó giấu độc châm, cũng không nổ ra, hắn lúc này mới phát giác, cường nỗ một mặt, cột ba lượng đầu dây kẽm, thực dụng đặc thù huyền thiết rèn đúc thành dây kẽm, bền bỉ dị thường, không dễ đứt gãy. Nhìn gì, bắt được cường nỗ, Triệu Bân kêu một tiếng. Tên nhóc con ngươi. Hơi kém cho lão phu sợ tè ra quần. Hoa hoa lão đạo một tiếng mắng to, gắt gao nắm cường nỗ, Triệu Bân bên này, thì khí huyết bốc lên, lôi dây kẽm, tựa như kéo co đồng dạng, một tấc tiếp một tấc, cứng rắn đem hoa hoa lão đạo từ vũng bùn kéo ra ngoài. Hô! Hoa hoa lão đạo mới vừa lên bờ buông mình đó, lão huyết từng ngụm cuồng phún. Nhục thân thương là tiểu, thảm chính là bản mệnh nguyên thần, hắn đêm đó chịu hắc sơn lão ma nhất kích, nguyên thần suýt nữa bị sinh bổ. Phía sau bị đuổi giết, một phen tử chiến không thể đào thoát, bị cuốn vào đại thế giới này, xong liền ngã vào vũng bùn, cũng phải thua thiệt có vũng bùn, hắn mới mạng sống. Đêm đó ta cũng tại, Triệu Bân nói. Ngươi cũng tại, hoa hoa lão đạo ngừng lại sững sờ. Nếu không phải ngươi giết ra quấy rối, ta cũng bắt không đi thánh hỏa thần tử. Triệu Bân gượng cười. Người khác ở đâu, hoa hoa lão đạo vội vàng hoảng vấn đạo, phần đục lão con mắt đã là huyết hồng một mảnh. Bán, tục xưng, bắt cóc tống tiền, ta, hoa hoa lão đạo một hơi không có lên tới, lại khục một ngụm lão huyết, hóa ra hắn chủ tính lâu như vậy, đưa hết cho tiểu tử này làm áo cưới, hắn không thể diệt thánh hỏa thần tử, ngược lại để hàng này nhặt được cái lỗ hổng, thánh hỏa điện thần tử, nên rất đáng tiền, ước mạc đoán chừng, mấy trăm vạn tiên thạch là có. Trước tạm chữa thương, Triệu Bân bóp nát một khỏa đan dược, sáp nhập vào hoa hoa lão đạo thể nội. Sau đó, chính là tinh thuần huyết mạch bản nguyên, giúp hắn phủ diệt sát ý. Ai? Hoa hoa lão đạo một tiếng thở dài, khoanh chân ngồi vận chuyển công pháp. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ còn có mệnh tại, có mệnh chính là hy vọng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ bắt được thánh hỏa thần tử. Nửa nén hương sau, Triệu Bân mới thu huyết mạch bản nguyên. Hoa hoa lão đạo thương tuy nặng, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Hắn không nhàn rỗi. Triệu hoán hỗn thiên ma viêm, dùng âm tuyền thánh tử đạo kia quỷ mị âm hỏa, thủ kỳ tinh hoa, hỏa chi nguyên bị thôn phệ, hắn có thể tinh tường cảm giác được ma viêm cường hoành không thiếu, thiêu đốt ngọn lửa càng có uy lực,
hơn nữa còn có một loại muốn diễn xuất linh trí điểm báo. Thành thật một chút, hai người ta tính khí không tốt. Long Uyên cùng Tiên Lôi lại nhảy ra hù dọa người. Hỗn Thiên Ma Viêm vẫn thật là trung thực. Triệu Bân không thèm để ý, một bước đi lên một đỉnh núi, vô tận thị lực mong nhìn xem tứ phương, đại thế giới này so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn, không biết là vị tiền bối nào lưu lại, chỉ biết huyền ảo vô cùng. Lão đại, đại chiến muốn kết thúc. Thân tại Âm Tuyền Tiên Sơn phân thân, truyền đến lời nói. Triệu Bân liền phân thân ánh mắt, có thể gặp thảm thiết một màn, toàn bộ Âm Tuyền cũng như huyết tẩy qua, đầy khắp núi đồi cũng là chân cụt tay đứt, máu tươi tụ lưu thành từng cái dòng suối nhỏ, trôi vào trong núi tiểu đạo. A, à, Âm Tuyền lão đạo nhục thân triệt để nổ diệt, chỉ còn dư nguyên thần đăng thiên bỏ chạy. Khương Vấn Thiên càng nhanh, tay cầm Thiên Vương kiếm đăng lâm cửu thiên, một kiếm vạch ra một đạo kiếm ý tinh hà, chém chết Âm Tuyền lão đạo nguyên thần. Âm Tuyền lão đạo tung dù không cam lòng đến đâu, một cái chớp mắt này vẫn là vô lực hồi thiên. Phốc, sau đó chính là Âm Tuyền lão tổ, bị Nam Thiên chân nhân một ngón tay đánh xuyên qua đầu người, bị Hoa Tiên chân nhân một đạo tiên quang đánh nát nhục thân. Mưa Hoa Tiên một kiếm là tuyệt sát, đem hắn nguyên thần đánh một cái hôi phi yên diệt. Đến nước này, Âm Tuyền một mạch hai đại lão tổ, tất cả mệnh tang cửu tuyền. Giữ mã bề ngoài táng thân, còn lại từ lật không nổi sóng lớn, lên tới nửa bước thái hư, xuống đến tiên nhân tiểu bối, không một thoát khỏi, một mạch cổ lão thế lực, tại một cái chớp mắt này, bị sinh sinh giết bị đứt đoạn truyền thừa. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, bát đại thế gia lão tổ đều nói. Nói đến càn quét. Không ít người đều ánh mắt kỳ quái, như vậy một mạch nội tình hùng hậu truyền thừa, bảo bối đâu. Đều mẹ nó chạy tới cái nào, rời đi, vẫn là bị một ít người đạp chính mình hầu bao. Cái nào đáng giết ngàn đao. Đa số người đều đang mắng mẹ. A, à, hắt hơi. Triệu công tử một cái hắt xì đánh bá khí ầm ầm, vui vẻ nhìn xem vĩnh hằng giới, bảo bối trồng chất như núi, nhìn hắn đều ngượng ngùng, nhiều hơn phân nửa bảo vật, đều cho dọn vào a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này có vẻ như cũng là hắn nên được. Là hắn cho mượn lôi uy, phá vỡ Âm Tuyền một mạch kết giới. Như vậy tưởng tượng, ai, tâm an lý đắc, hắt xì. Từ cái này bên cạnh thu con mắt, hắn đi chỗ khác, ở trong núi vừa đi vừa nhìn. Trong lúc đó, còn hóa ra không ít phân thân, chạy về phía các nơi dò xét, khó tránh khỏi sẽ có bảo bối, nhưng tìm một vòng lớn, cũng chưa thấy đất kỳ dị. Chớ nói bảo bối, liền một khối thiên thạch cũng không gặp. Quanh đi quẩn lại, hắn lại trở về cái kia phiến vũng bùn. Toàn bộ đại thế giới, liền phiến thiên địa này không giống bình thường. Hắn mò một mảnh nước bùn, treo ở lòng bàn tay một phen mong nhìn, nước bùn không có gì chỗ quái dị nên vũng bùn phía dưới, có giấu một loại kinh khủng cấm chế, hơn nữa thời khắc đều đang vận chuyển, có thể để cho một tôn nửa bước thái hư cùng hai tôn động hư đỉnh phong cảnh ăn quả đắng. Có thể thấy được cấm chế có nhiều bá đạo. Hắn xem qua một mắt Hoa Hoa lão đạo, một chân bước vào vũng bùn. Như hắn sở liệu, có một cỗ cực mạnh hấp lực, cảm giác này không phải vai khiêng một tòa núi lớn, mà là dưới chân cột một tòa núi cao, mỗi lần nhấc chân đều dị thường gian khổ, hơn nữa cùng pháp công có liên quan, toàn bộ đều mất đi hiệu lực, khí huyết bản nguyên tiên lực bị toàn phương vị áp chế, liền nguyên thần đều không thể ra nhục thân. Thật quỷ dị cấm chế. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Tiếp tục đi vào trong. Hắn khi thì nhìn bầu trời, cũng khi thì thấp con mắt. Đáng tiếc. Thấp con mắt thấy tất cả vũng bùn. Ngẩng đầu thấy tất cả mờ mịt. Tinh tượng gì đều nhìn không thấy. Siêu. Đột nhiên, trong cơ thể hắn tạo hóa thần thụ run lên một cái. Cái này run lên, để hắn ánh mắt lấp lóe, cứ nói đi. Như thế không gian sao có thể không có bảo bối đâu. Tạo hóa thần thụ có phản ứng, chính là chứng minh tốt nhất. Nó như vậy kích động. Bảo bối kia nhất định là bất phàm. Cho một chút chỉ thị, Triệu Bân cười nói. Tạo hóa thần thụ rất có linh tính, một đầu nhánh cây lay động một chút. Nhánh cây như tay, cách không chỉ hướng phương đông, bảo bối chính ở đằng kia. Đúng vậy. Có phương hướng, Triệu Bân nhiệt tình nhi 10 phần. Càng đi phương kia đi, tạo hóa thần thụ chiến càng kịch liệt. Người nhà có bị bệnh không? Chữa thương Hoa Hoa lão đạo thức tỉnh, sử tại đỉnh núi mắng một câu. Hắn từng tiến vào đi, cái kia phiến đen như mực vũng bùn cũng không phải gì tốt chỗ. Yên tâm, không chết được. Triệu Bân tùy ý trả lời, tiếp tục di chuyển chật vật bước chân. Hoa Hoa lão đạo hít sâu một hơi, cái kia hàng thật là có bệnh a. Hắn không tiếp tục kêu gọi Triệu Bân, mang bên mình nhảy xuống đỉnh núi,
đi chỗ khác tầm bảo bối tìm cơ duyên, như vậy một mảnh huyền ảo không gian di động, có thể không có một chút gì bảo bối. Dù sao cũng phải cho hắn tìm ra một chút gì. Thật tốn sức a. Triệu Bân còn tại vũng bùn bên trong đi. Là hắn xem thường cái này quỷ quyệt vũng bùn, phía dưới hấp phệ chi lực, thực sự là quá kinh khủng, lại càng đi chỗ sâu đi, hấp lực liền càng đáng sợ, dù hắn nội tình, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Không nên a. Hoa Hoa lão đạo gãi đầu, từ trong núi chuyển đi ra. Hắn thời khắc này một bộ thần thái, cùng khi trước Triệu Bân không có sai biệt, không gian lớn như vậy giới, chớ nói bảo bối, liền một khối tiên thạch đều không tìm được, để hắn bất giác cho là, đây chính là một xác không. Hắn cũng tới vũng bùn. Xét thấy lúc trước bị nhiều thua thiệt, hắn không dám nữa đi vào, tại biên giới tìm một khối đá lớn, ngồi xếp bằng nhi ngồi ở cái kia, tiện tay ôm tẩu hút thuốc, thâm trầm vòng khói nhi, ói gọi cái có tiết tấu. Liền cái này. Vũng bùn bên trong, Triệu Bân cuối cùng là định rồi thân. Theo vị trí mà tính, hắn bây giờ chỗ đứng chính là vũng bùn chính giữa. Cũng là tại cái này, tạo hóa thần thụ cành lá ào ào rung động không ngừng. Rất rõ ràng, bảo bối liền tại đây phía dưới. Như đoán không sai, nơi đây ngầm càn khôn. Hắn xách ra Long Uyên kiếm, một kiếm tiếp một kiếm hướng xuống đục, lại là kiếm kiếm như đụng thiết thạch, âm vang bịch âm thanh bên tai không dứt, nhưng chính là đục không ra một cái nhập khẩu, bị chấn xương tay đau nhức. Ngoại giới, Hoa Hoa lão đạo nhìn nhíu mày. Tiểu tử kia, đến tột cùng ở bên trong làm gì vậy? Đục không ra a. Triệu Bân thở hồng hộc mãn đầu đại hãn, cánh tay đều run rẩy. Có thể phiến khu vực này, bừng tỉnh dường như phong bế, bị cấm chế che đậy. Lão đại, dùng lôi điện thử xem. Tiên lôi gào to đạo, tại vĩnh hằng giới chợt tới chợt lui. Long Uyên cũng là ý tứ, chủ yếu đụng quá đau. Sợ là pháp công vô hiệu. Triệu Bân nhạt đạo, mượn lôi uy cũng thuộc về pháp công phạm trù. Hơn nữa hắn ở trong không gian, đã không gian tự có che chắn. Không phá nổi che chắn. Lôi điện căn bản phía dưới không tới. Nhưng hắn vẫn là vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Ngừng lại. Cửu tiêu sấm sét vang dội. Hoa Hoa lão đạo vô ý thức ngước mắt, ánh mắt kỳ quái, êm đẹp thế nào liền sét đánh nữa nha. Nhìn qua, hắn lão con mắt khẽ híp một chút, cái này có vẻ như không phải thông thường lôi điện, lại có thiên uy tiềm ẩn. Thiên phạt. Triệu Bân trong lòng một quát, hiệu lệnh cửu thiên lôi điện. Lôi đình ngược lại là bổ xuống, nhưng đều bị che chắn ngăn lại. Tạo hóa thần thụ không nhìn nổi, hai cây nhánh cây lại từ Triệu Bân tử phủ bên trong đưa ra ngoài, tựa như bộ rễ chát căn ở vũng bùn bên trong, cái này một đâm căn không sao, kinh khủng hấp phệ lực lại hiển hóa, hình như có một cái tay bắt được tạo hóa thần thụ cành lá, đang chơi mệnh hướng xuống túm. Ngô! Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, một bước không có đứng vững cắm vào vũng bùn bên trong. Quỷ dị sự tình tùy chi phát sinh, hắn cắm vào vũng bùn càng là biến mất không thấy. Ai nha? Hoa Hoa lão đạo nhìn vô ý thức đứng dậy. Như vậy cái người sống sờ sờ, thế nào nói không có liền không có. Tiểu tử. Hắn lấy nguyên thần truyền âm, kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không thấy vũng bùn bên trong có nửa điểm đáp lại. Phù phù. Vũng bùn dưới có rơi xuống nước âm thanh. Là Triệu Bân rơi vào một mảnh ao nước. Ao nước là thanh sắc, sinh linh khí dị thường nồng đậm, có mưa bụi lượn lờ, dị sắc dâng lên, nhưng chính là như thế một mảnh ao nước, để Triệu công tử ở bên trong bay nhảy một hồi lâu đều không leo ra, chỉ cảm thấy từng cỗ sức mạnh bàng bạc, từ tiên khu các đại huyệt vị, điên cuồng tràn vào. Hoặc có lẽ là tạo hóa thần thụ đang hấp thu. Nó như một cái động không đáy, thôn tính như hút ao nước tinh hoa. Thanh sắc ao nước, bởi vì nó thôn phệ, đang dần dần cởi ra màu sắc. Ngô, còn tại trong nước bay nhảy Triệu Bân, lại một tiếng ảm đạm kêu rên, cái trán còn nổi gân xanh, bởi vì sức mạnh quá mênh mông, ở trong cơ thể hắn một hồi va chạm, đâm đến hắn xương cốt gân mạch đều vỡ vụn thành từng mảnh, lúc này, mà ngay cả vạn pháp trường sinh quyết có chút nhi theo không kịp tan vỡ tốc độ. Răng rắc, bởi vì sức mạnh dội rửa, hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao quát tử phủ, đều tại bị cực điểm đánh luyện. Liền yên lặng huyết mạch bản nguyên cũng một hồi sôi trào, không ngờ thành khôi phục chi thế, để tu vi của hắn, lại 3 năm cái trong nháy mắt bên trong, từ huyền tiên nhất trọng liên phá 2 cái tiểu cảnh giới. Huyền tiên đệ tam trọng. Tại hắn cái này biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm. Còn chưa xong. Thần bí chi lực còn tại mãnh liệt. Thể phách của hắn còn tại trong sức mạnh thuế biến.
mà thay đổi lớn nhất, hay là hắn thể nội tạo hóa thần thụ, hấp thu ao nước tinh hoa, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cất cao một trượng còn cao, cường tráng bộ rễ, trong suốt cành lá, đều quanh quẩn bồng bột sinh linh khí, tại trước tiên trả lại Triệu Bân, cũng đều hóa thành sức mạnh. Ngươi thật đúng là tạo hóa a. Triệu Bân không còn bay nhảy, vội vàng hoảng ngồi xếp bằng. Hắn như một tôn pho tượng đá khắc, chậm rãi chìm vào đáy ao, cực điểm vận chuyển bản mệnh công pháp, mượn nhờ bàng bạc sức mạnh, rèn luyện hắn thân thể, cũng rèn luyện hắn nguyên thần, cái này sẽ là một cái tiểu niết bàn. 3. Ao nước rong chơi bên trong, có như thế một đạo âm thanh nhỏ nhẹ. Là Triệu Bân lại tiến giai, huyền tiên đệ tam trọng thành huyền tiên đệ tứ trọng, nhìn hắn huyết mạch bản nguyên, bừng tỉnh giống như thành một mảnh màu vàng uông. Dương đại hải, tùy ý lăn lộn, huyết mạch cất giấu sức mạnh đang thức tỉnh, thậm chí hắn mi tâm, đều khắc ra một đạo cổ lão bí văn, chính là vĩnh hằng tiên thể chuyên trúc bí văn. Hảo! Triệu Bân cười thầm trong lòng, chính xác đại tạo hóa. Hắn không biết ao nước này là gì, nhưng tuyệt đối rất bất phàm, thân tại một vùng không gian trên đại thế giới, lại tiềm ẩn vũng bùn phía dưới, thật sự rất thần bí, nếu không phải tạo hóa thần thụ, hắn căn bản đều vào không được. Triệu Tử Long, Hoa Hoa lão đạo còn tại kêu gọi, một lần lại một lần không đoạn tuyệt. Triệu Bân ngược lại là muốn về ứng, đáng tiếc hắn không nghe thấy, bởi vì là ngăn cách. Người đâu? Hoa Hoa lão đạo một hồi vào đầu, không khỏi nhìn nhiều vũng bùn một mắt. Cái này quỷ quyệt chi địa, thật có càn khôn ngầm, bị tiểu tử kia tìm được. Phanh! Ban đêm một tiếng nổ kinh thiên. Âm Tuyền Tiên Sơn bị san thành bình địa. Đại chiến triệt để kết thúc. Bát đại thế gia tập thể lui ra chiến trường. Vị cao nhân nào đâu? Không ít người lúc đi, đều tại vòng nhìn tứ phương. Bọn hắn trong miệng cao đi, tất nhiên là chỉ Triệu Tử Long sư tôn. Nếu không phải tôn kia ngoan nhân oanh mở kết giới, trận chiến này sẽ đánh dị thường tốn sức, có thể kể từ kết giới phá, tựa như liền không có gặp qua người kia. Bát đại thế gia không có tìm được. Mưa hoa tiên bọn hắn cũng không tìm được. Ngược lại là nhìn thấy Triệu Bân phân thân, nhưng mà đã sớm hóa diệt, Âm Tuyền một mạch chiến lợi phẩm, không biết bị bọn hắn dọn đi rồi bao nhiêu, bây giờ đám người còn buồn bực đâu. Đều rời đi đâu? Trước tạm trở về Diệp gia. Mưa hoa tiên cuối cùng xem qua một mắt, một bước đi vào không gian. Khương Vấn Thiên mấy người cũng đi theo, ba cái tình địch xem ai đều khó chịu. Lời nói phân hai đầu. Vũng bùn bên trong tiểu thế giới, Triệu Bân còn tại khoanh chân vận chuyển công pháp. Bây giờ lại nhìn, thanh thanh ao nước, đã cởi ra màu sắc. Huyền tiên đệ tứ trọng. Triệu Bân tu vi cuối cùng là ổn lại. Thuế biến còn tại kéo dài, trừ tu vi bên ngoài, rõ rệt nhất chính là huyết mạch. Bản nguyên khôi phục, mang có ích không thể đo lường, không nói khác, liền nói vĩnh hằng giới, so với trước kia lớn không chỉ gấp 3 lần. Triệu Tử Long, vũng bùn biên giới, Hoa Hoa lão đạo còn tại kêu gọi. Thật lâu không thể đáp lại, hắn cũng một bước bước vào vũng bùn. Hắn cái này đi vào không sao, vũng bùn càng là có biến hóa, đến từ lòng đất kinh khủng hấp lực, lại dần dần lui đi, còn có cái này ô hắc nước bùn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn. Cái này, Hoa Hoa lão đạo nhìn kinh ngạc, chẳng biết tại sao có này diễn biến. Hắn không hiểu ra sao lúc, toàn bộ đại thế giới đều vù vù run lên, có lẽ là chiến quá đột ngột, thậm chí hắn cái này nửa bước thái hư cảnh, đều không thế nào đứng vững, chờ đứng vững, thì thấy mờ mịt hư nhiều tinh không, có tinh thần tô điểm, có nhật nguyệt diễn hóa, càng có cổ lão thương tang đạo âm vô hạn vang vọng càn khôn. Cỡ nào kỳ dị tiên âm? Hoa Hoa lão đạo vội vàng hoảng khoanh chân ngồi xuống. Tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. Triệu Bân từ cũng nghe được gặp, lấy cổ lão hàm ý tẩy luyện tâm cảnh. Đạo âm thành tuyệt vời nhất chương nhạc, đủ 9 ngày vang vọng không dứt. Đến ngày thứ 10, đạo âm mới chậm rãi tiêu tan. Cũng là một ngày này, Hoa Hoa lão đạo có dị tượng diễn hóa. Hắn tiến giai, lắng nghe 9 ngày đạo âm, rất có đốn ngộ, cuối cùng là bước ra cái kia nửa bước, chân chính vào thái hư cảnh, pháp tắc tại bên người như ẩn như hiện, khuấy động thành thiên âm. Bèn nói thuế biến. Lão gia hỏa này được a. Triệu Bân đã xuất tới, gặp Hoa Hoa lão đạo tiến giai, không khỏi sờ một cái ba. Vấn đỉnh thái hư sau đó, quả nhiên không phải lúc trước có thể so sánh, bức cách đều biểu lộ ra khá là chói mắt. Nhìn qua, hắn lại nhìn trời khung. Lắng nghe 9 ngày đạo âm, hắn đối với không gian này đã có đại khái giải. Ít nhất, hắn đã tìm được mở miệng ở đâu. Không lâu, Hoa Hoa lão đạo mở con mắt.
Phần đục chi khí ói niềm vui tràn trề, phần đục lão con mắt, bây giờ thâm thúy thanh minh không thiếu, có thể gặp thế sự xoay vần vết tích, cũng không thiếu cao nhân tiền bối cơ trí. Tạo hóa a, à, lão đầu nhi cười vui vẻ, ách nạn bên trong quả nhiên tiềm ẩn cơ duyên. Không có ý định cảm ơn ta, Triệu Bân một lời thâm trầm, cho điểm chỗ tốt ý tứ a. À. Tạ, nhất thiết phải tạ, hoa hoa lão đạo rút một cái túi chữ vật, trơn chu kín đáo đưa cho Triệu công tử. Tiểu tử này thật là một cái phúc tướng a. Không chỉ cứu được mệnh của hắn, thuận tiện được một hồi tạo hóa. Cái này còn tạm được. Triệu Bân tiện tay xé ra túi chữ vật. Đi đến một nhìn, oa, tất cả đều là HD. Người cái này cũng cơ duyên không cạn cái nào. Hoa hoa lão đạo nắm vuốt râu ria, trên dưới quét lượng Triệu Bân. Còn nhớ kỹ, hàng này tiến vũng bùn lúc vẫn chỉ là huyền tiên nhất trọng. Lần này lại nhìn, không ngờ là đệ tứ trọng. Tiến giai có phần quá thần tốc, còn có hắn khí huyết, cũng so với trước kia bàng bạc không thiếu, đặc biệt là huyết mạch bản nguyên, cũng cực điểm tinh túy, nên thuế biến niết bàn. Đi! Triệu Bân thứ nhất đứng dậy, hai ba bước bước lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Lại hiện thân nữa, hắn một bước không có đứng vững, suýt nữa cắm cái kia, sau đi ra ngoài hoa hoa lão đạo, cũng cơ bản không sai biệt lắm, bởi vì, bọn hắn đã không tại cổ tinh, bị không gian di động dẫn tới vũ trụ mênh mông. Này liền lúng túng. Hoa hoa lão đạo một bước đứng vững, cầm một bức tranh vũ trụ. Triệu Bân thì xử tại cái kia tả hữu mong nhìn, không gian di động chạy không gần đi. Bên này, hoa hoa lão đạo thu tinh không đồ, chỉ một phương. Triệu Bân tùy theo đuổi kịp, vô tận thị lực đi xem, có thể gặp một đạo hạt gạo chi quang, đó chính là sao Bắc Cực, nhưng mà khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm, cái này đường đi vô cùng xa xôi. Có một chuyện đã sớm muốn hỏi ngươi, hoa hoa lão đạo xách ra bầu rượu. Nói thôi, Triệu Bân một đường đều tại nhìn vĩnh hằng giới, phải kiểm kê một chút chiến lợi phẩm. Ngươi cái này vĩnh hằng huyết mạch, không hoàn chỉnh a. Hoa hoa lão đạo ực một hớp rượu. Truyền thừa huyết mạch lúc xảy ra sai sót, Triệu công tử trở về tùy ý, hắn chính là một cái gà mờ. Hoa hoa lão đạo không ngôn ngữ, hai mắt hơi híp nhìn về phía trước. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt. Tinh hà một bên khác, đột nhiên nhiều hơn một bóng người xinh đẹp, áo trắng như tuyết, như một cái trong mộng đi ra nữ tử, thấy không rõ tôn dung, chỉ biết khói hà bốn phía, thánh khiết mà không tì vết. Là nàng, Triệu Bân cũng trông thấy. Hắn từng gặp nữ tử kia, tại thiên khung di tích gặp qua, là cái kia bạch y nữ tiên vương. Cũng như lần thứ nhất, lần này gặp lại nữ tiên vương, vẫn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hai người nhìn lên. Bạch y nữ tiên vương đã hơi đi xa dần. Nàng không là bình thường quỷ dị, tiên khu là như thật như ảo. Tiền bối. Triệu Bân vượt qua tinh hà, một bên kêu gọi một bên đuổi theo. Bạch y nữ tiên vương không có trả lời, bước liên tục nhẹ nhàng, lại từng bước sinh hoa. Siêu. Triệu Bân tốc như kinh hồng, đuổi sát không buông. Hoa hoa lão đạo nhanh hơn hắn, thái hư thân pháp thi triển đến mức cao nhất, nhưng dù cho như thế, vẫn là theo không kịp. Trước trước sau sau đuổi hơn nửa đêm, hắn cũng chỉ có thể trông thấy nữ tiên vương bóng lưng, thế nào truy đều đuổi không kịp, nàng bừng tỉnh giống như đúng như một giấc mộng, xa xôi chỉ có thể nhìn mà thèm. Liền thái hư đều đuổi không kịp, càng chớ nói Triệu Bân. Đồng dạng tâm cảnh Triệu Bân cũng có, thật giống như đang đuổi một giấc mộng. Nữ tiên vương áo không dính bụi, cũng không để lại mảy may vết tích, chỉ ảo diệu thiên âm một đường đi theo, chớ nói Triệu Bân. Liền hoa hoa lão đạo nghe xong đều trở nên hoảng hốt, thầm nghĩ thái hư cùng đạo hư chênh lệch quá lớn. Phía trước, lại đến một đầu tinh hà. Bạch y nữ tiên vương như kiểu quỷ mị hư vô vượt qua, càng chạy càng xa. Phía sau chính là hoa hoa lão đạo, nhìn lão con mắt chi quang thâm thúy, tựa như đã nhìn ra manh mối, nguyên nhân chính là nhìn ra manh mối, hắn mới đột nhiên định thân, không thể đuổi nữa, đuổi tới chết cũng không đuổi kịp. Siêu. Triệu công tử ngược lại là cẩn trọng, còn nghĩ truy hắn mấy vạn dặm. Đừng đuổi theo, hoa hoa lão đạo duỗi tay, đem Triệu Bân túm trở về, nàng không phải chân nhân, là một đạo hư ảo tàn ảnh, như lão phu đoán không sai, nàng nên tu mộng chi đạo. Triệu Bân không nói chuyện, cuối cùng là ngừng. Tung hoa hoa lão đạo không nói, hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn liền nghĩ nhìn một chút đối phương chân dung, hắn tuyệt đối gặp qua. Ngươi nhận ra nàng. Hoa hoa lão đạo vấn đạo. Giống như đã từng, quen biết, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hoa hoa lão đạo vuốt râu một cái,
không khỏi nhìn nhiều Triệu Bân một mắt, tiểu tử này lai lịch rất thần bí, khó tránh khỏi thật sự nhận ra nữ tử kia, nghịch tu mộng chi đạo, vậy tuyệt không phải bình thường tiên vương. Nghỉ ngơi phút chốc, hai người lại lần nữa thượng lộ. Khổng lồ phi kiếm, như một vệt ánh sáng hồng xẹt qua tinh không. Nửa tháng sau, hai người đến sao Bắc Cực Bát Phương Thành. Cứu được ngươi một mạng, thế nào báo đáp ta? Triệu Bân cười nói. Thiếu ngươi một cái nhân tình thôi. Hoa Hoa lão đạo một đường trái nhìn nhìn phải. Làm Diệp gia khách khanh trưởng lão, liền coi như ngươi trả ân tình. Triệu công tử sủy đạp tay, cũng coi như cho Diệp gia kéo cường giả. Vẫn là lúc trước câu nói kia, Diệp gia càng cường đại Diệp Lan liền càng an toàn. Hoa Hoa lão đạo không cự tuyệt. Ân cứu mạng là phải trả. Đi qua Trường Nhai, Hoa Hoa lão đạo nghe được quá nhiều truyền thuyết, cũng là có liên quan bên cạnh vị này, thí dụ như thiên khung di tích ác chiến Hắc Sơn lão ma, thí dụ như hai cảnh thiên kiếp, kinh hãi cái kia tột đỉnh a. Là hắn bị vây ở không gian quá lâu sao? Tiểu tử này lại làm nhiều như vậy kinh thiên cử chỉ. Còn có cái kia thần bí sư phó, nhất định cũng là Triệu Tử Long giả trang, vô hạn mượn nhờ lôi uy, chặn lấy Thánh Hỏa Điện đường đường chính chính đánh một cái đem nguyệt, quá mẹ nó ngưu xoa, nghe quá sách sức lực. Tóm lại, đây là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Có Thái Hư Cảnh nguyện làm khách khanh trưởng lão, lại là Diệp Lan sư tôn mang tới, Diệp gia từ hoan nghênh, đối với Triệu Bân cái kia cảm động đến rơi nước mắt, chính xác đại ân nhân, bởi vì hắn mà đến Thái Hư Cảnh cũng không chỉ cái này một cái. Trong rừng trúc nhỏ còn có bốn vị đâu. Cũng chính là Mưa Hoa Tiên cùng Khương Vấn Thiên bọn họ. Thấy Triệu công tử, Mưa Hoa Tiên chỉ cười một tiếng. Ngược lại là Khương Vấn Thiên, nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân, không ngừng thổn thức thêm chặt lưỡi, hàng này bản lĩnh thật sự quá lớn, mệnh cũng quá cứng rắn, còn có siêu cao diễn kỹ, đúng là mẹ nó tuyệt. Điệu thấp, gặp Triệu Bân nói lời này, bức cách đều phá lệ chói mắt. Tha hương ngộ cố chi sao? Hoa Hoa lão đạo đạp tay, nhìn nhìn Mưa Hoa Tiên cùng Khương Vấn Thiên, lại nhìn một chút Nam Thiên Hòa Hoa Tiên chân nhân, Nam Thiên Thành bốn cái đại lão, lại cũng tại Diệp gia, hơn nữa, có vẻ như cùng Triệu Tử Long quan hệ cũng không tệ lắm, tiểu tử này nhân mạch ngược lại là rất rộng. Cũng là Nam Thiên Thành người, Mưa Hoa Tiên bọn người tự nhận phải Hoa Hoa lão đạo. Hàng này kẻ tại nửa bước thái hư gần trăm năm, bây giờ cuối cùng bước ra một bước kia. Đưa ta Tiên Vương kiếm. Triệu Bân nhìn về phía Khương Vấn Thiên. Dì Tiên Vương kiếm, Khương Vấn Thiên cái kia giả vờ ngây ngốc a. Triệu công tử khuôn mặt trong nháy mắt đen, lão già này không ra thế nào cần thể diện cái nào. Còn phải Mưa Hoa Tiên xuất mã, không có gì quy mô động, chỉ liếc qua Khương Vấn Thiên, ánh mắt này dễ dùng, Khương Vấn Thiên ho khan, lúc này trả kiếm, nói thực ra, thanh kiếm này hắn dùng đến rất tiện tay. Ta dùng đến cũng tiện tay. Triệu Bân cầm qua. Trơn tru nhét vào vĩnh hằng giới. Đây chính là một cái hung hãn binh khí, sách đi ra liền có thể dọa người. Binh khí tốt. Hoa Hoa lão đạo trong lòng một hồi tán thưởng, hắn là đầu hẹn gặp lại Tiên Vương kiếm. Lúc trước, bao phủ toàn bộ sao Bắc Cực chiến hỏa, chính là vì vậy kiếm dựng lên, không nghĩ a. Lại rơi vào Triệu Tử Long trong tay, hàng này khí vận là có nhiều nghịch thiên, đi theo hắn hỗn chuẩn là không tệ, tu vi tuy thấp nhưng tiềm lực cực lớn. Chủ yếu nhất là, tiểu tử này là một cái phúc tướng. Hắn suy nghĩ, cũng là đám người nghĩ. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể, nghịch thiên huyết mạch, cho tiểu gia hỏa này đầy đủ thời gian trưởng thành, năm nào thành tựu, ít nhất là tiên vương cấp, như cơ duyên đầy đủ, phong thần cũng là có khả năng. Ban đêm, Triệu Bân trở về vườn nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy trên cây mang theo ba người, chính là đầu chọc lão, quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ hoa, đều bị đánh không nhẹ. Toàn thân trên dưới cũng là dấu chân, cũng đối, dám mang Khương Ngữ Linh chạy tới uống rượu có kỹ nữ hầu, không bị đánh mới là lạ, đặc biệt là đầu chọc lão hán tên kia, toàn bộ đều bị đánh biến hình. Còn nhìn, cho ta đây nhóm buông ra. Đầu chọc lần trước bên cạnh giấy rụa một bên mắng to. Triệu Bân lười nhác nói nhảm, phật tay chặt đứt dây thừng. Trở về trò chuyện, ba người quay người chạy mất tăm nhi. Liền sợ lão gia hỏa kia không có đánh sảng khoái. Tìm chỗ nhi tránh đầu gió vẫn rất có cần thiết. Triệu Bân đi xem Diệp Lan, cô nương kia còn tại trong ngủ mê, đây tuyệt đối là một cái điểm tốt, khó tránh khỏi tỉnh lại liền thành Long Phi, hắn có phần nghĩ Diệp Lan thanh tỉnh lúc, có thể hô một tiếng Triệu Bân cái tên này. Hắn ngồi ở dưới cây già, lại kiểm kê chiến lợi phẩm. Như binh khí cùng pháp khí những thứ này, đều ném cho Long Uyên. Cũng không cần hắn nói,
Long Uyên kiếm chính mình đã thôn phệ không thiếu. Chờ gom tiên thạch cùng chân bảo, hắn mới mang ra một lớn chồng chất bí quyển, những thứ này bí quyển, cũng là từ Âm Tuyền một mạch tàng kinh các càn quét, hồ sơ bên trong ghi lại không ít bí thuật cùng công pháp, nhưng với hắn mà nói, đều có thể không, lấy đi ra ngoài đổi tiền, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Cùng với Nguyệt Quang, hắn lại cầm một bộ bí quyển. Bí quyển bên trên có ba cái quen thuộc chữ, nặng quan tài thuật. Không tệ, là thi tộc một mạch bí pháp, chưa từng nghĩ Âm Tuyền một mạch cũng có chân tàng. Nhìn qua, mới biết là bản thiếu, Nguyệt Thần truyền cho hắn mới là chính tông. Nhìn nặng quan tài thuật, hắn không khỏi nhớ lại hai người, Âm Nguyệt Vương cùng một đời Man Vương. Năm đó, chính là hắn đem cái kia hai tôn hướng về chìm vào U Minh chi địa, phía sau đã từng triệu hoán qua mấy lần, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại, nghe Nguyệt Thần nói, là U Minh chi địa xảy ra vấn đề. Thử xem. Triệu Bân một bước đứng vững, kết động ấn quyết. Thời gian qua đi trăm năm, hắn lại một lần động nặng quan tài thuật. Ông! Đại địa một hồi ông rung động, có hai cái vừa dày vừa nặng thạch quan kiên quyết ngoi lên mà ra. Triệu Bân nhìn ánh mắt rạng rỡ, rất rõ ràng, U Minh chi địa đã khôi phục bình thường. Oanh! Phanh! Âm Nguyệt Vương cùng Man Vương cũng như trăm năm trước như vậy bá khí, một người một cước đạp bay vách quan tài, đều bị quấy dày ngủ say. Rất là khó chịu, có âm sát chi khí mãnh liệt, càng có thiên vũ uy áp lộ ra, nhưng bọn hắn cái gọi là âm sát cùng uy áp, tại Triệu Bân trước mặt, đã hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hai vị tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Triệu Bân cười nói, Âm Nguyệt Vương không có đầu người, từ không nói gì, nhưng nhục thân tại ong ong thẳng run. Man Vương mặc dù hai mắt trống rỗng, mặc dù thần sắc thất thần, lại là cứng ngắc giãy giụa một chút cổ. Trong mắt còn có một tia quang chợt lóe lên, đại biểu là mê mang cùng nghi hoặc, cái này có vẻ như không phải thế gian. Có muốn trùng tu một thế, Triệu Bân vung xuống một mảnh rượu. Đây là hỏi thăm, như hai vương đồng ý, hắn có biện pháp phục sinh bọn hắn. Đương nhiên, như hai vương không đồng ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ lại chìm vào U Minh. Nguyệt, không thấy hai vương mở miệng, có thể Triệu Bân lại nghe được cái chữ này. Hắn biết. Hai vương thi thể, đã ở U Minh chi địa này sinh linh, cái này một cái nguyện chữ, âm sắc khàn khàn, bao hàm thương tang cùng ước mơ, bọn hắn đều chết qua một lần, trước khi chết cũng là cái thế vương, bởi vì phàm giới càn khôn hủy hoại, vô duyên thành tiên, nay tại tiên giới, sao có thể không tiếp tục kiếp trước tâm nguyện. Sống cùng không sống không trọng yếu. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút thiên ngoại thiên. Hảo! Triệu Bân tụ ra hai cái đám mây, đem hai vương bình đặt ở phía trên. Hắn lấy hai khỏa linh châu, tất cả huyền dị vật nhi, không có gì lực công kích, lại có thể dưỡng linh, có linh hoạt là hy vọng, phục sinh hai vương, cũng chỉ vấn đề thời gian. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ tại thiên giới, nếu là dưỡng linh mà nói, lại so với phàm giới dễ dàng nhiều, hắn từng dùng 100 năm phục sinh Sở Không Xương, tại thiên giới, có lẽ 10 năm là được, mau, 3 năm năm cũng không phải không có khả năng. Ông, hai khỏa linh châu run rẩy, phân biệt sáp nhập vào hai vương thể bên trong. Có thể gặp bọn họ trên thân thể, phủ một tầng huyền dị ánh sáng lộng lẫy, cùng âm khí xen lẫn, cùng âm sát cùng múa, thi thể này sinh linh, thì khác vào linh châu, này sẽ là bọn hắn dưỡng linh chi địa. Làm xong những thứ này, hắn lại lấy từng cây tiên thảo. Những thứ này tiên thảo cũng là cùng linh có liên quan, cũng bị dung nhập hai vương thể bên trong, có trợ giúp dưỡng linh, phía sau chính là hai cái quan tài, hai vương bị để vào trong đó, hắn trước trước sau sau đủ dán trên trăm phong ấn. Lúc này mới bọc một tầng bột đá, bỏ vào hắn vĩnh hằng giới, ở đây mới an toàn nhất. Lúc đến nửa đêm, hắn mới thu tay lại. Phía sau chuyện, giao cho thời gian liền tốt. Ông! Hắn lấy lò luyện đan, tài liệu luyện đan bày đầy bệ đá. Hắn luyện chế vẫn là một văn đan, mưu đủ kình nện vững chắc căn cơ. Sáng sớm, Diệp Thương đi vào vườn nhỏ, thần sắc còn biểu lộ ra khá là lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Triệu Bân vô ý thức hỏi một câu. Đạo hữu đi theo ta. Diệp Thương đi đầu một bước ra vườn nhỏ. Triệu Bân nhíu mày, đan đều không luyện, như một đạo kinh hồng đi theo, khi đi ngang qua khu rừng nhỏ lúc, vẫn không quên kêu mưa hoa tiên. Diệp Thương như vậy thần thái, hơn phân nửa là Diệp Lan xảy ra vấn đề. Sự thật chính như hắn sở liệu. Chờ đi vào tiểu thế giới, lọt vào trong tầm mắt thì thấy Diệp Lan, đang nắm lấy tiên kiếm, đặt cái kia hồ bổ loạn chảm, tóc nàng lộn xộn. Đôi mắt đẹp vẩn đục, hoàn toàn không có ý thức thanh tỉnh, chợt nhìn,
cùng một người điên không khác. Sao sẽ như thế? Triệu Bân sắc mặt tái nhợt một phần. Nên hai đời nhớ lại xung đột, mưa hoa tiên cũng đến, dùng chính là truyền âm. Nổi lên va chạm. Ngươi tỉnh thế khúc là hữu hiệu, nhưng cái này dù sao đề cập tới luân hồi, một thế phàm một thế tiên, hai đời ký ức, có dung hợp có thể, từ cũng có xung đột có thể, nàng cái này liền thuộc loại thứ hai. Như thế nào cứu nàng? Triệu Bân vội vàng hoảng vấn đạo. Chuyện này lão thân cũng là lần thứ nhất gặp, mưa hoa tiên hít sâu một hơi. Đạo hữu, Lan Nhi đây là, Diệp gia chủ một mặt khao khát nhìn xem nhị nhân. Triệu Bân không nói chuyện, phật tay lấy thạch đàn. Tiếng đàn du dương vang lên theo, chờ một vòng buồn một vòng tưởng niệm. Nổi điên Diệp Lan, thật sự yên lặng. Nàng là yên lặng không giả, lại như một bộ cái xác không hồn, gương mặt mê mang, đầy con mắt ngây ngô, nhìn người Diệp gia nhíu mày, cũng nhìn Triệu Bân lệ nóng doanh tròng, tâm cũng từng đợt cảm giác đau đớn. Đó là Long Phi chuyển thế a. Bây giờ lại rơi vào cái bộ dáng này. Trước tạm ra ngoài. Mưa hoa tiên khẽ nói, là nói với mọi người. Người Diệp gia muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Còn có Khương Vấn Thiên cùng Nam Thiên chân nhân bọn hắn, lại cũng bị đuổi đi. Phong. Mưa hoa tiên làm cấm chế, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Làm xong những thứ này, nàng mới một bước đi tới Diệp Lan bên người, một chỉ điểm tại Diệp Lan mi tâm, tế một tia nguyên thần chi lực. Muốn tìm hiểu nhìn hắn ký ức, không khó nhìn thấy, sắc mặt nàng không đẹp mắt như vậy. Như thế nào, Triệu Bân vấn đạo. Đích thật là hai đời ký ức nổi lên va chạm. Lời giống vậy, mưa hoa tiên lại nói một lần, trí nhớ của nàng là một mảnh hỗn loạn, quấy dày thần trí cùng ý thức, lúc này mới biến điên điên khùng khùng. Coi là thật không cách nào cứu, Triệu Bân lại hỏi. Tạm thời không biết, mưa hoa tiên khẽ gật đầu. Dính tới luân hồi chuyển thế. Đã vượt qua nàng năng lực phạm trù. Triệu Bân trong mắt khắc ra máu ti, vốn cho rằng có thể tỉnh lại Diệp Lan trí nhớ kiếp trước, ai có thể nghĩ, lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có tỉnh lại, còn đem Diệp Lan đẩy vào một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Đêm, Diệp gia, Diệp lão tổ đứng ở tiểu thế giới bên ngoài, tâm phiền ý khô, đặt cái kia vừa đi vừa về đi lại, thần thái kia, giống như một muốn làm cha người, tại bên ngoài đợi chờ mình hài tử Giáng sinh. Chỉ sợ vợ con xảy ra ngoài ý muốn. Diệp gia chủ cũng tại, có vẻ như so Diệp lão tổ còn càng lo lắng. Êm đẹp nữ nhi biến điên điên khùng khùng, không lo nghĩ mới là lạ. Chỉ mong nữ nhi sư tôn cùng cái kia nữ tiền bối, tìm ra giải cứu chi pháp. Lúng túng không? Nam Thiên chân nhân, Hoa Thiên chân nhân cùng Hoa Hoa lão đạo đều cất tay, sự bản bản dòng dã. Lời này là đối với Khương Vấn Thiên nói, ngụ ý rõ ràng. Nhà ngươi con dâu có vẻ như không thể nào chào đón ngươi a. Bằng không thì, vì đi đem ngươi cũng đuổi ra, hơn nữa, chỉ lưu Triệu Tử Long cái kia hàng ở bên trong. Lúng túng. Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Luận lịch duyệt, hắn tôn này thái hư cảnh làm gì cũng so Triệu Tử Long phong phú, là có thể giúp đỡ bận rộn, hết lần này tới lần khác lưu một cái huyền tiên ở bên trong, cái này hai đi, cảm giác thế nào như thế khó chịu lạc. Bất quá. Gặp Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ cũng bị đuổi ra, trong lòng của hắn cân bằng nhiều, một cái là Diệp Lan gia gia, một cái là Diệp Lan phụ thân, cái này đều bị thanh tràng, hắn còn tranh gì lý nhị a? Tranh! Bên trong tiểu thế giới, tiếng đàn bất giác, lại càng nhiều bi ý. Triệu Bân phụ trách đánh đàn, lấy ổn định Diệp Lan ngây ngô trạng thái. Mưa hoa tiên tắc một lần lại một lần nhìn lén Diệp Lan nguyên thần, còn từng thi pháp cứu chữa Diệp Lan, thế nhưng đạo hạnh có hạn, thử nhiều lần. Sở học ra hết, cũng không thấy Diệp Lan có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bất lực. Chẳng biết lúc nào, mưa hoa tiên mới thu tay lại. Triệu Bân không ngôn ngữ, tùy theo ngừng dây đàn. Hắn cái này dừng lại không sao, tựa như khôi lỗi giống như đần độn Diệp Lan, lại một lần phát điên điên, lại cầm tiên kiếm, không muốn mạng hồ bổ loạn trảm, bổn nhất song linh triệt đôi mắt đẹp, bừng tỉnh giống như nhiễm huyết, đỏ tươi một mảnh, bản như sóng nước chảy mái tóc, cũng là lộn xộn không chịu nổi. Vô luận từ chỗ nào nhìn, đều giống như cái tẩu hỏa nhập ma điên rồ, không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không biết đang làm gì. Long Phi, Triệu Bân hai ba bước tiến lên, một lời khàn khàn không chịu nổi. Đừng đi qua, mưa hoa tiên nhắc nhở một tiếng, thời khắc này nàng lục thân bất nhận. Triệu Bân tất nhiên là biết, nhưng vẫn là một bước rơi vào Diệp Lan trước người. Điên điên khùng khùng Diệp Lan, thì một kiếm như kinh hồng, chiều hắn đâm tới. Phốc! Triệu Bân không trốn, tùy ý Diệp Lan một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn. Màu vàng huyết quang,
sán sán sinh huy, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Ta là Triệu Bân cái nào? Triệu Bân đưa tay, vén lên Diệp Lan tán lạc mái tóc, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Diệp Lan như điện giật, đỏ bừng trong đôi mắt đẹp, có một vệt mê mang thoáng qua, cầm kiếm tay ngọc, cũng theo đó run một cái, đạp một bước lui lại, con mắt có hoảng sợ, nhuộm Triệu Bân máu tươi kiếm, từ trong tay trong lúc lờ đãng rơi xuống, chỉ hai tay ôm đầu, đau đớn không chịu nổi than nhẹ. Ta sẽ cứu ngươi. Triệu Bân một bước tiến lên, ôm chặt lấy Diệp Lan. Nàng vẫn là bị điên, muốn tránh thoát Triệu Bân ôm ấp. Ai? Mưa Hoa Tiên một tiếng thở dài. Có lẽ là Ngọc Cẩn phàm trần ký ức tại quấy phá, để nàng bây giờ không khỏi đau lòng hai cái này tiểu hậu bối, hắn va chạm hồng trần lộ, khoác lên vết thương đầy người đi tới tiên giới, mà nàng, nhưng là lấy mệnh làm hiến tế, luân hồi đến thiên ngoại thiên, rõ ràng hữu tình hữu duyên, hết lần này tới lần khác Long Phi không nhớ rõ Triệu Bân. Nàng đi, không lại quấy rầy Triệu Bân cùng Diệp Lan. Nàng không biết giải cứu chi pháp, không có nghĩa là người khác không biết. Như thế nào? Mưa Hoa Tiên mới ra tiểu thế giới, Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ liền nghênh đón đi lên. Mưa Hoa Tiên không ngôn ngữ, chỉ khẽ gật đầu một cái, so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết, lão thân thúc thủ vô sách. Lời này vừa ra, người Diệp gia sắc mặt đều tái nhợt một phần. Bọn hắn muốn tiến tiểu thế giới, lại bị Mưa Hoa Tiên ngăn lại, cho hắn một chút thời gian. Nói đi. Nàng quay người rời đi, trước khi đi, còn kéo đi Khương Vấn Thiên bọn người, có chút vấn đề, mấy người bọn hắn lão gia hỏa phải bàn bạc, khi tất yếu, nàng không ngại lộ ra một chút bí tân. Trước tạm ngủ mấy ngày, bên trong tiểu thế giới, Triệu Bân làm pháp, đem Diệp Lan đưa vào mộng đẹp. Nhưng nàng ngủ cũng không an tường, giống như làm ác mộng, tiếng rên nhẹ không ngừng, khi thì có nói mê, khi thì kêu gọi Triệu Tử Long, cũng khi thì kêu gọi Triệu Bân, hai đời ký ức để nàng ngây ngô. Chỉ ở trong tiềm thức, hô hoán cái kia tên, nàng là Diệp Lan cũng là Long Phi, đã phân mơ hồ chân thực cùng hư ảo. Triệu Bân cũng tế một tia nguyên thần chi lực, dùng cái này nhìn lén Diệp Lan linh hồn. Như vậy xem xét, lông mày của hắn cũng vặn trở thành một khối, Diệp Lan ký ức, là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có chỗ xuống tay, hắn cũng không có cấp độ kia đại thần thông, có thể đem hai đời ký ức bình định lập lại trật tự. Như Nguyệt Thần còn tại, nhất định có giải cứu chi pháp. Triệu Bân nhìn Thương Miểu, có phần nghĩ có người cho hắn chỉ một con đường sáng. Đủ ba ngày. Không thấy hắn ra tiểu thế giới. Mưa Hoa Tiên từng tới mấy lần, đều không công mà lui. Còn có Khương Vấn Thiên bọn người, cũng thử thi pháp, không một có thể tỉnh lại Diệp Lan. Bọn hắn lúc đi, nhìn Triệu Bân ánh mắt, khác thường quái, cũng là khác thường khó có thể tin. Mưa Hoa Tiên đã đem bí tân cáo chi, tiểu tử này là từ phàm giới đi lên, là sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên. Còn có Diệp Lan, càng là luân hồi chuyển thế người. Thái hư tâm cảnh như bọn hắn, đều rất cảm thấy không chân thực. Thế gian lại thật có luân hồi, hạ giới lại thực sự có người có thể xuyên qua đầu kia hồng trần lộ. Lan Nhi, Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ tất nhiên là mỗi ngày đều tới, đã từng nếm thử nhiều lần. Đáng tiếc, không có người có thể đem Diệp Lan biến trở về dáng dấp ban đầu. Để tránh phiền toái không cần thiết, Mưa Hoa Tiên đối bọn hắn che giấu bí tân. Có một số việc, không thích hợp bây giờ nói, bọn hắn cần thời gian tìm giải cứu chi pháp. Lại là đêm, Triệu Bân tự mình canh giữ ở Diệp Lan trước người, khổ tâm minh tưởng. Đến, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền một đám thái hư cảnh lão bối đều vô kế khả thi, càng chớ nói hắn cái này huyền tiên, hắn ngược lại là thần minh đồ nhi, có thể nguyệt thần gốc dễ lĩnh, hắn chỉ học được một góc của băng sơn, cái nào cố chấp qua luân hồi. Gió nhẹ nhẹ thổi. Mưa Hoa Tiên lại đi vào tiểu thế giới. Gặp nàng tới đây, Triệu Bân đều biết trước tiên ngẩng đầu, đầy con mắt chờ mong. Mang lên nàng, đi theo ta. Mưa Hoa Tiên một tiếng khẽ nói. Đi cái nào, Triệu Bân cõng lên Diệp Lan, đi theo Mưa Hoa Tiên bước chân. Tìm cao nhân tiền bối. Mưa Hoa Tiên không giải thích thêm. Triệu Bân cũng không hỏi nhiều, có thể để cho Mưa Hoa Tiên xưng là cao nhân tiền bối, hẳn là nhất tôn đại thần thông giả. Khó tránh khỏi chính là một tôn tiên vương, kém nhất, cũng là một tôn chuẩn tiên vương, mặc kệ là ai, cũng sẽ là một hy vọng, chỉ cần có thể cứu chuyển thế Long Phi, hắn nguyện trả bất cứ giá nào. Thừa dịp Nguyệt Quang, hai người ra Diệp gia cũng ra Bát Phương Thành. Ngoại trừ ngủ say Diệp Lan, cũng chỉ hai người bọn họ. Nghe Mưa Hoa Tiên nói, vị tiền bối kia cao nhân không khả quan quấy rầy. Đi nhiều người, giúp không được gì, ngược lại là thêm phiền.
hắn chính là Hạo Thiên Tiên Vương, chính là nhà ta sư tôn bản cũ, sớm đã ẩn thế nhiều năm, không biết còn tại. Bên trong không gian thông đạo, Mưa Hoa Tiên cuối cùng là nói ra lai lịch đối phương, đích thật là một tôn tiên vương. Tạ sư thúc, Triệu Bân cái này một lời là phát ra từ phế phủ. Mưa Hoa Tiên chỉ cười một tiếng, tiếng sư thúc này bây giờ nghe tới, thân thiết không thiếu. Nhưng nàng đối với Triệu Bân, từ đầu đến cuối cũng là một loại phức tạp tâm cảnh, Ngọc Cẩn tại phàm trần đồ nhi, cũng chính là Phật gia thánh nữ như, chính là chôn ở Triệu Bân trong tay, đây là một cọc nhân quả. Không biết thứ mấy ngày, hai người mới tại một mảnh quần sơn rơi xuống. Núi là thông thường núi, cứng rắn nói khác biệt, đó chính là tiên âm linh nhiễu. Chỗ sâu, Mưa Hoa Tiên chậm rãi định thân. Triệu Bân cõng Diệp Lan, trên dưới trái phải mong nhìn. Lấy hắn tiên nhãn làm nhìn trộm, không thấy có chút càn khôn. Tiền bối, Mưa Hoa bái kiến. Mưa Hoa Tiên đứng vững, hướng về phía trước hư vô chắp tay thi lễ. Trước sau đủ ba, năm trong nháy mắt, mới gặp một tòa quang môn vô căn cứ trống ra. Mưa Hoa Tiên thở dài một hơi, có ánh sáng môn trống ra, liền chứng minh Hạo Thiên Tiên Vương còn tại. Đi vào chớ nói lung tung. Biết rõ. Hai người một trước một sau đi qua quang môn. Lọt vào trong tầm mắt, Triệu Bân thì thấy dị sắc dâng lên, có ảo diệu đạo âm vang vọng. Đây là một thế giới nhỏ, tự thành một càn khôn, ngoại giới đêm tối lồng mộ, ở đây lại ban ngày lang lãng, mây mù nhiễu, chim hót hoa nở, như thế gian tiên cảnh, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Hai người tiến nhập một mảnh rừng trúc. Đến sâu trong rừng trúc, mới gặp một dòng sông nhỏ chảy tràn. Hà bạn, ngồi một lão nhân, bạch y tóc trắng tròm râu bạc phơ, đang nắm lấy cần câu u tính câu cá, hắn chính là Hạo Thiên Tiên Vương, sinh tiên phong đạo cốt, khí ẩn tự nhiên, còn có dị tượng phối hợp. Thật mạnh! Đây là Triệu Bân trông thấy Hạo Thiên Tiên Vương lúc cảm giác đầu tiên. Từ vào tiên giới, đây là lần thứ nhất đúng nghĩa gặp tiên vương, so với hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng, rõ ràng ngay tại cách đó không xa, lại bừng tỉnh giống như ngồi ở một đầu tuế nguyệt trường hà bên trên, cổ xưa thương tang. Xin ra mắt tiền bối! Mưa Hoa Tiên lại chắp tay. Triệu Bân cũng có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gặp tiên vương nên có một bái này. Ta đã trăm năm không ra đời, hiếm thấy người còn nhớ rõ lão phu. Hạo Thiên Tiên Vương mỉm cười nói, chưa từng quay người, cũng không quay đầu nhìn, lần trước thấy ngươi nha đầu này, vẫn là sư tôn ngươi tỏa hóa hôm đó, ung dung trăm năm, ngươi đã không giống trước kia, so lão phu trong tưởng tượng càng thêm kinh diễm. Tiên bối quá khen, Mưa Hoa Tiên khẽ nói nở nụ cười. Tìm ta chuyện gì, Hạo Thiên Tiên Vương cuối cùng là buông xuống cần câu. Đối với Mưa Hoa Tiên, hắn giống như rất là hiểu rõ, cũng không nhìn nhiều, ngược lại là nhìn Triệu Bân trong nháy mắt, hắn lão con mắt khẽ híp một chút, tiểu gia hỏa này rất bất phàm, là đặc thù huyết mạch, khí huyết dị thường tinh túy, lấy hắn tiên vương cấp tầm mắt, lại không nhìn ra ra sao huyết thống, chỉ biết là một cái kỳ tài. Cho tiểu bối này nhìn một chút bệnh, Mưa Hoa Tiên vội vàng hoảng đạo. Triệu Bân cũng biết chuyện nhi. Vội vàng hoảng buông xuống Diệp Lan, đặt ở đám mây bên trên. Hạo Thiên Tiên Vương như phong mà tới, hai ngón khép lại, đặt ở Diệp Lan mi tâm. Mưa Hoa Tiên không nói nhiều. Triệu Bân cũng không dám quấy rầy. Hai người trong mắt đều có chờ mong. Ký ức hỗn loạn. Thật lâu, mới ngửi Hạo Thiên Tiên Vương một lời. Không khó nhìn thấy, hắn lão trong mắt có kỳ dị chi quang lấp lóe, hắn có thể nhìn ra là ký ức hỗn loạn, từ cũng có thể nhìn ra hai đạo ký ức. Chính là hai cái ức dây dưa xen lẫn, mới sinh ra như vậy ngây ngô trạng thái. Nhưng hắn không hiểu. Một đạo khác ký ức ở đâu ra? Tiền bối nhưng có giải cứu chi pháp, Mưa Hoa Tiên nhỏ giọng vấn đạo. Biện pháp cũng không phải không có. Hạo Thiên Tiên Vương thu tay lại, mang bên mình ngồi xuống. Gì pháp, Mưa Hoa Tiên cùng Triệu Bân chăm miệng một lời. Nhà đầu, người nên biết lão phu quy củ. Hạo Thiên Tiên Vương chậm chậm nói. Tất nhiên là biết được. Mưa Hoa Tiên tiến lên một bước, tiền bối cứ nói đừng ngại, tiên thạch, bí bảo, pháp khí. Chỉ cần ngài muốn, Mưa Hoa nhất định dốc hết toàn lực, chỉ nguyện cứu tiểu bối này. Ta không thiếu những thứ này. Tiền bối kia ngươi. Lão phu thiếu một cái tiểu thư đồng. Hạo Thiên Tiên Vương nở nụ cười, nhìn chính là Triệu Bân. Tiểu, thư đồng, Mưa Hoa Tiên sững sờ. Triệu Bân cũng là trở tay không kịp, lấy hắn thông minh tài trí. Như thế nào không biết Hạo Thiên Tiên Vương lời nói bên trong ngụ ý, đây là muốn đem hắn ở lại đây à. Đã tiểu thư đồng, cái kia ngày bình thường chính là làm việc vặt. Ở lại bao lâu, Mưa Hoa Tiên nhỏ giọng vấn đạo.
không nhiều, trăm năm liền tốt. Hạo Thiên Tiên Vương ung dung nở nụ cười. Hắn nói nhẹ nhõm, Mưa Hoa Tiên nghe kéo khóe miệng, trăm năm còn không nhiều. Bất quá nghĩ lại, nàng suy nghĩ càng nhiều, lão nhân này có phải hay không muốn đem y bát truyền cho Triệu Bân? Vãn bối nguyện ý, Triệu Bân chắp tay nói. Chỉ cần có thể cứu chuyển thế Long Phi, chớ nói trăm năm, ngàn năm hắn cũng nguyện. Hắn bên này đều ứng, Mưa Hoa Tiên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, coi là thật như nàng nghĩ lời nói. Vậy cái này một lần tại Triệu Bân mà nói, chính là cái thiên đại tạo hóa, tiên vương y bát có thể gặp không thể cầu. Cứu nàng cũng không khó, tìm được ký ức chi hoa liền tốt. Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Ký ức chi hoa, Triệu Bân nghe xong nhíu mày, bực này tiên liệu, hắn là lần đầu nghe nói, liền huyền môn thiên thư cũng không có ghi chép, nhưng nghe danh tự này, liền chi kỳ năng lực, đối với ký ức nhất định có thần hiệu. Vẻn vẹn một đóa hoa là có thể trị hết, Mưa Hoa Tiên hỏi dò. Thuốc đến bệnh trừ, Hạo Thiên Tiên Vương gỡ sợi râu, nói có phần xác định. Tiền bối có biết nào có ký ức chi hoa? Không biết. Đa tạ tiền bối, Mưa Hoa Tiên cùng Triệu Bân lúc này quay người. Hạo Thiên Tiên Vương đều nói như vậy, vậy thì tìm thôi. Thuốc đến bệnh trừ đi. Hai người vừa đi ra bất quá hai ba bước, Triệu Bân liền bị một cỗ cường đại sức mạnh túm trở về. Tất nhiên là Hạo Thiên Tiên Vương thi pháp, nói đồng ý ở dưới hứa hẹn này liền quên. Đã nói xong làm ta tiểu thư đồng đâu. Nếu không thì, chờ bọn ta tìm được ký ức chi hoa, vãn bối lại đến. Triệu Bân một tiếng gượng cười, cũng không phải là chơi xấu, là vội vã cứu chuyển thế Long Phi. Hạo Thiên Tiên Vương chỉ cười không nói, đây cũng là trả lời tốt nhất, người hôm nay đi không được. Ký ức chi hoa giao cho lão thân, người yên tâm ở đây. Mưa Hoa Tiên lưu lại một ngữ, mang theo Diệp Lan ra khu rừng nhỏ. Đến nỗi Triệu công tử. Tất nhiên là lưu lại, làm tiên vương tiểu thư đồng, mặc dù tại tiên vương trước mặt, hắn rất cảm thấy kiềm chế, nhưng coi như cháo được, phải biết, hắn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Lão phu khát, pha chén trà. Hạo Thiên Tiên Vương cười nói, lại ngồi ở hà bản, nhàn nhã câu cá. Tiên vương đều như vậy phân phó, Triệu Bân nào dám không làm, lấy lá trà, an tĩnh pha trà, trong lúc đó còn thỉnh thoảng nhìn Hạo Thiên Tiên Vương. Lão đầu nhi này rất khủng bố, một trưởng có thể chụp chết hắn mấy cái luân hồi. Từ sư môn nào, Hạo Thiên Tiên Vương chậm chậm nói. Ta là núi góc chạy đến, Triệu Bân một tiếng ho khan. Giải rác một lời, Hạo Thiên Tiên Vương trầm mặc, chỉ an tĩnh câu cá. Triệu Bân không dám quấy rầy, Nguyệt Thần đã từng nói, làm gì cũng là một loại tu hành, mà lão đầu nhi này, có vẻ như chính là tại dùng câu cá tới tu thân dưỡng tính, là tu tâm, cũng coi như là tại ngộ đạo. Không lâu, nước trà nấu xong, Triệu Bân bưng khay, đặt ở Hạo Thiên Tiên Vương bên cạnh thân trên tảng đá. Đừng nói, hắn thật có làm tiểu thư đồng tiềm chất, tay chân trơn tru nhi rất nhiều. May Nguyệt Thần không biết, như biết được đồ nhi làm chuyện này, chắc chắn sẽ một cái tát chụp chết tôn này tiên vương, lão nương tiểu bảo bối đồ nhi, cho ngươi choáng nhà bưng trà đưa nước, mặt của ngươi thế nào lớn như vậy lạc. Nói đến Triệu Bân, tất nhiên là không nhàn rỗi. Hắn lấy bàn cờ chính mình cùng chính mình đánh cờ. Câu cá đều có thể là một loại tu hành, đánh cờ từ cũng giống vậy, đơn giản chính mình cùng chính mình đánh cờ, cờ bên trong có dấu đạo, tựa như sư tổ của hắn cờ thần như vậy, độ huyền tiên kiếp lúc, một cái bàn cờ đạo, hơi kém cho hắn ép thành thịt nát nát vụn cốt, đại đạo có ngàn vạn, là trăm sông đổ về một biển. Có lẽ là hắn ở dưới mê mẩn, nghiễm nhiên bất giác Hạo Thiên Tiên Vương đã lên thân. Câu được hơn nửa ngày, nửa cái cá cũng không câu được. Đang ngồi cái kia nhàn nhã uống trà. Tới. Thật lâu, mới ngửi Hạo Thiên Tiên Vương một lời. Triệu Bân bị giật mình tỉnh giấc, mới gặp Hạo Thiên Tiên Vương đã ngồi ở trước bàn đá, dọn lên một cái bàn cờ. Rất rõ ràng, muốn cùng hắn đánh cờ một ván. Tiền bối mời, nào có không đi đạo lý. Cùng Tiên Vương đánh cờ, quả thực vinh hạnh. Triệu Bân cái kia miệng nhỏ a, không là bình thường ngọt. Nhưng đối đầu với Tiên Vương, hắn cái này kỳ nghệ a. Liền không là bình thường nát, so với Nam Thiên Chân Nhân Hạo Thiên Tiên Vương có vẻ như đối với đánh cờ càng có tạo nghệ, mấy cục xuống, giết hắn không chừa mảnh giáp. Tiền bối, hỏi ngươi hỏi thăm người. Triệu Bân cười nói. Nói, Hạo Thiên Tiên Vương bưng chén trà, phẩm một ngụm nhỏ. Ngươi có thể nghe qua một tôn, tu mộng chi đạo nữ tiên vương. Tu mộng đạo nữ tiên vương không nghe qua, tu mộng đạo nữ thần minh, ngược lại là biết một cái. Hạo Thiên Tiên Vương để chén trà xuống, mộng ma,
đó là một cái duy nhất cùng Nguyệt Thần sóng vai nữ thần Minh. Triệu Bân nghe xong nhíu mày. Tại cái này lại vẫn có thể nghe được Tú Nhi danh hào. Mộng ma. Nằm mơ giữa ban ngày thành ma. Triệu Bân trong lòng thầm nhủ. Bất quá. Vừa có thể cùng Nguyệt Thần sóng vai, vậy thì không là bình thường thần. Theo hắn suy nghĩ, mộng ma đối với mộng chi đạo lĩnh ngộ tuyệt đối công tham tạo hóa. Nguyệt Thần rất mạnh. Triệu Bân rơi xuống một đứa con, thuận tiện bộ tiên vương mà nói. Dù sao Nguyệt Thần là sư phó của hắn, làm đồ nhi được giải không phải. Nàng là cờ thần nhặt về đồ nhi, cũng là cờ thần tọa phía dưới tươi đẹp nhất một cái đồ nhi, càng là tam giới một cái duy nhất tại 800 tuổi phía trước phong thần người. Hạo Thiên Tiên Vương tiện tay rơi quân cờ, nói không nhanh không chậm, cổ lão nghe đồn, nàng năm đó sơ làm tiên vương, liền diệt một tôn thần, chiến tích này đến nay không người đánh vỡ, quỷ quyệt cường đại như mộng ma, đều tại trong tay nàng liên tiếp bại ba trận, trận chiến cuối cùng lúc, nếu không phải vô vọng ma tôn nhúng tay, mộng ma sớm thành tuế nguyệt bụi trần. Vô vọng ma tôn, Triệu Bân một mặt hiếu kỳ. Hắn chính là thần khư chi chủ, một tôn đáng sợ đế thần Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Thêm kiến thức, Triệu Bân một tiếng nói thầm, vô vọng ma tôn cái này tục danh phải nhớ cho kỹ, là cùng Nguyệt Thần đối lập thần minh, năm nào nếu là bắt gặp, hắn cũng không thể nói là Nguyệt Thần đồ nhi. Đến màn đêm buông xuống, Hạo Thiên Tiên Vương mới đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn cho Triệu Bân lưu lại một bộ cờ sách. Triệu Bân tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, lão đầu nhi này người cũng không tệ lắm. Nhìn qua, cảm ngộ rất sâu. Hạo Thiên Tiên Vương chừa cho hắn một gian trúc lâu, coi là chỗ ở của hắn, ở đây điềm tĩnh u tịch, không có trần thế ồn ào náo động, không có người lừa ta gạt, đích xác rất thích hợp tu luyện, rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Không biết được có thể hay không tìm được ký ức chi hoa. Triệu Bân đứng ở phía trước cửa sổ, trong lòng có một phần chân thành mong mỏi. Như Diệp Lan thật sự không có trở về Long Phi, hắn cũng sẽ không cường cầu, nàng bình bình an an liền tốt, đợi hắn năm hắn tu vi tinh tiến. Hoặc tìm được Nguyệt Thần mà nói, nhất định có thể tìm được hoàn mỹ phương pháp phá giải. Ân. Hắn nhìn thẳng lúc, chợt thấy một phương hào quang vạn đạo. Đó là một loại dị tượng, một loại bí bảo dị tượng, cũng chính là nói, trong tiểu thế giới này, cất giấu một tông không tầm thường bảo bối, có đậm đà hương thơm, nên một khỏa tiên quả, nghịch thiên loại kia. Hắn không dám đi qua. Đó là Hạo Thiên Tiên Vương chi vật. Nói đến Hạo Thiên Tiên Vương, cũng không nghỉ ngơi. Ngồi ở nóc phòng, lại hấp thu tinh thần chi lực, liền quanh người hắn rong chơi cái kia từng sợi tiên quang, đều nhuộm sán sán tinh huy, giống như một tôn thần minh. Tinh thần chi đạo, Triệu Bân trong lòng một lời. Hạo Thiên Tiên Vương đạo hạnh không cạn, tu đích đạo cũng rất là bất phàm. Như cơ duyên đầy đủ, đạo này tu tới đỉnh phong, có khả năng phong thần. Sáng sớm, quang hoa vừa vặn, Triệu Bân sớm cầm trà, nấu lên một bình. Tiểu thư đồng đi. Hắn làm vẫn là rất kính nghiệp. Không lâu, Hạo Thiên Tiên Vương ra khỏi cửa phòng, uống một ly cổ trà, tiện tay để một thanh kiếm trúc, tại trong rừng trúc vũ động, hắn động tác mặc dù chậm chạp, chỗ múa ra kiếm pháp cũng chưa chắc có nhiều tinh diệu, thế nhưng một chiêu một thức, đều rất giống ẩn dấu ảo diệu hàm ý, có đạo âm âm thanh nương theo. Đại đạo chí giản, phản pháp quy chân, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, là trung thực quan khách. Nhìn Tiên Vương múa kiếm, có thể so sánh nghe Thái Hư giảng đạo thực sự nhiều, vô cùng đơn giản mấy cái chiêu thức, ngầm vô số biến hóa, kiếm hữu hình ý vô hình, cùng nói là múa kiếm, chẳng bằng nói là ngộ đạo. Tranh. Triệu Bân cũng cầm một thanh kiếm trúc, y dạng họa hồ lô, đón gió múa kiếm. Hạo Thiên Tiên Vương từng theo con mắt xem qua một mắt, không có ngôn ngữ, chỉ lộ một vòng cười, tiểu tử này, so với hắn trong tưởng tượng càng tiến tới hơn, cũng so trong tưởng tượng ngộ tính cao hơn, đối với kiếm có mấy phần tạo nghệ. Triệu Bân tâm không ngoại vật, tâm thần đã rơi vào xa vào. Học Tiên Vương múa kiếm, kiếm chiêu học tới, nhưng kiếm ý hắn chỉ định học không ra. Nhưng, một chút cảm ngộ là có, chỉ có ngộ thấu triệt, mới ngôn xuất pháp tùy. Tranh. Hạo Thiên Tiên Vương kiếm nhanh hơn không ít, có kiếm ngân vang âm thanh tê minh. Hắn thân pháp đoạt thiên tạo hóa, từng đạo tàn ảnh liên tục không dứt, kiếm ý diễn trở thành kinh hồng, cùng kiếm minh xen lẫn, thành kiếm sự ảo diệu dị tượng. Mà múa kiếm người, bừng tỉnh giống như cũng thành một thanh kiếm. Tranh. Triệu Bân còn tại học, có thể đuổi kịp Tiên Vương kiếm thức. Cái này khiến Hạo Thiên Tiên Vương không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này ngộ tính, cực lớn vượt quá hắn đoán trước, cho dù không học được kiếm ý, nhưng hắn học ra kiếm chiêu,
huyền tiên cảnh lĩnh vực, tiểu tử này tuyệt đối thứ nhất. Chẳng biết lúc nào, Hạo Thiên Tiên Vương thu kiếm, mà Triệu Bân, lại như Ma Trinh đồng dạng, còn tại đằng kia vũ động, y dạng hỏa hồ lô, hắn học được chút ra lông, diễn xuất kiếm ý đã có thuế biến, kiếm ngân vang như đạo âm, vô hạn vang vọng tại rừng trúc. Hạo tiểu tử, Hạo Thiên Tiên Vương trở thành quần chúng, vừa uống trà một bên nhìn Triệu Bân múa kiếm. Lớn tuổi, liền thiếu đi không được miễn hoài mau bệnh, nhìn xem trước mặt tiểu bối này, liền bất giác nhớ lại mình trước kia, khắp nơi cầu học, khát vọng đại đạo, vạn sự đều phải học chân thật nhất tinh diệu nhất. Chờ thu thần, hắn mới bắn ra một đạo mịt mờ tiên quang. Đó là một đạo kiếm chi ý cảnh, đưa vào Triệu Bân não hải. Ông, múa kiếm Triệu Bân, khí lực không khỏi run lên. Hạo Thiên Tiên Vương quà tặng, tất nhiên là một hồi tạo hóa, tâm thần bị kéo vào ý cảnh, trông thấy chỉ một thanh kiếm, cũng không phải là chân thực, nên lấy đạo hóa thành kiếm, kiếm huy kiếm ý nhuộm điểm điểm tinh huy, hắn tâm thần rong chơi trong đó, phảng phất là tại vũ trụ mênh mông bên trong ngao du, được càng nhiều cảm ngộ. Hạo Thiên Tiên Vương không lại nhìn, đứng dậy đi hà bạn, lại cầm cây gậy trúc câu cá. Đây là tu thân dưỡng tính, cũng là tại ngộ đại đạo, đạo tâm như chỉ thủy đồng dạng bình tĩnh. Đêm lặng yên buông xuống. Triệu Bân cuối cùng là từ trong ý cảnh quay về, mở con mắt trong nháy mắt, bừng tỉnh hình như có hai đạo kiếm quang bắn mạnh, chờ quang huy biến mất, hắn con mắt càng lộ vẻ thâm thúy, thật sự như một mảnh tinh không, có tinh quang lấp lóe trong đó. Đa tạ tiền bối. Hắn đi rừng trúc, đối với Hạo Thiên Tiên Vương chắp tay cúi đầu. Hạo Thiên Tiên Vương không có đáp lời, tự mình ngồi cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Bân không dám quấy rầy. Lại lấy ra bàn cờ, nắm cái kia bản cờ sách, chính mình cùng chính mình đánh cờ, tiên vương cho hắn kỳ phổ, cũng là ngầm đại đạo, mỗi đầu kỳ lộ cũng là hàm ý đạo tắc. Một mâm này cờ, hắn xuống 3 ngày 3 đêm. Chính mình cùng chính mình phía dưới, tự nhiên không có bại cùng thắng. Hà bạn, đã không thấy Hạo Thiên Tiên Vương thân ảnh. Triệu Bân tìm được hắn lúc, là tại sâu trong rừng trúc. Tiên vương trước mặt bày một tòa lò luyện đan, nhìn Triệu Bân thẳng nhíu mày. Tiên vương cấp tiền bối, lại vẫn là cái luyện đan sư, hơn nữa dùng không phải chân chính hỏa diễm, nhìn qua mới biết là nguyên thần chi hỏa. Triệu công tử lại có việc làm, nhìn nhìn không chớp mắt. Luyện đan là cái việc cần kỹ thuật, Hạo Thiên Tiên Vương làm thành thạo điêu luyện, luyện là thuốc cao cấp, không có chút nào áp lực, còn chưa xuất đan liền trước gặp đan chi dị tượng, đậm đà đan hương bay đầy toàn bộ rừng trúc. Như thế nào, cũng hiểu luyện đan. Hạo Thiên Tiên Vương đưa lưng về phía Triệu Bân nở nụ cười. Có biết một hai, Triệu Bân ha ha cười nói. Cao nhất có thể luyện ra mấy văn. Vãn bối ngu dốt, còn tại một văn bồi hồi. Lấy ngươi chi ngộ tính, không nên chỉ có một văn tạo nghệ. Hạo Thiên Tiên Vương ung dung một lời. Phú Hoa tiền bối nói, để ta nện vững chắc căn cơ. Triệu Bân thuận miệng giật một cái nói dối. Nhà đầu kia ngược lại là không có dạy hư học sinh. Hạo Thiên Tiên Vương nói, hướng về đan lô đầu dược thảo, luyện đan như tu đạo, chớ mơ tưởng xa vời mới là, cực điểm nền vững chắc căn cơ, mới được đại thành. Tạ tiền bối dạy bảo. Giải rác mấy ngữ, hai người lại trầm tịch. Tiên Vương chuyên tâm luyện đan, đan dược hương càng dày đặc. Triệu Bân thì nhìn nghiêm túc, nhìn Tiên Vương múa kiếm có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhìn Tiên Vương luyện đan một dạng như thế. Đêm khuya, rừng trúc có ánh sáng hoàng trùng tiêu. Là Hạo Thiên Tiên Vương xuất đan, tuyệt đối cao giai tiên đan, đan chi dị tượng diễn đầy minh mông hư không, may đây là tại tiểu thế giới, có che chắn ngăn cách dị tượng, như tại ngoại giới nhất định chọc người vây xem. Tiên Vương thu đan, quay người rời đi. Triệu Bân không đi, mang ra chính mình lò luyện đan. Cho dù là làm tiểu thư đồng, hắn cũng không thể hoang phế thời gian, muốn tiếp tục nện vững chắc một văn đan cơ sở, hắn là một tâm phân nhị dụng, một bên luyện đan một bên lĩnh hội áo nghĩa. Trong mắt hiểu ra sắc nhiều lần hiện. Phía sau hơn phân nửa nhiều tháng, hắn đều là như vậy qua. Sáng sớm múa kiếm, buổi trưa đánh cờ, ban đêm luyện đan luyện khí. Khu rừng nhỏ ngăn cách, đây là hắn một phen bình tĩnh tu hành ngộ đạo, cũng đích xác được tạo hóa, đối với kiếm đạo ngộ sâu hơn, kỳ nghệ cũng tiến rất xa, luyện đan luyện khí từ cũng nhiều hơn áo nghĩa. Không biết Phú Hoa tiền bối có thể tìm ra đến ký ức chi hoa. Yên tĩnh đêm. Triệu Bân lại đứng ở trước giường tĩnh tĩnh nhìn phương xa. Hắn ngược lại là muốn đi ra ngoài nhìn một chút, thế nhưng Hạo Thiên Tiên Vương không cho phép hắn đi. Nói đến Hạo Thiên Tiên Vương, lại ngồi ở trên mái hiên, cuộn tại cái nào hấp thu tinh huy cùng nguyệt quang,
vô cùng ảo diệu tinh thần chi đạo, để quanh người hắn diễn xuất tinh không, từng vì sao tô điểm trong đó. Triệu Bân rón rén, cũng đi theo bò lên trên mái hiên. Những ngày qua, hắn cơ bản đều là làm như vậy, gặp Hạo Thiên Tiên Vương ngộ đạo, múa kiếm, luyện đan, hắn cơ bản đều tại không nơi xa, lão đầu nhi này người coi như không tệ, ít nhất không có bài xích hắn, đổi lại người khác, dám ở Tiên Vương xung quanh tản bộ, hơn phân nửa bị chế tài, nguyên nhân chính là không có bài xích hắn, hắn mới từng cọc cơ duyên, một ít cái cảm ngộ, cũng là có thể gặp không thể cầu. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng có thể hấp thu tinh huy, nhưng cũng không phải là đạo. Hắn cũng thử nghiệm ngộ tinh thần chi đạo, có thể tinh không quá mênh mông, hắn cũng quá nhỏ bé, lĩnh hội nhiều ngày, cũng không phải nửa điểm chân lý, con đường này không dễ đi, nhưng Hạo Thiên Tiên Vương đã đi rất xa. 3. Không trong lúc lơ đãng âm thanh, để Triệu Bân thần sắc khẽ giật mình. Hắn lại phía trước một cái chớp mắt tiến giai, vào huyền tiên đệ ngũ trọng. Suy nghĩ một chút, liền cũng bình thường trở lại. Hắn cái này nửa tháng cơ bản mỗi ngày đều có cảm ngộ, so thôn phệ tiên liệu tiến giai, tới thật hơn cắt, võ đạo tu thân ngộ đạo tu tâm, nguyệt thần dạy bảo quả nhiên không giả, cấp bậc càng cao cảm ngộ liền càng trọng yếu. Ông, tinh không đột nhiên run lên, có một đầu tinh hà câu lạc. Đây không phải là đạo dị tượng, mà là một đầu chân chính tinh hà, là tiên vương lấy tinh huy tụ tập, đặt tại trong tinh không, thành một đầu duyên dáng đường cong, tiên vương đạo tắc khí uẩn, dễ dàng cho trong đó rong chơi, có thể nghe đạo âm vang vọng, giống như một cỗ vô hình sức mạnh, một lần lại một lần tẩy luyện Triệu Bân tâm cảnh. Sắc trời gần lê minh, rực rỡ tinh hà chậm rãi tiêu tan. Đi theo ta, Hạo Thiên Tiên Vương đi ra mái hiên, một bước rơi vào đỉnh núi. Triệu Bân theo sát phía sau, vượt qua hư không, đăng lâm đỉnh núi. Đây là bên trong tiểu thế giới này, duy nhất một ngọn núi, hắn là lần đầu tiên tới, có thể gặp trên đỉnh núi, bày một tòa ba trượng lớn bé tế đàn đông nam tây bắc tứ phương, riêng phần mình đứng vững vàng một tòa bia đá rất cổ lão, có khắc thần kỳ bí văn, lại thời khắc đều đang vận chuyển. Ngồi lên, Tiên Vương mỉm cười. Triệu Bân không rõ ràng cho lắm, một bước lên tế đàn. Hắn cái này vừa đứng vững, liền nghe bốn tòa bia đá ông run lên, trên đó bí văn, bừng tỉnh giống như biến tươi sống, có ánh sáng huy lấp lóe, một đạo tiếp một đạo lưu chuyển, càng có một cỗ lực lượng thần bí chợt hiện, tựa như ma âm, cũng giống như ma chú, từ tứ phương mà đến, không nhìn hắn nhục thân, thẳng bức nguyên thần. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, tại chỗ một bước lảo đảo. Nhiên, đáng sợ ma âm, cũng không bởi vì hắn lảo đảo tiêu tán, ngược lại tới càng hung mãnh. Giống như là từng thanh kiếm vô hình, phách chạm lấy hắn nguyên thần, đau hắn kêu rên không chỉ, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, vẻn vẹn ba lượng trong nháy mắt, liền đã thất khiếu chảy máu, khí lực run rẩy đè đều ép không được. Đây là nguyên thần bia, nhưng đánh luyện nguyên thần, Tiên Vương cười nói. Đã nhìn ra, Triệu Bân kiệt lực đứng vững, cái kia ánh mắt rạng rỡ. Hắn thông minh bao nhiêu a, tự hiểu Tiên Vương ngụ ý, đem hắn mang cái này tới cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Mà là tiến hắn đến tu hành, lại là nhằm vào nguyên thần tu hành, nếu nói hắn tẩy phách dịch hồn kinh, là rèn luyện nguyên thần căn cơ, vậy cái này nguyên thần bia, chính là rèn luyện hắn nguyên thần kháng đánh năng lực. Đối với cái này, Nguyệt Thần cũng sớm đã có nói rõ. Muốn có thể đánh, trước tiên cần phải học được bị đánh. Hắn cái này da dày thịt béo, không chỉ quy công cho luyện thể, còn phải nhờ vào ba ngày hai đầu bị truy. Bị đánh nhiều, không phải liền kháng đánh đi. Nhìn không được có thể tự động xuống, Tiên Vương lưu lại một ngữ, quay người không thấy. Tạ tiền bối nhờ vào đó bảo địa, Triệu Bân lòng có cảm kích, phịch một tiếng đứng vững vàng. Hắn tựa như một tòa tấm bia to đứng lặng, tùy ý nguyên thần bia ma âm phách chạm, đau thì đau một chút, nhưng hắn đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy, đây là một cái tu hành bảo địa, có thể lớn nhất cực hạn đánh luyện hắn nguyên thần. Ông, nguyên thần bia lục thân bất nhận, ong ong thẳng run. Đáng sợ ma âm đúng như từng đạo đáng sợ kiếm, tùy ý phách chạm hắn nguyên thần, tại Triệu Bân chân thân bên trên, lưu lại từng đạo vô hình khe rãnh, những cái kia cũng là thương, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế. Chịu đựng được. Triệu Bân mặc dù thất khiếu chảy máu, có thể ánh mắt rực rỡ. Bị đánh luyện nguyên thần đồng thời, hắn vẫn không quên vận chuyển tẩy phách dịch hồn kinh, tính toán hai bút cùng vẽ, nguyên thần bia bên ngoài cực điểm rèn luyện, dịch hồn kinh thì tại bên trong rèn luyện. Có thể khép lại nguyên thần bên trên vết thương. Ông, nguyên thần bia chiến kịch liệt hơn.
Lần này không chỉ là đáng sợ ma âm, còn có một đạo tiếp một đạo giống như ngầm phát hiện sấm sét, một dạng không nhìn nhục thân, chuyên công người nguyên thần, cùng đưa tới lôi điện khác biệt, bực này nguyên thần công phạt, là siêu việt huyền tiên cấp, đối với nguyên thần chân thân đánh luyện, là vô tình mà bá liệt. Ngô! Trên đỉnh núi, Triệu Bân tiếng rên rỉ không dứt. Từ hắn đi lên tế đàn, đến nước này đã có 3 ngày lâu. Xa xa đi xem, hắn giờ phút này đã đầy đủ dọa người, không chỉ thất khiếu chảy máu, toàn thân còn nhiều khe rãnh, đều là nguyên thần phản phệ, bên trên mỗi một đạo vết thương, đều oanh có từng sợi lôi hơi thở. Đó là nguyên thần công phạt lưu lại, lấy lôi hình thái lộ ra. Hảo yêu nghiệt hậu bối. Hạo Thiên Tiên Vương trong lòng một lời, thổn thức không thôi. Nguyên thần bia là hắn tổ tiên truyền lại, từng dùng hắn tu hành huyền tiên cấp, nhiều không kể xiết, vô luận nhiều kinh diễm, vô luận nhiều yêu nghiệt, không có một cái nào có thể chống nổi 2 ngày, trong đó cũng bao quát hắn. Nhưng tên tiểu bối này, lại chống 3 ngày lâu. Nhìn tiểu tử kia thần thái, có vẻ như còn có thể chống đỡ càng lâu. Là hắn già rồi sao? Là hắn ẩn thế quá lâu sao? Bây giờ hậu bối, cũng là như vậy nghịch thiên. Tới. Tiếp tục. Triệu Bân con mắt, rất nhiều tơ máu. Hắn chính là một cái điên rồ, cứng rắn xử tại cái kia, tùy ý nguyên thần bị đánh đánh, liều mạng ngạnh kháng, nguyên thần vốn nên cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ở vạn pháp trường sinh quyết cùng tẩy phách dịch hồn kinh liên hợp vận chuyển phía dưới, không có tổn thương chút nào có thể nói. Ở đây tu hành 3 ngày, có ích rất nhiều. Nguyên thần bị đánh luyện càng tinh túy hơn, kháng đánh năng lực tử cũng có đề thăng. Thời gian lâu dài, hắn lại dần dần thích ứng nguyên thần công phạt đau đớn. Tựa như năm đó luyện thể, thích ứng xé thân thống khổ sau, từ từ quen thuộc. Siêu! Ngoài núi, có một đạo tiên quang bay tới, chui vào hắn nguyên thần. Là tiên vương tế tiên quang, truyền chính là điều khiển nguyên thần bia cách thức. Triệu Bân nhìn chi, lại ánh mắt rạng rỡ. Nguyên lai, nguyên thần bia công phạt cường độ, cũng không phải là cố định, có thể tùy ý điều chỉnh. Điều khiển pháp môn cũng không khó nắm giữ, hắn rất nhanh biết, lấy nguyên thần chi lực thành kiếm, tại 4 tòa nguyên thần trên tấm bia, khắc xuống mấy đạo bí văn đang lưu chuyển bên trong dung nhập bia đá. Ông! 4 tòa nguyên thần bia tập thể run rẩy, càng thêm bá liệt nguyên thần công phạt, theo nhau mà tới. Triệu Bân một cái chớp mắt này kêu rên, ảm đạm vô cùng, hắn sợ là coi trọng chính mình nguyên thần năng lực chịu đòn, điều chỉnh nguyên thần công phạt cường độ, hơi kém nhất kích cho hắn đánh cho hồ đồ. So chịu nhất kích đánh hồn roi còn sảng khoái. Bất quá. Hắn đỡ được. Hắn bên này không có gì, Hạo Thiên Tiên Vương bên kia, ánh mắt thì thay đổi, như nhìn yêu quái tựa như nhìn Triệu Bân, tiểu tử này cái gì quái thai, nguyên thần nội tình, có phần quá hùng hậu. Cấp độ kia cường độ nguyên thần công phạt, tại huyền tiên cảnh lĩnh vực, có thể gánh vác không có mấy cái a. Lại nhìn vị này, không là bình thường cứng chắc a. Nếu không phải một cái tu luyện điên rồ, ai dám như vậy đánh luyện nguyên thần, một chút mất tập trung nhi, sẽ trở thành đạo thương. Ngày thứ 9, Triệu Bân mới đi xuống tế đàn. Phía dưới tế đàn một chớp mắt kia, cả người hắn đều nằm sấp đó, toàn thân huyết phần phật một mảnh. Thảm là thảm một chút nhi, nhưng cơ duyên tạo hóa là ngang nhau. Nhìn hắn nguyên thần chân thân, rắn chắc thêm không ít, có vẻ như đã vượt qua huyền tiên cấp. Chính xác yêu nghiệt. Tại Hà Bản câu cá Hạo Thiên Tiên Vương. Nhẹ phẩy ống tay áo, đem Triệu Bân ném vào trong núi một mảnh tiên trì. Cũng không hẳn là bình thường tiên trì, đối với tẩm bổ nguyên thần, có thần kỳ hiệu quả, tại nguyên thần bia tu hành sau đó, tại tiên trì pha hắn 2-3 ngày, vừa đúng. Ở đây bảo địa không thiếu a. Vào tiên trì, Triệu Bân liền tới tinh thần. Tiên trì thủy đang dập dờn, xuyên thấu qua nhục thân tẩm bổ nguyên thần, rửa đi chân thân mỏi mệt, toàn thân trên dưới, đều ấm áp một mảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, làm một tôn tiên vương tiểu thư đồng, lại còn có đãi ngộ này, ngày thường tiên vương đi đâu hắn cùng cái nào, được không thiếu cảm ngộ, tại nguyên thần bia tu hành sau đó, còn phụ trách chữa thương. Có lẽ là quá mỏi mệt, hắn tại tiên trì chung ngủ thiếp đi. Hạo Thiên Tiên Vương như ánh sao giống như buông xuống, lần thứ nhất đường đường chính chính nhìn lén Triệu Bân. Tiểu tử này nội tình, đích xác không là bình thường kinh khủng, nguyên thần rất mạnh mẽ, huyết mạch cũng bá đạo. Nói đến huyết mạch, hắn còn từng lấy Triệu Bân một giọt máu. Nhưng hắn xem đi xem lại, cũng không nhìn ra là gì cái huyết thống. Hắn nhìn không ra là được rồi. Triệu Bân huyết mạch là kèm theo che giấu, nếu không phải hắn chính mình lộ ra bản nguyên, chưa có người có thể nhìn ra. Bất quá một ngày,
hắn liền nhảy ra tiên trì. Vẫn là đỉnh núi tế đàn, hắn lại đi tới. Bốn tòa nguyên thần bia vù vù, một lần so một lần mãnh liệt, đem hắn nguyên thần thương thủng trăm ngàn lỗ. Cũng không sao, có trường sinh quyết ôn hòa hồn kinh chống đỡ, vết thương trước tiên khôi phục, đổi lại người khác, cũng không có bực này nội tình tại cái này cùng chết. Chớp mắt, ba tháng lặng yên mà qua. Tự đi ngọn núi kia, hắn cơ bản không có xuống qua. Mỗi ngày chuyện làm, chính là đánh luyện nguyên thần, chờ hao tổn tinh lực khô kiệt, liền đi tiên trì ngâm một chút, rút sạch múa kiếm, ngộ cơ, luyện đan luyện khí, hết thảy đều đâu vào đấy, không lãng phí bất luận cái gì một tấc thời gian. Tại bình tĩnh trong tu hành, hắn dần dần thuế biến lấy. Còn chưa tìm được ký ức chi hoa. Ban đêm, Triệu Bân ngồi một mình ở đỉnh núi, tự lẩm bẩm. Nếu là tìm được, Mưa Hoa Tiên chắc chắn chạy tới cùng hắn nói một tiếng. Liền thái hư cảnh nghe đều không nghe qua tiên liệu, sợ là không thể nào dễ dàng tìm. Tới, rừng trúc phương kia, truyền đến tiên vương kêu gọi. Triệu Bân trong nháy mắt thu thần, trước tiên đi xuống đỉnh núi. Đợi cho rừng trúc, vừa gặp Hạo Thiên Tiên Vương quanh thân tiên quang bốn phía, tu vi lại rơi vào huyền tiên đệ ngũ trọng, hoặc có lẽ là hắn dùng bí pháp, đem tự thân tu vi phong ấn đến huyền tiên đệ ngũ trọng. Này ngụ ý rõ ràng. Tiên Vương muốn lấy cùng giai cùng hắn luyện một chút. Cái này không được đâu. Triệu Bân một tiếng gượng cười. Lão Phu sẽ thủ hạ lưu tình. Hạo Thiên Tiên Vương mỉm cười. Vậy vãn bối sẽ không khách khí. Triệu Bân hoạt động một chút cổ tay, hung hăng giãy giụa cổ. Hắn đánh qua động hư, diệt qua thái hư, còn bị thần minh pháp tắc quần ẩu qua, duy chỉ có không có cùng tiên vương đấu qua, tối nay ánh trăng không tồi, cầm Hạo Thiên Tiên Vương mở một đao, nên cái lựa chọn tốt. Siêu! Tiên vương nhanh như thiểm điện, cách không một trường vỗ tới. Triệu công tử ngược gió nhi liền bên trên, hám thiên một quyền bá liệt vô song. Oanh! Quyền trường va chạm, lại một mảnh lôi quang nổ tung. Nhìn đấu chiến song phương, Triệu Bân là sừng sững không động, Hạo Thiên Tiên Vương liền lúng túng, đạp đạp lui ba năm bước, mỗi lùi một bước, thần sắc liền kinh ngạc một phần, tiểu tử này sức mạnh có phần quá cường hãn. Chu Tiên Quyết, Triệu Bân hai ba bước giết đến, kim sắc kiếm mang bẻ gãy nghiền nát. Hạo Thiên Tiên Vương lại không che giấu, phật tay một trường đả diệt. Cùng một trong nháy mắt, trong cơ thể hắn có tinh huy bay ra, thành óng ánh khắp nơi tinh hải, đón đầu che mất Triệu Bân. Tinh hải có điện mang bay tán loạn, đều là đạo tắc bề ngoài, từng sợi từng đạo sen lẫn bay múa. Mở. Triệu Bân một ngón tay vạch ra tinh hà, bổ ra tiên hải. Hắn một bước đạp lên trời, đại la thiên tay tùy theo lăng không phủ xuống. Thật mạnh trưởng uy. Hạo Thiên Tiên Vương lông mi hơi nhíu, cuối cùng cảm giác là Thái Sơn áp đỉnh. Hắn một ngón tay phá không, đánh nát đại thủ, tinh quang thành kiếm bổ đi lên. Oanh. Triệu Bân phi thiên độn đi, lật tay một đạo phách thiên trảm. Tiên vương thân pháp quỷ quyệt, tránh khỏi nhất kích, một tay diễn hóa tinh không, đem Triệu Bân cuốn vào, tinh không có ngôi sao đầy trời, đều là đạo diễn hóa, mỗi một đạo tinh huy cũng là rực rỡ kiếm quang. Phá! Triệu Bân lấy tiên lực hóa thành cây gậy, một côn xuyên thẳng thiên tiêu song, chính là của hắn tuyệt chiêu nhi, nắm cây gậy mãnh liệt khuấy động càn khôn, quấy đến tinh không băng liệt, quấy đến tinh thần nổ nát vụn. Liền thi pháp Hạo Thiên Tiên Vương, đều bị chấn động đến mức từng tiếng kêu rên. Lúng túng. Thật quá lúng túng. Hắn cho là cầm xuống tiểu bối này rất dễ dàng. Đấu qua mới biết. Tiểu tử này rất biết đánh nhau a. Đại la thiên tay. Triệu Bân vừa quát âm vang, một trưởng đánh Tiên Vương một hồi lảo đảo. Tiên Vương không phải bình thường tiên, trong nháy mắt liền ổn định trận cước, tinh hà bao phủ, thẳng vào cửu tiêu, hắn lại diễn xuất tinh thần đại đạo. Đỉnh đầu một mảnh tinh không, ngôi sao đầy trời đều bởi vì hắn mà nhiều linh tính. Đạo tướng, Hạo Vũ Tinh Thiên. Hạo Thiên Tiên Vương nhạt đạo, cũng chính xác ngôn xuất pháp tùy. Toàn bộ tinh không đều từ mờ mịt đè ép xuống, nó không chỉ mênh mông, còn rất nặng nề đâu. Tựa như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, đúng lúc gặp Triệu Bân sông lên trời, đụng cái ngay ngắn, bị nghiền một bước không có đứng vững, hai chân tùy theo uốn lượn, thể nội xương cốt kinh mạch, một hồi lốp bốp vang dội. Cho ta, lên. Triệu Bân một bước cưỡng ép đứng vững, hai tay kình thiên. Từ thiên xuống đạo tướng tinh không, thật sự bị hắn chĩa vào. Hảo tiểu tử. Hạo Thiên Tiên Vương con mắt có kinh ngạc, toàn thân tiên quang nở rộ, lại cho tinh không ra chỉ một loại lực lượng thần bí. Tinh không càng lộ vẻ mênh mông, cũng càng lộ ra trầm trọng, ảo diệu đạo tắc, vào trong đó xen lẫn bay múa.
Oanh! Triệu Bân ánh mắt như đuốc, như một tòa tấm bia to, cứng rắn chống đỡ lấy không thả. Dù là tiên vương có thần bí sức mạnh gia trì, một dạng không cách nào trấn áp hắn. Hắn lại đem Lăng Thiên xuống tinh không, một tấc tiếp một tấc đỉnh đi lên. Cái gì quái thai? Lời giống vậy, Hạo Thiên Tiên Vương lại nói một lần, trong tròng mắt kinh ngạc đã hóa thành chấn kinh, cái này cũng không là bình thường tiên pháp, đây là đạo của hắn chi dị tượng, lại ép không được một cái huyền tiên tiểu bối. Oanh! Hắn khiếp sợ một cái chớp mắt, Triệu Bân triệt để nhô lên đạo tướng tinh không. Thoát ly áp chế, hắn như một đạo kinh hồng xuyên thẳng hạo vũ, lấy tiên lực thành kiếm, mở bá đao phách thiên trảm, chém ra một đạo kim sắc tinh hà, cứng rắn đem đạo tướng tinh không, đánh thành hai nửa, bên trong tinh thần, một viên tiếp nối một viên nổ nát vụn, thành ảm đạm tinh huy, giải rác tiểu thế giới. Ngô! Hạo Thiên Tiên Vương kêu đau một tiếng, đạp một bước lui lại. Đạo tướng bị phá, tất nhiên là bị phản phệ, cảm giác cũng không thế nào hảo. Phong lôi quyết! Triệu Bân nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm thủng trường không. Hạo Thiên Tiên Vương mi già hơi nhíu, tự nhận một kiếm này không chặn được, dù sao, hắn bây giờ là huyền tiên cấp, đã áp chế đến huyền tiên đệ ngũ trọng, vậy hắn thân pháp cùng chiến lực cũng đồng dạng bị áp chế. Làm sao xử lý? Nếu như bại, có phải hay không có chút mặt không nén giận được? Đây là Tiên Vương bây giờ suy nghĩ. Kết quả là, hàng này rút lui tu vi áp chế. Tiên Vương cấp uy áp, trong nháy mắt hoành phô tinh không. Thảo! Triệu công tử giết đến, lại là trong lòng một tiếng thầm mắng. Lão đầu nhi này không giảng võ đức a, đã nói xong cùng giai đối chiến đâu. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Triệu Bân một đầu cắm xuống hư không. Thật vừa đúng lúc, hắn cái này một cái ngã lộn nhào cắm vào trong đất bùn. Hạo Thiên Tiên Vương xuống lúc, hắn đã leo ra, một tay che lấy cây già một tay che ngực, đặt cái kia ói lên ói xuống, cũng không biết là bị thương vẫn là bị tức giận. Thổ huyết đều ói bá khí ầm ầm. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Hạo Thiên Tiên Vương vuốt râu, nói ra dáng. Vì che giấu lúng túng, này hàng còn đọc ngược tay, liếc 45 độ, một mặt thâm trầm nhìn thiên không, như bây giờ lại cho hắn phối hợp một điếu thuốc lá mà nói, cái kia bức cách sẽ càng thêm dần vào giai cảnh. Mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Hắn tốt xấu là một tôn tiên vương, cho dù áp chế đến huyền tiên, có thể cảm ngộ cùng đạo uẩn còn tại. Cùng giai đối chiến tiểu bối, càng là bị trùy, ẩn thế tu hành trăm năm, là hắn theo không kịp thời đại sao. Nói thực ra, hắn thua không oan. Triệu Bân thế nhưng là sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên, càng thêm vĩnh hằng huyết mạch, nội tình biết bao hùng hậu, sáu tôn thần minh pháp tắc thân quần ẩu, đều không thể bắt lấy hắn, càng không nói đến là một tôn huyền tiên cấp tiên vương. Liền cái này, Triệu công tử còn không có động toàn lực đâu. Như mở tuyệt cảnh. Nào đó hàng sẽ bại càng dứt khoát. Có này lão bối, ta, phốc, Triệu Bân một hơi thở gấp thuật, lại miệng lớn ho ra máu. Tiên vương cấp uy áp cũng không phải đùa giỡn, nếu là Hạo Thiên Tiên Vương nhiều hơn nữa như vậy một phần lực, hắn sẽ bị tại chỗ ép thành một vũng máu bùn, ai bảo lão nhân này là tiên vương đâu. Có không biết xấu hổ tư bản. Tối nay, ánh trăng không tồi. Tiên vương lại vuốt sợi râu, lời nói rất thâm trầm. Lời này còn có nửa câu sau, lão phu quyết định sớm một chút ngủ. Gió nhẹ nhẹ thổi. Hắn đảo mắt không còn hình bóng. Triệu Bân thì một mặt đen kịt, che lấy eo đi tiên trì, xét thấy tâm tình của hắn rất là khó chịu. Ven đường đi ngang qua một mảnh linh quả viên lúc, còn trộm đạo đi vào hái được tê dần túi quả, liền ăn mang cầm. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, thì thấy tiên vương đi hà bạn. Hắn ngược lại là ổn ép một cái. Ngủ một đêm cùng người không việc gì tựa như, nhàn nhã ngồi cái kia câu cá, nhìn pha trà tiểu thư đồng, sắc mặt vẫn như cũ rất đen, nếu không phải tu vi không tốt, hắn sẽ ở bình này trong trà, để lên một tấn cái kia đặc sản, ăn vặt di tình, ăn nhiều phiêu phiêu dục tiên cái chủng loại kia. Nấu trà, Triệu Bân lại ngồi cái kia nghiên cứu cờ sách. Chính mình cùng chính mình đánh cờ, hắn là tâm không ngoại vật. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu bàn cờ, sách theo trên kiếm trúc đỉnh núi. Chiều đến ánh sáng ban mai hoa, múa kiếm lại ngộ đạo, phía sau chính là nguyên thần bia tu hành, lại bị hắn sửa lại công phạt cường độ. Nửa ngày không nói chuyện. Đảo mắt thiên hắc. Hắn phía dưới nguyên thần bia tế đàn lúc, đã là toàn thân máu tươi. Tiên trì là cái chữa thương nơi tốt, hắn so với ai khác đều tự giác. Chờ tinh thần đầy trời, hắn mới nhảy ra, mang ra lò luyện đan, trốn ở trong núi nền vững chắc lấy căn cơ,
một văn đan luyện chế, đã là cực điểm thành thạo, lại không nổ lô, đan dược tư chất cũng đủ sức. Tu hành, đâu vào đấy. Trong lúc đó, Mưa Hoa Tiên tới qua một chuyến, nhưng cũng chỉ là nhìn hắn, cũng không mang đến tin tức tốt. Ký ức chi hoa cực kỳ khó tìm, nàng và Diệp thị nhất tộc ước chừng tìm hơn mấy tháng, chớ nói tìm được, liền tí xíu tin tức cũng không có, nàng nghiêm trọng hoài nghi, trên đời thật có bực này tiên liệu. Có. Tiên vương cho đáp án, cũng như lúc trước như vậy chắc chắn. Đó là một loại huyền dị hoa, đích xác không dễ tìm. Ta muốn đi ra ngoài tản bộ mấy ngày. Như lời này, Triệu Bân đã không phải lần thứ nhất nói. Nói là ra ngoài tản bộ, kỳ thực suy nghĩ trợ giúp tìm ký ức chi hoa. Đáng tiếc, tiên vương không thả người. Hắn đã nói giải cứu chi pháp, tìm được hay không, có vẻ như không có quan hệ gì với hắn. Đây là quy củ của hắn, Triệu Bân không biết, nhưng Mưa Hoa Tiên lại là môn song. Yên tâm tu luyện, Mưa Hoa Tiên khẽ nói nở nụ cười, quay người rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn Triệu Bân ánh mắt rất kỳ quái, mới mấy tháng không thấy, tiểu tử này khí uẩn, có vẻ như lại huyền ảo không thiếu, xem ra, Hạo Thiên Tiên Vương ngày bình thường không ít truyền cho hắn áo nghĩa. Lại là một ngày hảo sáng sớm. Triệu Bân sớm nấu một bình trà. Tiên Vương vào rừng chúc lúc, hương trà đang nồng, chính là hương vị quái một chút. Tu vi lại tinh tiến, nửa chén trà vào trong bụng, Tiên Vương lại ngồi ở hạ bàn. Là tiền bối để điểm hảo. Triệu Bân cười cười, vẫn là câu nói kia, lão đầu nhi này ngoại trừ không ra thế nào cần thể diện, người hay là không tệ, đi theo bên cạnh hắn, luôn có một ít cái cảm ngộ. Tiền bối, ra mắt tông bái kiến. Hai người đang nói lúc, chợt nghe tiểu thế giới bên ngoài tiếng kêu. Nghe được ba chữ này, múa kiếm Triệu Bân không khỏi chọn lấy lông mày. Ra mắt tông. Bắt đầu tinh ra mắt tiên tông. Tiền bối, Thánh Hỏa Điện bái kiến. Tiền bối, Thiên Tuyệt Điện bái kiến. Không đợi Triệu Bân hoảng thần, lại ngửi hai tiếng kêu gọi. Rất rõ ràng, Ra Mắt Tông, Thiên Tuyệt Điện cùng Thánh Hỏa Điện là cùng nhau mà đến, như đoán không sai, cũng là lão tổ đích thân đến, bởi vì từ vừa mới một tiếng kia kêu gọi bên trong, hắn đã nghe ra có Thánh Hỏa lão tổ. Hắn đoán một chút cũng không kém. Đích thật là ba phái lão tổ đích thân đến.